đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. chương 2061, nên kiêu căng lúc liền kiêu căng. Ha ha ha, bên trong đại sảnh yên tĩnh được một trận sảng khoái tiếng cười lớn cho phá vỡ. Lần này Diệp Thần Phong triệt để cho viên khôn mặt dài rồi, hắn cười đến sắc mặt hưng phấn đỏ lên một mảnh, trong con người thậm chí còn mang theo không dám tin tưởng, hắn lớn tiếng nói tốt, tốt không nghĩ tới thần phong ngươi lại có thể nói cho đúng suốt hai trăm chủng linh cỏ phương diện này sợ là chúng ta bốn vị các chủ cũng mặc cảm không bằng đồng dạng là không văn nhất phái cao đức rõ ràng cũng lập tức nói ra đúng vậy thật là vô cùng tốt ra hát có thể nói là trường giang sóng sau đè sóng trước rồi nếu không phải lão viên ngươi người vừa ý ta nhất định là muốn thu vào môn hạ của ta rồi thuộc về đan văn nhất phái lương khang an cùng giang an trí hai người bọn họ ánh mắt kinh nghi bất định nhìn xem Diệp Thần Phong, bọn hắn căn bản vô pháp phản bác viên khôn cùng cao đức rõ ràng, nếu như đổi lại bọn họ, xác thực không cách nào một hơi nói ra 200 loại hỗn hợp lại cùng nhau linh thảo, từ một điểm này có thể nói rõ, Diệp Thần Phong tại phân rõ linh thảo dược lực phương diện, có được trời cao chiếu cố ưu thế. Không thể, dối trá, đây tuyệt đối là dối trá. Giang Nguyên Thanh âm đột ngột ở bên trong đại sảnh vang lên. Ánh mắt của mọi người lập tức được Giang Nguyên hấp dẫn, trong đó Giang An trí quát lên, cầm miệng cho ta, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Này hỗn hợp linh thảo nhưng là Lương Khang An điều chế, La Kỳ Trắng tự tay lấy ra, bây giờ Giang Nguyên nói Diệp Thần Phong dối trá, như vậy này không phải mang ý nghĩa Lương Khang An cùng La Kỳ Bạch Bang Diệp Thần Phong dối trá ma. Cái này căn bản là chuyện không thể nào, nếu không phải Giang Nguyên chính là Giang An trí cháu trai ruột hắn đã sớm một bà tai phiến đi qua. Giang Nguyên khi nghe đến ra ra mình quát tháo sau, hắn cũng biết mình trong lời nói không thích hợp, hắn lập tức biệt khuất ngậm miệng lại. Nguyên bản một mực đang vì Diệp Thần Phong lo lắng viên dai, người tại phục hồi tinh thần lại sau đó người kích động hướng về Diệp Thần Phong vào tới, phảng phất là bản thân nàng nói ra 200 chủng linh cỏ bình thường. Viên dai lần nữa nhào vào Diệp Thần Phong trong lồng ngực, thủy nhuận môi trực tiếp khác ở Diệp Thần Phong trên gương mặt. Diệp Thần Phong đối với viên dai nha đầu này tự nhiên không có phòng bị lòng của, cho nên trực tiếp được viên dai đánh lén thành công, cảm giác trên gương mặt xúc cảm. Trong lòng của hắn là cười khổ một hồi. Tại hôn một cái Diệp Thần Phong sau đó viên dai lúc này mới cảm giác sự thất thố của mình. Người vừa nãy chỉ là xuất phát từ bản năng phản ứng mà thôi, người cúi đầu đỏ mặt giải thích Diệp, Diệp đại ca, người thực sự là quá tuyệt vời, vừa vặn cái kia hôn là ta đưa cho người ban thưởng. Một bên Điền Tiểu Quang thấy Diệp Thần Phong như thế kiểu như châu bò, hắn cũng kích động thì thầm lên, sư phụ vô địch, sư phụ vô địch. Viên khôn thấy tôn nữ của mình hành động như thế, nụ cười trên mặt hắn ngược lại là nhiều hơn mấy phần. La kỳ trắng liều mạng che giấu nội tâm lửa giận, trên mặt hắn lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Nhưng che giấu tại trong ống tay áo thủ trưởng lại thật chặt nắm thành quyền đầu. Chính là hội chó sủa là chó không cắn, La Kỳ trắng người như vậy ngược lại là giá trị phải chú ý một chút, về phần như Giang Nguyên như vậy yêu thích sủa loạn, người như thế ngược lại là dễ đối phó hơn nhiều. Diệp Thần phòng ánh mắt như ngừng lại La Kỳ trắng trên người, trong đầu hắn lão Bạch thanh âm đột nhiên vang lên, nói ra, tiểu gia hỏa, tiểu tử này trên người có ẩn giấu thực lực pháp bảo nếu không phải vừa vặn tâm tình của hắn có to lớn chấn động, ngược lại là suýt chút nữa để cho ta cùng lão hắc đều bỏ lỡ. Hắn ở bề ngoài thực lực là linh thần cảnh tam tầng sơ kỳ, nhưng hắn thực lực chân chính có linh thần cảnh năm tầng sơ kỳ. Diệp thần phong trong lòng vi vi ngưng lại, xem ra này là kỳ trắng tay là Trung Châu đứng đầu nhất ba thế lực lớn một trong tiêu giao cung thiếu chủ, cũng thực sự là có mấy phần bản lãnh. Còn nữa là kỳ trắng vẫn là Trung Châu Ngũ Đại công tử một trong. Theo như cái này thì Trung Châu mặt khác tứ đại công tử cũng tuyệt đối không đơn giản. Viên Khôn cười nói, "Các chủ, bây giờ thần phong đã thông qua khảo nghiệm. Như vậy tiến vào trận chung kết danh ngạch có thể cho hắn đi nha." Lương Khang An dưỡng khí công phu vẫn rất tốt, từ ở bề ngoài không nhìn ra hắn có bất kỳ bất mãn gì, hắn gật đầu nói, "Này là đương nhiên, như thế ưu tú chế thuốc thiên tài." xác thực hẳn là trực tiếp tiến vào trận chung kết lương khang an nói xong viên khôn trực tiếp đem một khối xích lệnh bài màu đỏ giao cho diệp thần phong nói ra thần phong khối này xích lệnh bài màu đỏ là trực tiếp tiến vào trận chung kết giấy thông hành chính ngươi hảo hảo thu về diệp thần phong trực tiếp đem lệnh bài thu nhập hỗn độn bên trong chiếc nhẫn nói ra đa tạ viên phó các chủ rồi một bên la kỳ bạch diện mang nụ cười hướng về diệp thần phong chắp tay nói ra vị huynh đệ này thiên phú để cho ta cũng bội phục a -Hát. Bất quá, bằng hữu người chế thuốc trình độ còn cần phải tăng cao đây. Nếu như dùng người tứ phẩm luyện dược sư trình độ tiến vào trận chung kết, e sợ ba vị trí đầu cùng ngươi vô duyên. Càng là như thế có thể ẩn giấu tâm tình người, càng là đáng giá diệp thần phong chú ý, này là kỳ trắng nghiễm nhiên là một đầu tiếu diện hổ, tùy thời tùy chỗ đều sẽ lộ ra cái nanh của hắn. Hơn nữa hắn giữa những hàng chữ ở bề ngoài tại lấy lòng Diệp Thần Phong, kỳ thực tại hạ thấp thấp Diệp Thần Phong chế thuốc trình độ còn chưa đến nơi đến chốn đây. Ở đây còn lại tân khách bọn hắn cũng chỉ là ở một bên xem cuộc vui, loại này cao tầng tranh đấu, bọn hắn nhưng không muốn tham dự vào. Lương Khang An căn bản không cho Diệp Thần Phong cơ hội nói chuyện rồi, hắn nói ra, "Lão viên, hôm nay là ngươi tiệc mừng thọ, không nên bị những chuyện khác mất hứng." đồ nhi ta nhưng là vì ngươi chuẩn bị một phần hậu lễ đây tại lương khang an nhắc nhở dưới ở đây còn lại tân khách dồn dập cho viên khôn tặng quà phần lớn người đưa lễ đều chỉ là bình thường dù sao lễ khinh tình ý trọng lần sau có thể làm cho viên khôn để ý lễ vật nhưng không dễ tìm như vậy rất nhanh bên trong đại sảnh chỉ còn dư lại giang nguyên la kỳ trắng cùng diệp thần phong không có tặng quà giang nguyên lập tức sải bước ra ngoài trên mặt lại hiện lên nụ cười tự tin, trong tay hắn xuất hiện một cái hộp gỗ, hắn đem hộp gỗ mở ra, nói ra, viên lão, một cái cây 20.000 năm linh long cỏ là của ta một phen tâm ý, kính xin viên lão ngài nhận lấy. Tại hộp mở ra trong nháy mắt, nhất cổ cường hãn thần hồn chi lực từ trong đó khuếch tán mà ra. Diệp thần phong con mắt chăm chú tập trung vào trong hộp 20.000 năm linh long thảo, này thậm chí một cây thần hồn loại thiên tài địa bảo, hơn nữa hẳn là hái xuống không bao lâu đây. Nếu như đặt ở bên trong tiểu thế giới tiên linh chi thổ bên trong, hẳn là còn có thể chuyện lặt vặt. 20.000 năm linh long cỏ xem như là tương đối quý giá được rồi, xem ra Giang Nguyên vì đạt được viên dai, hắn vẫn vượt xa máu một phen. Viên khôn gật đầu cười nói, đúng vậy, một cái cây 20.000 năm linh long cỏ xác thực khó được đáng quý. Nghe được viên khôn đánh giá, Giang Nguyên khiêu khích liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong. Mà La Kỳ Trắng cũng lập tức đứng dậy, trong tay hắn xuất hiện một toa đan dược, nói ra, viên lão, ta liền dâng một tấm ngũ phẩm trừ ma đan đan phương đi. Này toa đan dược là ta trong lúc vô tình lấy được, muốn so thiên huyền giới hết thảy trừ ma đan đan phương mạnh hơn không ít, loại này trừ ma đan có thể trừ đi linh thần cảnh bên dưới người tu luyện sinh ra tâm ma. Vậy ngũ phẩm trừ ma đan chỉ có thể rất đại nạn độ thượng khống chế linh thần cảnh bên dưới người tu luyện tâm ma, này la kỳ lấy không ra trừ ma đan đan phương ngược lại là thật là không tệ rồi. Viên khôn tiếp nhận đan phương sau đó tuy rằng hắn không thích la kỳ trắng người này, nhưng toa thuốc này quả thật không tệ, chỉ cần chờ sau nghiệm chứng một cái là hắn có thể đủ biết loại đan phương này hiệu quả. Một bên lương khang an nói ra, lão viên, ta tên đồ đệ này lễ vật, ngươi nhưng thỏa mãn. Trong lòng ngươi không cần hoài nghi rồi, loại này trừ ma đan đan phương ta đã nghiệm chứng quá rồi, hiệu quả cùng đồ nhi ta nói giống nhau như đúc. Nếu Lương Khang An đều biết loại đan phương này rồi, như vậy cùng hắn nhất phái Giang An Chí khẳng định cũng lập tức sẽ biết. Về phần Cao Đức rõ ràng, Viên Khôn sớm muộn sẽ cùng hắn chia sẻ loại đan phương này, cho nên loại đan phương này đúng là không có che che giấu giấu cần thiết, hắn trực tiếp để Giang An Chí cùng Cao Đức rõ ràng đồng thời tham tường rồi mà lúc này la kỳ trắng nhìn hướng diệp thần phong nói ra vị bằng hữu này không biết ngươi cho viên lão chuẩn bị cái gì thọ lễ giang nguyên lạnh lùng nói tiểu tử ngươi sẽ không phải là liền thọ lễ đều không có chuẩn bị đi uổng phí viên lão đối với ngươi coi trọng như thế ngươi ngược lại là không có chút nào thanh viên lão để ở trong mắt diệp thần phong chuẩn bị viễn cổ đan phương hắn vốn là muốn yếu lén lút đưa cho viên khôn nhưng Diệp Thần Phong từ trước đến giờ không thích cái gì chó và mèo đều đến dẫm hắn một cước, đã như vậy, như vậy nên kiêu căng thời điểm nên kiêu căng hơn. Lấy ra một tờ viễn cổ đan phương thì lại làm sao, bây giờ trên trời huyền thịnh điển tổ chức trong quá trình, tối thiểu không người nào dám công khai động thủ với hắn, lần sau hắn tự vệ thủ đoạn có rất nhiều, hắn đến cũng không sợ có người tìm tới hắn, lại nói hắn chỉ là lấy ra một tờ viễn cổ đan phương mà thôi, người khác cũng chỉ sẽ cho rằng hắn tại vô ý giữa mới đã nhận được một tấm viễn cổ đan phương. Diệp thần phong bình tĩnh nói, ta đương nhiên cũng chuẩn bị thọ lễ. chương 2062, đan phương kinh bốn tòa. Viên khôn, viên giai cùng điền tiểu quang đều biết diệp thần phong là vô ý trước đó lại làm sao có khả năng chuẩn bị thọ lễ đây. Còn nữa viên khôn bọn người biết Diệp Thần Phong không có gì bối cảnh, đến lúc đó e sợ sẽ bị người ở chỗ này khinh bỉ viên khôn cùng viên dai trong lòng nhất định là thiên hướng diệp thần phong được rồi. Viên khôn nói ra, thần phong trước đó cũng không biết hôm nay chính là là của ta ngày mừng thọ. Lần này hắn là đánh bậy đánh bạ tới chỗ này, ta xem thọ lễ về sau bổ sung là được rồi, lại nói này đưa không tặng lễ chỉ là một lần tâm ý mà thôi. Các chủ lương Khang An nói ra, lão viên, lời nói cũng không làm được nói như vậy, người vị tiểu hữu này không phải nói chuẩn bị thọ lễ ma ta nghĩ người vị tiểu hữu này hẳn là sẽ không tại nói mạnh miệng chứ. Giang An Chí cũng lập tức nói ra, đúng vậy, lão viên, ngươi nên sẽ không biết người vị tiểu hữu này đưa lễ cực kỳ dày nặng, cho nên ngươi không muốn để cho chúng ta nhìn thấy chứ. Này đan văn một phái cùng không văn một phái một mực có tranh đấu. Bọn hắn so đấu không phải là của mình thực lực, mà là trong tay mình giao thiệp. Dù sao mỗi tên luyện dược sư đều cũng có thuộc về mình độc nhất đan phương, những này độc nhất đan phương luyện chế ra tới đan dược, chính là lôi kéo tất cả đại tông môn cùng cường giả lợi khí rồi. Phần lớn luyện dược sư tại về mặt thực lực đều thua kém một bậc, nhưng rất nhiều cường giả cần phải cường đại đan dược, như vậy liền tất cần phải đi cầu cấp bậc cao luyện dược sư rồi, những cường giả này liền ghi nợ luyện dược sư ân tình rồi. Những ân tình này chính là luyện dược sư nắm trong tay giao thiệp rồi. Này tứ đại các chủ bên trong, chỉ có lương khang an tại thiên thần cảnh thực lực, theo Lý Tới nói, hắn căn bản không cần cho viên khôn bọn hắn mặt mũi, thế nhưng thực lực không có nghĩa tất cả. Tại Không Văn nhất phái viên khôn cùng cao đức rõ ràng trong tay, bọn hắn cũng nắm giữ mấy tấm độc nhất đan phương. Trong tay bọn họ cũng lung lạc một nhóm người cường hãn mạch. Tại đây một nhóm người mạch bên trong thiên thần cảnh cường giả cũng là có rất nhiều. Này đan văn một phái cùng Không Văn nhất phái tranh đấu, nói cách khác chính là giao thiệp tranh đấu. Giang Nguyên thấy các chủ cùng gia gia của mình đều mở miệng. Khóe miệng hắn cười gần càng thêm rõ ràng, trước đó tại La Kỳ lấy không suất ngũ phẩm trừ ma đan đan phương sau, hắn lấy vì quà trúc thọ của mình cũng bị vượt trên một bậc, nhưng này ngũ phẩm trừ ma đan cũng không phải độc nhất đan phương, như vậy hắn giá trị liền mức độ lớn xúc thủy. Còn nữa, này ngũ phẩm trừ ma đan đối tượng chỉ là linh thần cảnh bên dưới người tu luyện, này trừ ma đan lung lạc không tới quá nhiều cường giả, cái này cũng là la kỳ trắng lấy ra nguyên nhân. Giang Nguyên hướng về phía Diệp Thần Phong nói ra, Tiểu tử, người thọ lễ đâu này? Nhanh chóng lấy ra để cho chúng ta được thêm kiến thức. Viên dài đôi mắt đẹp trợn lên Giang Nguyên, nói ra, Diệp Đại ca đưa không đưa lễ mừng thọ quản ngươi cái gì sự tình. Hôm nay là ông nội ta ngày mừng thọ, Diệp Đại ca cùng chúng ta cùng với người một nhà, người nhà cùng người nhà trong lúc đó cần phải tặng lễ sao? La kỳ trắng tao nhã cười nói, tiểu dai, người đây liền nói không sai đúng rồi, vị bằng hữu này chính mồm nói mình cũng chuẩn bị thọ lễ, nếu như không cho hắn lấy ra lời nói, như vậy này không sẽ chờ vì vậy chúng ta đang bắt nạt người ma. La kỳ trắng rồi hướng diệp thần phong, nói ra, vị bằng hữu này, không nên làm lỡ tiệc mừng thọ thời gian. Người rốt cuộc muốn không muốn lấy ra ngươi cho viên lão chuẩn bị thọ lễ diệp thần phong chấn định tự nhiên nói ta cho viên lão chuẩn bị đồng dạng là một toa đan dược đồng dạng là trừ ma đan kính xin viên lão giúp ta chuẩn bị giấy và bút mực nghe được diệp thần phong này phen lời nói lối ra người ở chỗ này toàn bộ biểu lộ quái dị là kỳ lấy không ra trừ ma đan công hiệu quả có thể nói là thiên huyền giới đệ nhất rồi căn bản không khả năng có còn lại trừ ma đan đan phương có thể vượt qua được rồi Viên giai cùng miền tiểu quang vì Diệp thần phong âm thầm suốt ruột, muốn vượt qua La kỳ trắng trừ ma đan đan phương, đây cơ hồ là không thể nào. Viên khôn muốn mở miệng hóa giải, chỉ thấy La kỳ trắng cười nói, đã vậy còn quá xảo a hát. Như vậy ta đến yếu đến mở mang vị bằng hữu này trừ ma đan đan phương rồi. Diệp thần phong không vui nói, người không tư cách xem ta đan phương, đây chính là ta đưa cho viên lão độc nhất đan phương. La Kỳ mặt trắng gò má trong nháy mắt cũng có chút cứng ngắc. Dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong hơi bị quá mức trang. Bê đi nha, Giang Nguyên cản dỡ nói ra, tiểu tử, không có lớn như vậy đâu. Người cũng đừng mang lớn như vậy mũ, cái gì chó má độc nhất đan phương, ta xem ngươi chỉ biết là phổ thông trừ ma đan đan phương chứ. Vẫn còn ở nơi này giả bộ như cái gì như thế. Lương Khang An tâm tình không tệ cười nói, vậy ta liền muốn chúc mừng lão viên ngươi thu được một tấm độc nhất đan phương rồi, giấy và bút mực liền để cho ta tới chuẩn bị đi. Lương Khang An tiện tay vung lên, cách đó không xa trên bàn lập tức xuất hiện giấy và bút mực. Cao Đức rõ ràng thấp giọng với viên khôn, nói ra, lão viên, ngươi xem bên trong tên tiểu tử này, tính cách của hắn quá nôn nóng đi nha. Hắn đây là tại phùng má giả làm người mập A-Hát. Viên khôn muốn yếu mở miệng lần nữa, nhưng mà, diệp thần phong chạy tới trước bàn rồi hắn xác định chu vi không có ai sau đó hắn lại trên giấy ra chỉ một tầng ngăn cách cảm giác năng lượng thiên thần cảnh cường giả muốn đột phá tầng này năng lượng cũng cần một giây này một giây đầy đủ diệp thần phong đem đan phương thu nhập hỗn độn trong chiếc nhẫn rồi thấy diệp thần phong trịnh trọng như vậy la kỳ trắng lãnh đạm nói cố làm ra vẻ bí ẩn lương khang an cười nói lão viên người vị tiểu hữu này vẫn đúng là đủ có ý hắn hại chúng ta nhìn lén sao diệp thần phong không để ý đến tất cả xung quanh hắn bút lớn vung lên một cái hắn lập tức trên giấy đem lục phẩm trừ ma đan đan phương viết xuống này viễn cổ trừ ma đan chính là lục phẩm viễn cổ trừ ma đan hiệu quả muốn so vừa vặn la kỳ trắng trừ ma đan tốt hơn không chỉ một điểm loại này viễn cổ trừ ma đan phàm là thiên thần cảnh tầng ba bên dưới người dùng hắn nhân vì tu luyện không làm sinh ra tâm ma có thể lập tức trừ đi Viễn cổ trừ ma đan đan phương đã sớm trên trời huyền giới thất truyền, bây giờ trừ ma đan là dựa vào cái thời đại này luyện dược sư chính mình suy nghĩ ra được, tự nhiên không thể cùng viễn cổ trừ ma đan so sánh. Tại đem viễn cổ trừ ma đan viết xuống đến sau đó diệp thần phong đem đan phương đưa cho viên khôn. Nguyên bản không thèm để ý chút nào viên khôn, làm hắn nhìn thấy trong tay đan phương sau, con mắt của hắn trong nháy mắt sững sờ rồi mà những người còn lại vẫn không có cảm thấy được viên khôn không đúng. Giang An trí đùa cợt nói, lão viên, người đối với này độc nhất đan phương còn thỏa mãn. Mà viên khôn dù sao cũng là thất phẩm luyện dược sư rồi, hắn đối các loại đan phương vẫn hơi hiểu biết. Hắn đang nhìn Diệp Thần Phong đan phương sau đó hắn lâm vào khiếp sợ không gì sánh nổi bên trong, hắn có thể suy đoán ra loại đan phương này tuyệt đối không đơn giản. Đối với chế thuốc cực kỳ si mê viên khôn, hắn đem đan phương lập tức ghi vào trong đầu, hắn lập tức đem đan phương thu nhập trong nhẫn chứa đồ, sau đó đem một tôn lò thuốc lấy ra. Hắn trong nhẫn chứa đồ vừa vẫn có luyện chế viễn cổ trừ ma đan linh thảo, đối với chế thuốc si mê hắn, trực tiếp ở bên trong đại sảnh bắt đầu luyện chế viễn cổ trừ ma đan. Viên khôn động tác rất nhanh, lần sau viên khôn hành động này, làm cho tất cả mọi người đều hơi run run. Tại viên khôn bắt đầu không ngừng chế thuốc thời điểm, mọi người mới phục hồi tinh thần lại bởi chuyện đột nhiên xảy ra bọn hắn liền viên khôn lấy ra bao nhiêu chủng linh cỏ ném vào lô thuốc bên trong cũng không có chú ý thấy viên khôn như thế khác thường tất cả mọi người nghi ngờ nhìn hướng diệp thần phong diệp thần phong nhưng là bình thản nói ra ta đưa cho viên lão chính là viễn cổ đan phương lục phẩm trừ ma đan phục dụng lục phẩm trừ ma đan có thể để cho thiên thần cảnh tầng ba bên dưới người hắn trong tu luyện sinh ra tâm ma trừ đi Diệp thần phong lời ấy để Lương Khang An cùng Giang An trí đám người liên tục cau mày, hắn không tin Diệp thần phong có thể lấy ra viễn cổ đan phương đến, nhưng viên khôn cử động lại giải thích thế nào. Giang Nguyên cùng La Kỳ Trắng kinh nghi bất định nhìn xem Diệp thần phong, bọn hắn đồng dạng không tin Diệp thần phong chuyện ma quỷ. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, đan hương vị từ bên trong dược đỉnh bay ra, lục sắc cầu vồng dị tượng tại lò thuốc phía trên hình thành, chuyện này ý nghĩa là lục phẩm đan dược luyện chế thành công. Đối với thất phẩm luyện dược sư viên khôn tới nói, luyện chế lục phẩm đan dược, chỉ cần cẩn thận một chút, ngược lại chả là không có chút khó khăn gì. Lò thuốc mở ra, trong đó nằm năm viên màu xanh lam đan dược, viên khôn đem bên trong một viên nắm trong tay, mà đổi thành bên ngoài tam đại các chủ cũng lập tức xuất hiện tại lò thuốc bên, bọn hắn không hỏi mà lấy phân chứa lấy một viên thuốc. Cảm thụ đan dược bên trong dược lực, đang xác định đan dược không hại sau đó Viên Khôn cùng Lương Khang An bọn người đem đan dược nuốt vào trong miệng, muốn cảm giác một cái trong đó hiệu quả. Khi bọn họ cảm giác được lục phẩm trừ ma đan hiệu quả sau đó Lương Khang An cùng Giang An Chí sắc mặt trong nháy mắt khó coi, Lương Khang An đầy mặt khiếp sợ nói ra, làm sao có khả năng? Lẽ nào đây thật sự là viễn cổ đan phương? Giang An Chí cũng đầy mặt bất khả tư nghị nói ra, loại đan dược này đoán chừng thật sự có thể trừ đi thiên thần cảnh tầng 3 bên dưới người tu luyện tâm ma. Lục phẩm trừ ma đan, viễn cổ đan phương, ở đây những người còn lại nghe được Lương Khang An cùng Giang An trí lời nói sau, bọn hắn toàn bộ lâm vào cực hạn trong kinh ngạc. Audio điện tử võ tấn bền chương 2063, người tính toán thơm bơ vậy sao? Lục phẩm trừ ma đan, nếu quả như thật có thể trừ đi thiên thần cảnh tầng 3 bên dưới người tu luyện tâm ma, như vậy loại đan phương này tuyệt đối là có thể lôi kéo một nhóm cường giả. Tại vô tận trong tu luyện, có phần người tu luyện vì đạt đến nhanh chóng tăng lên mục đích, tại trong quá trình tu luyện vô cùng có khả năng đi lên đường vòng, lâu dần liền sẽ sinh ra tâm ma, chỉ cần tâm ma một khi không đi trừ, thực lực của người tu luyện đem dậm chân tại chỗ. Bởi vậy có thể thấy được này lục phẩm trừ ma đan giá trị hoàn toàn không phải la kỳ trắng loại kia ngũ phẩm trừ ma đan có thể so sánh so sánh ở đây trong những người này viên khôn không thể nghi ngờ là kích động nhất một cái hắn đem lục phẩm trừ ma đan dược hiệu cảm giác nhất thanh nhị sở có tấm này độc nhất đan phương sau đó bọn hắn không văn nhất phái thế lực tuyệt đối có thể có chỗ mở rộng hắn không nghĩ tới diệp thần phong dĩ nhiên chuẩn bị cho hắn như thế một phần hậu lễ đây là hắn trước đó tuyệt đối không tưởng tượng nổi Cao Đức rõ ràng đồng dạng kích động mắt nháng lửa, hắn cười ha hả nhìn xem Lương Khang An cùng Giang An Trí, trước đó hắn cho rằng Diệp Thần Phong tính tình quá nôn nóng rồi, hiện tại hắn là càng xem Diệp Thần Phong càng vừa mắt, hắn dù sao cũng là không văn nhất phái. Viên khôn mặt mày hồng hào cười to nói, đúng vậy, này xác thực chính là Viễn Cổ Trừ Ma Đan, toa thuốc này hiệu quả quả thực quá thần kỳ, phần lễ vật này là ta hôm nay thu được quý giá nhất vừa mới lương khang an mang theo diếu cợt chúc mừng. Viên khôn thu được một tấm độc nhất đan phương, bây giờ tại tự mình thể nghiệm trừ ma đan dược hiệu sau, lương khang an mặt như gan heo sắc, mà viên khôn nhưng là mở miệng nói, các chủ, người đã vừa mới chúc mừng ta thu được một tấm độc nhất đan phương rồi, thật đúng là thường ngươi chúc lành, thần phong đưa cho ta này toa đan dược ta là một ngàn cái. Mười ngàn cái thỏa mãn. Một mực đang vì Diệp Thần Phong lo lắng viên dai cùng Điền Tiểu Quang, Bọn hắn thấy Diệp Thần Phong lấy ra dĩ nhiên là Viễn Cổ đan phương. Bọn hắn thở phào nhẹ nhõm đồng thời, trên mặt bọn họ lộ ra vui sướng nụ cười. La Kỳ trắng cùng Giang Nguyên nghe được Lương Khang An cùng Viên Khôn đám người lời nói sau. Bọn hắn căn bản không muốn tiếp thu trước mặt hiện thực này, này Diệp Thần Phong trong tay làm sao có thể sẽ có thất truyền Viễn Cổ đan phương. Phải biết mỗi một tấm Viễn Cổ đan phương đều có được cực kỳ lớn nhất giá trị cùng lợi ích đổi lại là bọn hắn đã lấy được một tấm lục phẩm viễn cổ đan phương, bọn họ là tuyệt đối sẽ không lấy ra đưa người. Trong khoảng thời gian ngắn, ở đây ánh mắt của mọi người lần thứ hai tập trung vào Diệp Thần Phong trên người. Diệp Thần Phong thuận miệng giải thích tấm này viễn cổ đan phương là ban đầu ta trong lúc vô tình xông vào một chỗ bí cảnh bên trong lấy được, viên lão đối với ta có ân, này toa đan dược đưa cho viên lão lại thích hợp cực kỳ rồi. Viên khôn thấy Diệp Thần Phong là một cái như thế hiểu được cảm ơn người, nét cười của hắn là càng thêm rõ ràng, hắn nói ra, được. Thần Phong, về sau viên phủ sẽ là của ngươi một cái khác nhà, ta viên khôn tuy rằng thực lực không ra sao, nhưng ở thiên huyền giới tốt xấu cũng có mấy phần mặt mũi, về sau có bất cứ chuyện gì cứ việc cùng ta mở miệng là được rồi. Giang An trí tại âm trầm một lát sau, sắc mặt của hắn khôi phục tự nhiên, hắn nói ra, lão viên, người đây liền quá không có suy nghĩ, viễn cổ đan phương có to lớn giá trị nghiên cứu. Người xem phải hay không lấy ra đến cho chúng ta đồng thời tham tường tham tường. Này Giang An chí thật đúng là không biết xấu hổ ra. Lương Khang An cũng lập tức nói ra, lão viên, ta xem lão Giang nói có lý, viễn cổ đan phương là có thể gặp mà không thể cầu, trong lòng ta cũng vô cùng tò mò. Viên khôn ở trong lòng thầm mắng hai cái này này lão bất tử hắn đương nhiên sẽ không ngu như thế. Ngu xuẩn, hắn nói ra, các chủ, lão giang, tòa thuốc này là thần phong đưa cho ta độc nhất đan phương. Đây là thần phong đối với ta tấm lòng thành, này tâm ý làm sao có thể cùng các ngươi chia sẻ đâu này. Ta xem thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, nhanh chóng ngồi vào vị trí đi. Đúng rồi. Viên khôn đem để đó 20.000 năm linh long cỏ hộp đưa cho Diệp Thần Phong, hắn vừa vặn liền thấy Diệp Thần Phong thật giống đối này Linh Long cỏ cảm thấy rất hứng thú. Hắn nói ra, Thần Phong, này Linh Long cỏ liền đưa cho ngươi rồi. Đối với thần hồn loại thiên tài địa bảo, Diệp Thần Phong tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, hắn nói ra, viên lão, vậy ta liền không khách khí với ngươi rồi. Đã lấy được viễn cổ đan phương viên khôn tâm tình tốt vô cùng, hắn nói ra, Thần Phong chính là sảng khoái. Loại tính cách này phù hợp lão phu tính khí, tại ta viên phủ yêu cầu khách khí cái gì? Đây chính là tiểu tử ngươi ra. Ra Nguyên sắc mặt dường như táo bón bình thường một cái cây 20.000 năm linh long thảo, hắn là phí đi rất lớn một phen công phu mới lấy được, kết quả lại rơi vào rồi diệp thần phong trong tay, hắn làm sao có thể cam tâm. Là kỳ trắng lại khôi phục tự nhiên vẻ mặt, mọi người tại viên khôn bắt chuyện dưới, bọn hắn dồn dập là vào chỗ ngồi trận này tiệc mừng thỏ tại một loại cực kỳ quỷ dị bầu không khí dưới sắp đến hồi kết thúc. Tại viên khôn cùng viên dai lên tiến khách thời điểm, Lương Khang An đối với La Kỳ Trắng thấp giọng nói ra, Kỳ Trắng, cái này gọi là diệp thần phong tiểu tử, hắn tại chế thuốc thượng hẳn là có chút thiên phú, hơn nữa loại kia viễn cổ đan phương nhất định sẽ cổ vũ không văn nhất phái khí thế, nếu tiểu tử kia là có thể luyện chế ra đan văn, chúng ta không ngại đưa hắn lôi kéo tới. La Kỳ Trắng gật đầu nói, sư phụ nói đúng lắm. Tại viên khôn cùng viên giai đưa tiến dưới, người bên trong đại sảnh là càng ngày càng ít. Điền tiểu quang thân là viên khôn đệ tử ký danh, hắn cũng giúp đỡ đi tiến khách, tại lương khang an, giang an trí cùng cao đức rõ ràng cũng đứng dậy lúc rời đi, đại sảnh cũng chỉ còn sót lại diệp thần phong cùng La Kỳ trợn nhìn. La Kỳ Trắng đi tới diệp thần phong trước mặt, nói ra, người chế thuốc thiên phú hẳn là coi như không tệ, ta có thể cho ngươi một cái đi theo cơ hội của ta, đến đan văn một phái bên này, đối với ngươi mà nói có tiền đồ hơn, ta nghĩ ngươi cũng hẳn phải biết ta là tiêu giao cung thiếu chủ đi nha. Ngươi về sau chỉ muốn hào hảo biểu hiện, ta có thể cho ngươi trở thành tiêu giao cung đệ tử hạch tâm, đây là rất nhiều người đều tha thiết ước mơ. Diệp thần phong nhìn xem phía trước mặt tràn đầy tự tin la kỳ trắng, hắn không nóng không lạnh nói ra, phải hay không yếu ta lập tức đem trừ ma đan viễn cổ đan phương viết xuống đến. La kỳ trắng thấy Diệp thần phong như thế thức thời, hắn hài lòng nói, đúng vậy, này viễn cổ đan phương ngươi bây giờ là có thể viết xuống. Tại La kỳ nhìn không đến Diệp thần phong căn bản không nhưng có thể cự tuyệt hắn, chống chân là tiêu giao cung tên tuổi liền đầy đủ khiến người ta hướng tới rồi. Nhưng Diệp thần phong lại lại nói, ngươi là cái thá gì? Này tiêu giao cung lại là cái thá gì? người khác nói ngươi là trung châu ngũ đại công tử một trong ngươi liền thật sự cho là mình rất trâu cho ta bên kia mát mẻ lăn bên kia đi ta đối cái gì tiêu giao cung một chút hứng thú cũng không có diệp thần phong đối với la kỳ trắng loại này tiếu diện hổ một điểm hảo cảm cũng không có la kỳ trắng trên mặt tự tin trong nháy mắt động lại trên mặt hắn rốt cục không nhịn được lộ ra vô tận lửa giận hắn thân là tiêu dao cung thiếu chủ tại chế thuốc thượng lại là thiên tài nhìn thấy người của hắn có cái nào không phải khách khí. La Kỳ khinh thường con mắt che lấp cực kỳ, hắn cũng biết nơi này không phải động thủ địa phương, còn nữa hắn nhìn thấy viên khôn cùng viên dai bọn hắn đưa xong khách nhân ở vào, hắn lạnh nói, nhớ kỹ lời ngươi đã nói hôm nay, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ làm cho ngươi biết rằng tiêu giao cung là vật gì. Đến lúc đó hy vọng ngươi không cần hướng về ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chúng ta luyện dược sư thời điểm tranh tài gặp lại, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi vô cùng rõ ràng tại chế thuốc bên trên ngươi căn bản liền cho ta sách giày cũng không xứng về phần về mặt thực lực ta tùy thời tùy chỗ cũng có thể bóp chết ngươi ngươi cho ta chầm chậm chờ xem nói xong la kỳ trắng lần thứ hai khôi phục nụ cười hắn hướng về đi tới viên khôn đám người chào hỏi một tiếng hắn liền chấn định tự nhiên đi ra viên phủ tại không có người ngoài sau đó viên khôn vỗ vỗ diệp thần phong vai nói ra Hào tiểu tử, lúc trước ta không có nhìn lầm ngươi, tấm này viễn cổ đan mới có thể mang đến cho ta rất nhiều trợ giúp, ta hẳn là yếu cảm ơn ngươi. Kế tiếp ngươi có tính toán gì? Là ở lại chỗ này đợi được luyện dược sư trận đấu bắt đầu đâu này? Vẫn là Diệp Thần Phong trở về nói, Viên lão, bây giờ ta chính là Linh Châu Thanh Nguyệt Tông đệ tử, lần này là đại biểu Thanh Nguyệt Tông đến Trung Châu tham gia Thiên Huyền Thịnh Điển, bây giờ Thanh Nguyệt Tông người còn tại Vạn Linh Thành đây ta cũng gần như là thời điểm rời khỏi. Viên giai lập tức ôm Diệp thần phong cánh tay, nói ra, Diệp đại ca, người có thể hay không không nên nhanh như vậy rời đi. Khoảng cách thiên huyền thịnh điển bắt đầu còn có một quãng thời gian, muốn trở về vạn linh thành, lợi dụng linh dược trong thành truyền tống trận lập tức liền có thể đã tới. Diệp đại ca, tại linh dược thành ngoài cửa nam một địa phương, nơi đó nhưng là xuất hiện nửa bước tiên khí, không ai có thể đem cái kia nửa bước tiên khí lấy đi, cái kia nửa bước tiên khí thật giống gọi là lưu ly cung điện, diệp đại ca ngươi muốn hay không đi xem xem. Lúc trước từ địa huyền giới phá không mà đi lưu ly cung điện. Nếu đã được biết đến lưu ly cung điện tung tích, như vậy diệp thần phong đương nhiên phải đi nhìn một chút, khống chế lưu ly cung điện chìa khóa ở trong tay của hắn. Tự nhiên không ai có thể đem lưu ly cung điện thu đi, coi như là thiên thần cảnh cường giả cũng không được. Diệp thần phong nói ra, được, vậy ta liền ở Linh Dược Thành dừng lại thêm vài ngày thời gian đi. chương 2064, Nuôi Quỷ Linh Dược Thành Nam môn hướng bên ngoài Diệp Thần Phong, viên giai cùng Điền Tiểu Quang một đường bay nhanh. Điền Tiểu Quang là mặt dày mày dạn đi theo Diệp Thần Phong bọn họ. Tại trước đó rời đi viên phủ thời điểm, Diệp Thần Phong rút thì gian tiến vào một chuyến tiểu thế giới, đem cái kia một cây 20.000 năm linh long cỏ trồng vào tiên linh chi thổ bên trong. Diệp thần phong để viên khôn giúp hắn thu thập một ít thần hồn loại thiên tài địa bảo, đây đối với viên khôn cái này luyện dược các phó các chủ tới nói vẫn tương đối dễ dàng, hắn đương nhiên là một cái liền đồng ý. Viên khôn mặc dù không có phản đối diệp thần phong bọn hắn đi hướng lưu ly cung điện địa phương, nhưng viên khôn để diệp thần phong bọn hắn nhất định muốn trước lúc trời tối trở về linh dược thành, có người nói Lưu Ly Cung Điện vị trí cực kỳ quỷ dị, rất nhiều buổi tối xuất hiện tại Lưu Ly Cung Điện người tu luyện, toàn bộ trong vòng một đêm tại biến mất khỏi thế gian rồi, căn bản liền một tia một hào manh mối cũng không tìm được. Loại chuyện quỷ dị này là ở gần nhất mới phát sinh, sau cũng có cường giả buổi tối đi Lưu Ly Cung Điện chu vi tra xét qua, nhưng cuối cùng lại là không thu hoạch được gì, bất quá, sau đó buổi tối vẫn có người tu luyện sẽ ở Lưu Ly Cung Điện chu vi nhiều lần biến mất thế nhưng tại ban ngày lưu ly cung điện chu vi liền tuyệt đối sẽ không có chuyện cuối cùng có phần người tu luyện phát hiện buổi tối lưu ly cung điện chỉ cần có không cao hơn thiên thần cảnh năm tầng người tu luyện như vậy tại lưu ly cung điện người tu luyện liền sẽ toàn bộ trong vòng một đêm biến mất nói cách khác chỉ cần có vượt qua thiên thần cảnh năm tầng người tu luyện tại như vậy lưu ly cung điện chu vi liền tuyệt đối không có chuyện gì phát sinh lưu ly cung điện vị trí chính là là năm đó âm minh tông đã từng địa chỉ cũ. Kết quả là, rất nhiều người tu luyện đều nói là âm minh tông đã từng cường giả oan hồn tại quấy phá. Âm minh tông tại đã từng cái kia đã lâu thời đại, tại vùng thế giới này giữa cũng coi như là là một cái cường thịnh tông môn. Cho nên, viên khôn mới luôn mãi căn dặn yếu ở buổi tối trước đó trở về Linh Dược Thành. Dù sao tại ban ngày âm minh tông địa chỉ cũ chu vi xưa nay chưa từng xảy ra qua cái gì bất ngờ đây tại 2 giờ bay nhanh sau. Diệp Thần Phong, Viên Giai cùng Điền Tiểu Quang thuận lợi đã tới âm minh tông địa chỉ cũ, trong đó Viên Giai cùng Điền Tiểu Quang bọn hắn lúc trước đã tới qua nơi này. Trải qua 5 tháng biến thiên, địa phương này sớm cũng chỉ còn sót lại đồi bại kiến trúc mảnh vỡ rồi. Bởi vì có nửa bước tiên khí lưu ly cung điện xuất hiện. Nơi này ngược lại là làm cho toàn bộ Trung Châu mọi người đều biết rồi, hầu như mỗi ngày đều hội có sự khác biệt địa phương người tu luyện trước tới nơi này. Thậm chí có chút trong tông môn mời ra thực lực cường hãn lão tổ. Nhưng cuối cùng nhưng vẫn là không có đem lưu ly cung điện lấy đi. Nửa bước tiên khí ở chính giữa châu đồng dạng là hiếm thấy tồn tại, có thể có được nửa bước tiên khí tông môn. Có cái nào không phải nội tình thâm hậu. Cho nên, lưu ly cung điện xuất hiện, để rất nhiều tông môn đều thèm nhỏ nước rãi. Đáng tiếc, này lưu ly cung điện thật giống ở nơi này mọc ra dễ như thế, không có bất cứ người nào có thể lấy đi. Tại Diệp Thần Phong bọn hắn đi tới âm minh tông địa chỉ cũ thời điểm, nơi này đã nắm chắc 10 cái người tu luyện ở, chỉ thấy một tòa thật to lưu ly cung điện dựng đứng ở âm minh tông địa chỉ cũ bên trong, những người tu luyện này đều vây ở lưu ly cung điện bốn phía. Lần nữa nhìn thấy lưu ly cung điện, thừa dịp người khác không chú ý, Diệp Thần Phong trong tay xuất hiện một khối màu đen thiết bài, hắn thử đem linh khí truyền vào thiết bài bên trong. Khối này thiết bài chính là khống chế lưu ly cung điện chìa khóa. Lấy diệp thần phong thực lực hôm nay, hắn mặc dù không cách nào đem lưu ly cung điện sức mạnh phát huy ra, nhưng theo lý tới nói đem lưu ly cung điện lấy đi vẫn là có thể. Nhưng mà, tại diệp thần phong đem linh khí truyền vào thiết bài bên trong thời điểm, hắn cảm thấy lưu ly cung điện dưới đáy có một cổ cường đại sức hút cả tòa lưu trên cung điện chỉ là lập lòe hào quang bảy màu, cho dù có chìa khóa diệp thần phong, hắn dĩ nhiên cũng không cách nào điều khiển động lưu ly cung điện. Trung quanh người tu luyện thấy lưu ly cung điện lóe lên hào quang bảy màu, đây là lần đầu tiên đầu một lần, bọn hắn từng cái thí nghiệm dò xét đưa bàn tay đặt tại lưu ly phía trên cung điện, nhưng bọn họ chút nào cảm giác không ra bất kỳ đồ vật đến. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm tại Diệp Thần Phong trong đầu vang lên tiểu gia hỏa xem ra này lưu ly cung điện dưới đáy khẳng định chuyện gì xảy ra dị biến, này mới đưa đến ngươi không cách nào đem lưu ly cung điện lấy đi. Lão Hắc Giang Vận Thiên cũng nói, tiểu tử, ta cùng lão Hắc cảm giác ra này trong không khí lưu lại một ít đặc thù năng lượng. Này lưu ly cung điện sử tình ngươi có thể chậm rãi nghiên cứu, những kia buổi tối đi ra hại người đồ vật, ta cùng lão Hắc trong lòng nắm chắc rồi. Bây giờ lưu ly cung điện lóe lên hào quang bảy màu, khẳng định như vậy sẽ có không biết sống chết người ở buổi tối còn sẽ đến nơi này. Đến buổi tối, người tới nơi này nữa một chuyến, đến lúc đó chính là chân tướng rõ ràng lúc. Viên giai cùng Điền Tiểu Quang cũng hiếu kỳ lưu ly cung điện sinh ra biến hóa, nhưng theo thời gian trôi đi, sắc trời phải từ từ tối xuống. Diệp Thần Phong trước tiên bắt chuyện viên giai cùng Điền Tiểu Quang đồng thời về Linh Dược Thành. Trở về Linh Dược Thành sau diệp thần phong bồi thiếp viên giai một hồi lâu mới hoàn toàn thanh tiểu nha đầu này hống đi ngủ mà lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối lại căn cứ trước đó lão hắc chỗ nói diệp thần phong lặng lẽ rời đi viên phủ lần nữa hướng về âm minh tông địa chỉ cũ tiến đến diệp thần phong thật khí thế thu lại đã đến cực hạn âm minh tông địa chỉ cũ chu vi đã sớm là cỏ dại rậm rạp được rồi diệp thần phong thân ảnh ẩn nấp ở tạp trong cỏ Ban ngày Lưu Ly cung điện biến hóa, đã sớm tại trong phạm vi nhất định truyền lái tới, có phần vừa tới đến linh dược thành người, bọn hắn cho rằng liên quan với Lưu Ly cung điện sự tình khả năng rất lớn là ở tán dóc, bây giờ Lưu Ly cung điện phát sinh biến hóa, xuất phát từ nội tâm hiếu kỳ cùng tham. Lam, có phần tán tu vẫn là ở muộn chạy đến Âm Minh tông địa chỉ cũ, ôm ấp may mắn thái độ, có thể hay không ở nơi này thu được một phần cơ duyên? ẩn nấp tại cỏ dại rậm rạp bên trong Diệp Thần Phong, hắn nhìn thấy vây quanh lưu ly cung điện chung quanh tổng cộng có 12 người, trong đó thực lực mạnh nhất có thiên thần cảnh một tầng đỉnh phong. Theo thời gian từ từ trôi qua, bóng đêm là càng ngày càng nồng đậm, nhiệt độ chung quanh đột nhiên hạ thấp, có phần thực lực tại linh thần cảnh người tu luyện, trong lòng bọn họ đã tại nửa đường bỏ cuộc rồi. Chính lúc những ngày nhát gan linh thần cảnh người tu luyện muốn yếu lúc rời đi. Từng đợt âm khí phả vào mặt. Sát theo đó, gào khóc thảm thiết thanh âm vang vọng tại trong không khí bên trong, từng đạo hư ảnh đang nhanh chóng áp sát nơi này, những này hư ảnh dáng rất cực kỳ thê thảm, khuôn mặt được tiên huyết bao trùm lại rồi, hai con ngươi tử cũng trắng bệ cực kỳ. Những này hư ảnh rõ ràng chính là từng cái từng cái quỷ tu, trong đó thực lực cao nhất tại Thiên Thần cảnh 5 tầng đỉnh phong, thực lực thấp nhất cũng đang Địa Thần cảnh tầng 6 đỉnh phong đây những quỷ này tu hướng về lưu ly cung điện chung quanh người tu luyện nhanh chóng xuống lại. Những người tu luyện kia tại những quỷ này cạo mặt trước, thực lực căn bản không đủ nhìn, tại hơn 20 cái quỷ tu cùng nhau tiến lên sau đó những người tu luyện kia là liên tục bại lui, những quỷ này tu điên cuồng thôn vệ những người tu luyện này huyết nhục cùng xương. Trong không khí tràn đầy từng đạo tiếng kêu rên. Bất quá, những này điên cuồng thôn vệ huyết nhục cùng đầu khớp xương quỷ tu, trên mặt bọn họ không có vui sướng, chỉ có một loại bị ép buộc thống khổ. Ẩn nấp tại cỏ dại rậm rạp bên trong diệp thần phong. Trong đầu hắn lão hắc thanh âm lần thứ hai vang lên, tiểu tử, xem ra ta cùng lão bạch đoán không có sai rồi, nơi này có người tại nuôi quỷ, cũng chính là có người tại nuôi quỷ tu, những quỷ này tu rõ ràng là bị người khống chế. Nhất định là chung quanh đây tông môn gây nên, lợi dụng tại âm minh tông địa chỉ cũ xuất hiện lưu ly li cung điện, Hấp dẫn một nhóm lại một nhóm người tu luyện đi tới nơi này, để những người tu luyện này trở thành quỷ tu trong miệng đồ ăn. Nếu như nơi này xuất hiện vượt qua thiên thần cảnh 5 tầng cường giả, như vậy những quỷ này tu khẳng định liền sẽ không xuất hiện rồi, có người ở hậu trường khống chế tất cả. Này nuôi quỷ tu pháp môn cực kỳ độc ác, ta nhớ được đã từng có một loại nuôi quỷ tu pháp môn, có thể mang quỷ tu lấy được huyết nhục sức mạnh tái giá đến người tu luyện bên trong thân thể. Bởi vậy có thể để cho người tu luyện nhanh chóng tăng cao thực lực, xem ra bây giờ nơi này quỷ tu hẳn là có người ở dùng phương pháp này nuôi. Nguyên bản vây quanh ở Lưu Ly cung điện chung quanh người tu luyện, bọn hắn cũng sớm đã là trở nên huyết nhục mơ hồ được rồi, Diệp Thần Phong không có một chút nào xuất thủ hứng thú, những người này bởi vì chính mình tham. Nhiệm mới tới chỗ này, người tu luyện thế giới chính là tàn khốc như vậy những người tu luyện này bên trong thân thể huyết nhục đang nhanh chóng khô quát đi xuống, cuối cùng liền bọn hắn xương bên trong năng lượng cũng bị hấp thu rồi, ở trong không khí biến thành hư vô. Lão Hắc Giang Vận Thiên nói ra, tiểu tử, những quỷ này tu không phải xuất phát từ tự nguyện, hay là ngươi có thể nghĩ biện pháp đem các loại quỷ tu giải cứu ra, dù sao ngươi tại thiên nguyên cổ thành đã có một nhóm quỷ tu tùy tùng rồi, đem các loại quỷ tu thu nhập thủ hạ của ngươi, điều này cũng đúng một cái lựa chọn tốt, lần sau loại này nuôi quỷ phương pháp, tại chính đạo cùng ma đạo trong đều là bị người chưa chẽn. chương 2065, oan Gia ngõ hẹp. Bóng đêm nồng nặc, trong không khí vang vọng tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng ít, thẳng đến cuối cùng toàn bộ bầu trời đêm hoàn toàn yên tĩnh lại. Nguyên bản vây quanh ở lưu ly cung điện chung quanh người tu luyện, thân thể bọn họ toàn bộ được hơn 20 cái quỷ tu cắn nuốt mất rồi, cả cái gì một tia một hào xương vụn đều không có để lại ẩn nấp tại trong bội cỏ dại Diệp Thần Phong, hắn nhìn xem Lưu Ly cung điện chu vi khuôn mặt khủng bố quỷ tu, nói thật trong lòng của hắn không muốn quản việc không đâu, lại nói nơi này quỷ tu muốn so thiên nguyên cổ thành kém hơn rất nhiều, cho nên hắn đối với nơi này quỷ tu không có hứng thú quá lớn rồi. Còn có trốn ở hậu trường nuôi quỷ, hơn nữa là một lần nuôi nhiều như vậy quỷ tu, e sợ kẻ sau màn nhất định là một cái thế lực không kém tông môn, Diệp Thần Phong một khi động thủ cuối cùng thế tất sẽ dẫn hỏa trên người, cho nên hắn ở trong lòng suy tính muốn hay không động thủ. Dù sao những quỷ này tu ở nơi này thôn vệ người tu luyện, đó cũng không phải bản ý của bọn họ, ý thức của bọn họ hoàn toàn bị khống chế được. Cái kia hơn 20 cái quỷ tu du đáng tại lưu ly cung điện Chu Vi, mà lúc này, một tên mũi ưng đàn ông trung niên, hắn từ nơi không xa trong màn đêm đi ra. Tên này mũi ưng đàn ông trung niên thực lực trên đất thần cảnh bốn tầng sơ kỳ, hắn trong tay cầm một khối lệnh bài màu đỏ ngòm. Trong chớp mắt, lệnh bài màu đỏ ngòm nhanh chóng lấp lánh lên, mũi ưng ánh mắt của nam nhân nhìn hướng Diệp Thần Phong ẩn núp vị trí, trong cổ họng hắn phát ra thanh âm trầm thấp, không nghĩ tới trả lọt một cái tiểu ngư, làm sao? Chẳng lẽ muốn để ta mời ngươi đi ra không? Nguyên bản chả đang suy nghĩ có hay không phù hợp tính động thủ Diệp Thần Phong, hắn bây giờ căn bản chính là không đường có thể lui, nếu bị đối phương phát hiện rồi, như vậy hắn chỉ có thể từ trong bụi cỏ dại đi ra. Căn cứ Lão Bạch cùng Lão Hắc từng nói, cái kia mũi ưng trong tay nam nhân cầm huyết hồng sắc lệnh bài, vừa có thể khống chế được nuôi quỷ tu, lại có thể phát hiện chu vi hơi thở của vật còn sống. Cho nên, cho dù Diệp Thần phong tướng khí thế thu lại đã đến cực kỳ, đồng dạng là trước tiên được mũi ưng trong tay nam nhân huyết hồng sắc lệnh bài cho dò xét tra được. Ngũ ưng nam nhân tại cảm giác được Diệp Thần Phong chỉ có hóa thần cảnh tầng 2 thực lực sau, hắn trong con người thoáng hiện khinh thường cùng lãnh đạm. Diệp Thần Phong bình tĩnh nói, ta chỉ là đi qua nơi này mà thôi. Ngũ ưng nam nhân cười lạnh nói, nếu đến rồi, như vậy ngươi cũng lưu lại đi, liền ngươi thực lực như vậy người, căn bản không đủ nuôi nấng những quỷ này sửa. Lập tức, ngũ ưng nam nhân đem lệnh bài nhắm ngay hơn 20 cái quỷ tu, từ lệnh bài trên tránh qua một đạo hào quang màu đỏ, hắn nói ra cho ta cắn nuốt tiểu tử này. Tại hào quang màu đỏ lóe lên trong nháy mắt, này hơn 20 cái quỷ tu trong nháy mắt bị ép hướng về Diệp Thần Phong cùng nhau tiến lên. Diệp Thần Phong trước đó một mực không có cân nhắc được, rốt cuộc muốn không nên đem các loại quỷ tu giải cứu ra, nhưng bây giờ cho dù hắn không muốn động thủ cũng không thể nào, hắn nhìn xem mũi ưng nam nhân, nói ra, sau đó ngươi nhưng không nên hối hận. Người đây là đem chính mình hướng về tuyệt lộ bức. Cầm trong tay huyết lệnh bài màu đỏ mũi ưng nam nhân, hai tay hắn đặt ở trước ngực, một mặt buồn cười nói ra ta sẽ hối hận. Ta xem nhóc người tử nằm mơ vẫn không có tỉnh chứ. Thực sự là một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử, chết đến nơi rồi còn dám nói mạnh miệng. Nhìn thấy hơn hai mươi cái quỷ tu đem diệp thần phong nuốt mất rồi, này mũi ưng nam nhân chuẩn bị mệnh lệnh những quỷ này tu rời khỏi dưới cái nhìn của hắn những quỷ này tu yếu thôn phệ một cái hóa thần cảnh tiểu tử, vốn là thời gian mấy hơi thở mà thôi. Hoàn hồn ấn, nhưng trong chớp mắt, từ tụ lại ở chung với nhau quỷ tu chính giữa, một đạo mãnh liệt hào quang màu vàng hiện ra, từng đạo giấu bàn tay đánh vào từng cái quỷ tu trong não. Lúc này thần ấn là vừa vặn diệp thần phong suy tính thời điểm, lão bạch cùng lão hắc truyền thụ cho hắn. Có thể tạm thời ngăn cách mất nuôi quỷ phương pháp khống chế, để những kia bị ép buộc quỷ tu khôi phục tỉnh táo cùng tự mình năng lực hoạt động. Lão Bạch cùng lão Hắc nếu biết loại này nuôi quỷ phương pháp, như vậy bọn hắn tự nhiên cũng biết khắc chế loại này nuôi quỷ phương pháp phương pháp xử lý được rồi. Lần sau loại này hoàn hồn ấn cũng không phải phi thường phức tạp, lấy Diệp Thần phong thiên phú tu luyện, tại trong đầu diễn luyện mấy lần là có thể thi triển ra. Được từng đạo bàn tay màu vàng óng ấn đánh vào trong đầu hơn 20 cái quỷ tu, bọn hắn đột nhiên sửng sốt một chút, động tác cũng hoàn toàn đình chỉ lại, từ trong con người của bọn họ tốc biến một vệt bất khả tư nghị ánh sáng, bọn hắn dĩ nhiên cảm giác được chính mình khôi phục tự do. Vốn là muốn muốn gọi quỷ tu rời đi mũi ưng nam nhân, hắn đang nhìn đến những quỷ này tu chẳng những không có đem diệp thần phong thôn phệ, trái lại trả dừng lại pháp y sinh đẹp vương phi đọc đầy đủ. Hắn cực kỳ bất mãn quát lên, các người đang làm gì? Vội vàng đem tiểu tử này cho ta thôn phệ xem ra này mũi ưng nam nhân chả không có cảm giác đến những quỷ này tu biến hóa đây diệp thần phong đối với những quỷ này tu nói ra các ngươi xuất hiện tạm thời khôi phục tự do bây giờ là các ngươi lúc báo thù rồi đương nhiên ta còn có biện pháp để cho các ngươi mãi mãi cũng thoát khỏi loại này khống chế những quỷ này tu khi nghe đến diệp thần phong lời nói sau bọn hắn trong con người tránh qua một ánh hào quang mấy ngày nay bọn hắn bị bức bách không ngừng thôn phệ người tu luyện hơn nữa thôn vệ đi tới sức mạnh cuối cùng đều bị khống chế người của bọn hắn cho hấp thu, bọn hắn sống liền chó không bằng, bọn hắn chẳng khác gì là không ngừng giúp người khác tăng cao thực lực công cụ, trong lòng bọn họ đã sớm tụ tập tức giận. Bây giờ tạm thời thoát khỏi khống chế, như vậy những quỷ này tu đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này được rồi, bọn hắn toàn bộ thay đổi phương hướng hướng về mũi ưng nam nhân vào tới. Mũi ưng nam nhân nhìn thấy hướng chính mình tấn công tới hơn 20 cái khủng bố quỷ tu, hắn lúc này mới ý thức được sự tình không được bình thường, lệnh bài trong tay của hắn nhắm ngay lướt tới quỷ tu, hắn không ngừng lớn tiếng quát lên, dừng lại cho ta, dừng lại cho ta. Nhưng lệnh bài trên tuy nhiên tại lấp lánh màu đỏ hồng mang, nhưng những này hơn 20 cái quỷ tu hoàn toàn không tuân mệnh lệnh rồi, lúc này mũi ưng nam nhân là hoàn toàn cuống lên, hắn biết sự tình hoàn toàn vượt ra khỏi hắn trưởng khống phạm vi rồi, hắn mới chỉ là địa thần cảnh 4 tầng sơ kỳ thực lực, mà những quỷ này tu bên trong thực lực mạnh nhất tại thiên thần cảnh 5 tầng đỉnh phong đây. Luận tốc độ hắn cũng căn bản không sánh được những quỷ này tu, hắn muốn chạy trốn cũng là không thể nào, nhìn xem càng ngày càng gần khủng bố quỷ tu, bên trong thân thể của hắn không ngừng tăng lên khí thế, nhưng tại những này mạnh mẽ quỷ tu khí thế trước mặt, khí thế của hắn hoàn toàn bị gắt cao bao trùm lên rồi. Tại sắp được hơn 20 cái quỷ tu thôn vệ thời điểm, mũi ưng nam nhân hướng về phía Diệp Thần Phong hoảng sợ quát, để cho bọn họ dừng lại, người biết ta là ai không? Ta chính là viêm thiên cốc trưởng lão, chuyện nơi đây ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Viêm thiên cốc, lúc trước Tần Chu mang theo Diệp Thần Phong bọn hắn vừa vặn đến Trung Châu thời điểm, trên trời nguyên bên trong tòa thành cổ gặp phải một cái chính là tiết gia tiết quý, một cái khác không phải là viêm thiên cốc tông chủ triệu nam long ma. Viêm thiên cốc đồng giảng cũng là tần chu đã từng tông môn, tiết ra cùng Viêm Thiên Cốc liên thủ giữ mưu đem bọn hắn vây tại Thiên Nguyên bên trong tòa thành cổ, nếu không phải Diệp Thần phong phúc lớn mạng lớn, bọn hắn những người này đã sớm toàn bộ chết ở Thiên Nguyên bên trong tòa thành cổ rồi. Ở nơi này lợi dụng quỷ tu làm sằng làm bậy dĩ nhiên là Viêm Thiên Cốc người. Diệp Thần phong nhưng là một cái phi thường thù dai người, đặc biệt là kẻ thù của hắn. Xem ra hôm nay chuyện nơi đây hắn không quản tới rốt cuộc, hắn lập tức đối với những quỷ này tu nói ra lưu lại người này một hơi, nếu như đem hắn giết, e sợ hội đánh rắn động cỏ. Một khi mũi ưng nam người đã chết, như vậy viêm thiên trong cốc mũi ưng nam nhân bản mệnh ngọc bài liền sẽ nổ tung rồi, đến lúc đó viêm thiên cốc thì sẽ biết xảy ra chuyện rồi, muốn khiến những này quỷ tu hoàn toàn thoát khỏi khống chế, căn cứ lão bạch cùng lão hắc từng nói, chả nhất định muốn đi một chuyến viêm thiên cốc, đến lúc đó như ý liền có thể muốn cái kế sách thật tốt cho viêm thiên cốc uống một bình. Cái kia hơn 20 cái quỷ tu nghe được Diệp Thần Phong lời nói sau, bọn hắn suốt kỳ đều vô cùng nghe lời, bọn hắn đang điên cuồng cắn nuốt một phen mũi ưng nam nhân, để toàn thân hắn ra thịt đều khô quắt xuống, chả trong nháy mắt đem mũi ưng trên thân nam nhân đưa tin ngọc bài làm hỏng. Này mũi ưng nam nhân đã sớm nằm trên đất thoi thóp một hơi rồi, bên trong thân thể của hắn huyết nhục mất đi hơn nửa, căn bản vô pháp từ dưới đất đứng lên rồi, bây giờ hắn chỉ là tại kéo dài hơi tàn mà thôi, cho dù không dùng người động thủ, tại trước bình minh, hắn cũng là chắc chắn phải chết được rồi. Tại đem mũi ưng nam nhân làm cho sống dở chết dở sau, những này hơn 20 cái quỷ tu là kỳ nhất trí đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, bọn hắn cũng không có bởi vì Diệp Thần Phong thực lực mà coi thường Diệp Thần Phong, bọn hắn đều một mực cung kính đứng đang nhìn Diệp Thần Phong, chờ đợi Diệp Thần Phong nói chuyện, bọn hắn đều thanh hy vọng đặt ở Diệp Thần Phong trên người chương 2066, lòng người hiểm ác. Này hơn 20 cái quỷ tu bên trong. Thực lực mạnh nhất thiên thần cảnh 5 tầng đỉnh phong quỷ tu gọi là ngụy không minh. Tại diệp thần phong ra hiệu dưới, ngụy không minh đem kinh nghiệm của bọn họ đại thể nói một lần. Bọn hắn những quỷ này xây tại khi còn sống hoặc nhiều hoặc ít cùng viêm thiên cốc có phần quan hệ. Bọn hắn có chính là viêm thiên cốc trưởng lão bằng hiếu, có chính là viêm thiên cốc tông chủ bằng hiếu, nhưng bọn họ đều có được một cái giống nhau thân phận, cái kia chính là một giới tán tu. Bọn hắn tại bằng hữu của chính mình trước mặt hầu như không có lòng phòng bị, điều này sẽ đưa đến bọn hắn toàn bộ đã bị chết ở tại Viêm Thiên cốc chi tay của người bên trong, trả lợi dụng một loại cực kỳ độc ác phương pháp xử lý, đem hồn phách của bọn họ kéo ra đi ra, đem bọn hắn hoàn toàn khống chế, để cho bọn họ biến thành quỷ tu. Căn cứ Ngụy Không Minh từng nói, Tại Viêm Thiên trong cốc còn bị nhốt một tên Thiên Thần cảnh hậu kỳ tầng 7 quỷ tu đây. Bọn hắn những này đạt được huyết nhục lực lượng, cuối cùng sẽ tiến vào tên kia Thiên Thần cảnh hậu kỳ tầng 7 quỷ tu trong cơ thể, sau đó Viêm Thiên cốc người thông qua Thiên Thần cảnh hậu kỳ tầng 7 quỷ tu thân thể, đem các loại huyết nhục lực lượng toàn bộ gánh vác rồi. Hơn nữa tại Viêm Thiên trong cốc có một cái huyết trì, bên trong tiên huyết đều là bọn hắn những quỷ này tu trước người. Viêm Thiên cốc người tại bên trong ao máu bố trí một cái đặc thù trận pháp, đem các loại quỷ tu một tia hồn phách khác ở trong trận pháp. Cho dù những này rời đi Viêm Thiên cốc quỷ tu, bọn hắn may mắn khôi phục tự do, nhưng ao máu kia đối với mấy cái này quỷ tu có tác dụng triệu hoán, tại trước bình minh bọn hắn chịu đến huyết trì triệu hoán, bọn hắn vẫn là sẽ bị bức trở về bên trong ao máu, chỉ cần đi vào một lần bên trong ao máu, bọn hắn linh hồn bên trong khống chế lực lượng liền mạnh hơn một phần. Nghe được ngụy không minh lời nói sau, lão hắc tại diệp thần phong trong đầu, nói ra tiểu tử, xem ra đây nhất định là viễn cổ thời đại cái loại này nuôi quỷ phương pháp. Loại này nuôi quỷ phương pháp kém nhất cũng cần một tên thiên thần cảnh bảy tầng quỷ tu lấy tư cách tái giá sức mạnh môi giới, còn lại quỷ tu thì là phụ trách đem thôn vệ huyết nhục sức mạnh truyền vào thiên thần kia cảnh bảy tầng quỷ tu trong cơ thể. Muốn khiến những này quỷ tu thoát khỏi khống chế, chỉ có đem bên trong ao máu trận pháp phá giải mới được rồi, người bây giờ nhất định muốn lẫn vào viêm thiên cốc. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, này nuôi quỷ phương pháp hẳn là thất truyền làm lâu, người hỏi bọn họ một chút viêm thiên cốc làm sao sẽ phương pháp này. Diệp thần phong đem lão Bạch Nghi hoặc hỏi lên, ngụy không minh hồi đáp, kỳ thực chúng ta cũng không rõ lắm, lúc bị khống chế, chúng ta luôn cảm giác mơ mơ hồ hồ, loại này nuôi quỷ phương pháp hẳn là viêm thiên cốc gần nhất mới lấy được. Bất quá, hay là quý tiền bối sẽ biết loại này nuôi quỷ phương pháp nguồn gốc. Ngụy không minh trong miệng quý tiền bối chính là tên kia thiên thần cảnh hậu kỳ tầng 7 quỷ tu. Viêm thiên cốc khoảng cách bên này không phải rất xa, hiện tại chỉ có thể đi một chuyến viêm thiên cốc rồi. Diệp thần phong liếc mắt nhìn cách đó không xa mũi ưng nam nhân, nói ra người này hội một mực hộ tiến các ngươi tiến vào bị giam giữ địa phương sao. Ngụy không minh lắc đầu nói, nuôi quỷ tu dù sao cũng là tà môn ma đạo, viêm thiên cốc tự nhiên không dám trắng trợn tiến hành rồi. Người này chỉ biết đưa chúng ta đến viêm thiên cốc phía sau núi, bởi vì chúng ta bị khống chế, cho nên trước đó không cần người này nhìn xem, chúng ta cũng sẽ tự ra hướng về giam giữ địa phương đi đến. Này mũi ưng nam nhân sẽ không đưa tiến đến cùng, đây đối với Diệp Thần Phong tới nói là một chuyện tốt, bởi vì hắn từ lão bạch cùng lão hắc cái kia bên trong biết được một cái biện pháp, chỉ cần những quỷ này tu nhét chung một chỗ, diệp thần phong tiến vào bọn hắn chính giữa khiến những này quỷ tu đem người bên trong màu đen quỷ khí phóng ra ngoài đến mà diệp thần phong trong cơ thể cũng vận chuyển ma thiên quyết làm phối hợp thân ảnh của hắn cũng sẽ bị quỷ khí cùng ma khí hoàn toàn giấu hết khí tức cũng sẽ tạm thời được ẩn núp không còn một mống coi như là thiên thần cảnh bảy tầng cường giả cũng khó có thể phát hiện diệp thần phong đem phương pháp này nói cho ngụy không minh đám người muốn đi vào viêm thiên cốc chỉ có biện pháp này Tại Ngụy Không Minh đám người phối hợp dưới, đi vào bọn họ trung gian Diệp Thần Phong, quỷ khí cùng ma khí tràn ngập, hỗn tạp tại quỷ tu trung gian Diệp Thần Phong, thân ảnh của hắn và khí tức dĩ nhiên thật sự được che giấu vô ảnh vô tung, trừ phi những quỷ này tu tứ tán ra, Diệp Thần Phong thân ảnh mới sẽ lần nữa hiển lộ ra. Còn nữa quỷ khí cùng ma khí có phần giống nhau, tại lão hắc giúp Diệp Thần Phong điều khiển tinh vi bên dưới, hắn có thể đủ tạm thời khiến người ta phân biệt không ra Diệp Thần Phong phóng thích ra chính là ma khí, mà không phải quỷ khí. Diệp Thần Phong để ngụy không minh bọn hắn thu hồi thả ra quỷ khí, bây giờ còn không phải lãng phí quỷ khí thời điểm. Tại đêm thoi thóp một hơi mũi ưng nam nhân ném vào rậm rạp trong bụi cỏ dại sau, Diệp Thần Phong tại ngụy không minh đám người dẫn dắt đi nhanh chóng hướng về viêm thiên cốc phương vị tiến đến. Ước chừng sau 2 giờ, Diệp Thần Phong cùng Ngụy Không Minh đám người đi tới một ngọn núi mặt trái. Nơi này chính là Viêm Thiên cốc phía sau núi rồi. Diệp Thần Phong đi vào Ngụy Không Minh đám người chính giữa, theo quỷ khí cùng ma khí chính là phóng thích, Diệp Thần Phong thân ảnh và khí tức trong nháy mắt được che giấu không còn chút nào. Ngụy Không Minh các loại quỷ tu chen chúc chung một chỗ minh mông cuồn cuộn hướng về sau trên núi đi đến, thần sắc của bọn họ lần thứ hai khôi phục được lúc bị khống chế. Rất nhanh ở sau núi phần cuối một chỗ trên vách núi, nơi đó bị đào bới ra vỗ một cái cửa đá, một tên lão giả áo xám cùng một tên màu đen lão giả đứng ở nơi đó chờ. Hai người này đều là Viêm Thiên Cốc lão tổ. Lão giả áo xám tên là Triệu Hồng Huy, thực lực tại Thiên Thần cảnh bảy tầng sơ kỳ. Ông lão mặc áo đen tên là Tiền Hằng Thắng, thực lực tại Thiên Thần cảnh tầng 6 hậu kỳ. Nhìn xem Minh Mông cuồn cuộn đi tới Ngụy Không Minh các loại quỷ tu, hai cái này lão đầu không có bất kỳ hoài nghi gì, bởi vì mỗi lần trở về, những quỷ này tu đang hấp thu huyết nhục sau đó quỷ khí hội một cách tự nhiên tràn ra tới, chỉ là đêm nay nồng nặc một ít, bọn hắn cho rằng đêm nay những quỷ này tu hấp thu huyết nhục lực lượng càng nhiều, bọn hắn căn bản không có cảm giác được xen lẫn trong quỷ tu bên trong diệp thần phong. Triệu Hồng Uy cùng tiền hàng thắng đi vào cửa đá bên trong, tại ngụy không minh các loại quỷ tu cùng vào trong đó sau đó cửa đá tự động chậm rãi khép lại tại u ám trong thông đạo một đường tiến lên. Đi rồi ước chừng sau mười mấy phút. Đi tới một chỗ rộng lớn nhà đá bên trong. Ở thạch thất chính giữa có một cái huyết trì, ao máu này phải là ngụy không minh máu tươi của bọn hắn hình thành. Tại huyết trì phía trên, có một đạo tóc tai bù xù hư ảnh lơ lửng tại hư ảnh tứ chi thượng quấn vòng quanh một loại thần niệm tính chất dây xích, loại này dây xích cũng không phải thực chất. Khi tiến vào bên trong thạch thất sau, Diệp thần phong trực tiếp tiến vào hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới, hắn nhưng không muốn bị người phát hiện, hắn biết ngụy không minh các loại quỷ tu chẳng mấy chốc sẽ tách ra. Triệu Hồng Huy đối với ngụy không minh các loại một đám quỷ tu nói ra, toàn bộ cho ta tiến vào huyết trì bên trong. Ngụy không minh đám người tuy rằng tạm thời thoát khỏi khống chế, nhưng bọn họ hiện tại chỉ có thể nghe lệnh, bọn hắn cũng không phải Triệu Hồng Huy cùng tiền hàng thắng đối thủ, bọn hắn trước đó đã sớm cùng Diệp thần phong kế hoạch được rồi bọn hắn biết hiện tại Diệp Thần Phong cũng đã biến mất ở bọn họ trung gian rồi. Ngụy không minh đám người tách ra tiến vào bên trong ao máu. Khi tiến vào bên trong ao máu sau, bọn hắn hấp thu lấy huyết nhục lực lượng, nhanh chóng từ bên trong cơ thể của bọn họ trưng phát ra, cuối cùng toàn bộ chảy vào trôi nổi ở phía trên cái bóng mở kia bên trong. Đạo hư ảnh này chính là cái kia thiên thần cảnh hậu kỳ tầng 7 quỷ tu quý long xuyên rồi tại cảm giác được tiến vào trong cơ thể mình huyết nhục sức mạnh sau, tóc tai bù xù quý long xuyên, hắn từ từ mở mắt ra, hắn nhìn vẻ mặt bình tĩnh triệu hồng uy cùng tiền hàng thắng, hắn phẫn nộ quát hai người các ngươi xúc. Sinh không bằng đồ vật, ta quý long xuyên coi các ngươi là làm thổ lộ tâm tình bằng hiếu, mà các ngươi cũng tại trong rượu hạ độc, đối với ta hạ độc thủ như vậy, hai người các ngươi tuyệt đối sẽ không chết tử tế được. Quý Long Xuyên không ngừng giấy ruộng, nhưng hắn chút nào không thoát khỏi được quấn quanh ở hắn tứ chi thần niệm tính chất dây xích. Tại dây xích bên trên thỉnh thoảng hội lóe lên hào quang màu đỏ, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, hắn cũng căn bản không thoát khỏi được. Quý Long Xuyên, lời nói không cần nói khó nghe như vậy, người xem chúng ta tốt xấu cũng là mấy trăm năm lão hữu rồi, chúng ta thành toàn người biến thành quỷ tu, người nên muốn hảo hảo cảm giác cảm ơn chúng ta, lại nói người cũng nói chúng ta là thổ lộ tâm tình bằng hữu, nếu làm bằng hữu, như vậy ngươi có phải hay không muốn trở thành chúng ta đây? Cho nên ngươi hy sinh là phi thường đáng giá. Triệu Hồng Uy cực kỳ bình tĩnh nói. Được rồi, Quý Long Xuyên, có thể trở thành chúng ta hấp thu huyết nhục lực lượng môi giới. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh rồi. Tương lai nếu như chúng ta hai cái có thể quật khởi, như vậy chúng ta sẽ để cho ngươi làm chúng ta quỷ phó. Đến lúc đó cho ngươi đi theo hai chúng ta bên người, đây tuyệt đối là phúc phận của ngươi. Tiền Hằng Thắng cười nói lòng người hiểm ác, tu luyện thế giới liền càng phải như vậy rồi. Này ngụy không minh cùng quý long xuyên đám người, bọn họ đều là chết tại bạn tốt của mình trong tay, bọn hắn đối này tu luyện thế giới cái gọi là tình bạn quá để phòng sơ suất rồi. chương 2067 Thu hoạch Viễn Cổ Yêu Đằng Triệu Hồng Huy cùng Tiền hàng thắng một tay phân biệt nắm chặt rồi một cái quấn chặt lấy quý long xuyên tay trái tay phải thần niệm tính chất dây xích hai người bọn họ trong cơ thể khí thế vi vi phun trào, mới từ ngụy không minh các loại bên trong cơ thể trưng phát ra, tiến vào quý long xuyên trong cơ thể huyết nhục sức mạnh, tại thông qua thần niệm tính chất dây xích, nhanh chóng tràn vào triệu hồng uy cùng tiền hàng thắng bên trong thân thể. Quý long xuyên giữ tận tan nát tâm can, được cho rằng tái giá sức mạnh môi giới, linh hồn của hắn mỗi một lần đều sẽ có loại được liệt hỏa thiêu đốt cảm giác thống khổ, thanh âm khàn khàn ở thạch thất bên trong có vẻ cực kỳ làm người ta sợ hãi. Mà Triệu Hồng Uy cùng tiền hàng thắng trên mặt không có bất kỳ đồng tình, trái lại là được một vệt thỏa mãn cho tràn ngập rồi. Hai người bọn họ trên người không ngừng nổi lên cuồn cuộn huyết nhục lực lượng, thậm chí còn có một loại khiến người ta nhăn mũi mùi máu tanh từ hai người bọn họ trên người tản mát ra. Sau một hồi lâu, Triệu Hồng Uy cùng tiền hàng thắng buông lỏng ra thần niệm tính chất dây xích mà trôi nổi tại phía trên ao máu quý long xuyên, trong lòng hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, được chính mình đã từng lão hữu như thế dần vặt loại thống khổ này là không cần nói cũng biết bây giờ hắn là hoàn toàn bị khống chế được muốn trách cũng chỉ có thể đủ trách hắn lúc trước ngủ mắt triệu hồng uy một mặt thoải mái nói lại đến cái mấy lần ta là có thể đột phá một cái tiểu tầng thứ tiền hằng thắng cũng gật đầu nói bây giờ chúng ta có cỡ này nghịch thiên phương pháp xem ra sinh thời chúng ta vô cùng có khả năng có thể bước vào thần vương cảnh rồi triệu hồng uy nhìn xem trôi nổi tại phía trên ao máu tóc tai bù xù quý long xuyên hắn nói ra chúng ta vẫn đúng là muốn hảo hảo cảm tạ một cái chúng ta vị lão hữu này đây nếu không có chúng ta vị lão hữu này tại chúng ta yếu thu được một cái thiên thần cảnh bảy tầng quỷ tu không phải là dễ dàng như vậy quý long xuyên cũng biết mình không hề có chút sức chống đỡ rồi hắn có thể là nhận mệnh bình thường hắn cúi đầu không nói gì nữa triệu hồng uy cùng tiền hằng thắng tự cảm giác không thú vị bọn hắn cũng rời khỏi nhà đá bên trong. Ở nơi này có hai cái thông đạo, một con đường là thông hướng hậu sơn, một cái lối đi khác nhưng là đi về viêm thiên trong cốc. Trước đó tại đến viêm thiên cốc trên đường, Diệp Thần Phong từ ngụy không minh trong miệng hiểu được, mỗi ngày tại hấp thu xong huyết nhục năng lượng sau đó triệu hồng uy cùng tiền hàng thắng liền sẽ rời đi rồi, phải chờ tới ngày thứ hai mới có thể xuất hiện ở thạch thất bên trong rồi. Tại hai cái này lão đầu lúc rời đi đợi, nhà đá trầm trọng cửa đá tự chủ đóng cửa, tại thạch môn thượng trả lập lòe một cái màu máu đỏ trận pháp. Thân ở bên trong tiểu thế giới Diệp Thần Phong, hắn một mực chú ý phía ngoài nhất cử nhất động đây. Thân ảnh của hắn lập tức xuất hiện tại trong thạch thất. Nguyên bản cúi đầu nhắm mắt lại quý long xuyên, hắn đột nhiên mở mắt ra, hắn nghi hoặc nhìn Diệp Thần Phong. Thanh âm hắn khàn giọng mà hỏi, người ra sao người? Người làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này? Tiến vào bên trong ao máu ngụy không minh các loại hơn 20 cái quỷ tu, bọn hắn dồn dập từ bên trong ao máu đi ra. Trước đó hoàn hồn ấn hiệu quả vẫn không có hoàn toàn biến mất đây. Bọn hắn vừa vặn chỉ là vì không cho triệu hồng uy cùng tiền hằng thắng hoài nghi, bọn hắn mới một mực không có lộ ra sơ sót, mà triệu hồng uy cùng tiền hằng thắng cũng không chút nào phát giác ra, những quỷ này tu tạm thời thoát ly bọn hắn trưởng khống. Quý Long Xuyên hơi thay đổi sắc mặt, đổi lại bình thường ngụy không minh đám người căn bản không khả năng tự chủ từ bên trong ao máu đi ra tại quý long xuyên thời điểm kinh nghi bất định ngụy không minh đem đầu đuôi sự tình đều giải thích một lần khi nghe đến ngụy không minh giải thích sau đó tóc tai bù xù quý long xuyên hắn dường như giếng cạn y hệt con ngươi lần thứ hai nổi lên gợn sóng đến ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm diệp thần phong nói ra vị tiểu hữu này bọn hắn nói đều là thật sao ngươi thật sự có thể để cho chúng ta đều thoát ly Viêm Thiên Cốc trưởng khống. Có lão Bạch cùng lão Hắc hai người này trợ giúp, Diệp Thần Phong là cực độ có tự tin, đúng vậy, ta đích xác có thể để cho các ngươi khôi phục tự do. Bất quá, ở trước đó, ngươi có biết hay không Viêm Thiên Cốc loại này nuôi quỷ phương pháp là từ đâu có được? Được thần niệm tính chất dây xích quấn chặt lấy Quý Long Xuyên, hắn khôi phục một chút tâm tình sau. Hắn nói ra, nói tới này nuôi quỷ phương pháp ta ngược lại thật ra xác thực biết một ít chuyện, ai bảo ta là cái kia hai cái lão đầu hảo hữu đây. Tại bọn hắn đem ta biến thành quỷ tu sau đó bọn hắn không chỉ một lần ở trước mặt ta khoe khoang quá rồi. Có người nói viêm thiên cốc cùng tiết ra cộng đồng phát hiện một chỗ tiểu bí cảnh, ở đằng kia nơi tiểu bí cảnh bên trong, có không ít cơ duyên và bảo vật, này nuôi quỷ phương pháp chính là bọn họ ở đằng kia nơi tiểu trong bí cảnh lấy được chẳng trách lúc trước viêm thiên cốc cùng tiết ra người cùng lúc xuất hiện tại thiên nguyên cổ thành rồi, bây giờ một ít nghi hoặc đã tại Diệp Thần Phong trong lòng mở ra. Diệp Thần Phong một bên nghe Quý Long Xuyên tự thuật, một một bên đánh giá cái này nhà đá. Ở thạch thất bên phải trong góc chất đống từng cái từng cái màu xanh lam bình thủy tinh, ước chừng có 50 dáng vẻ chừng Thấy Diệp Thần Phong nhìn hướng màu xanh lam bình thủy tinh, Quý Long Xuyên lại nói, tiểu hiếu, những kia bình thủy tinh gọi là nuôi quỷ bình, từng cái trong bình có thể chứa đựng 50 quỷ tu. Bởi vì quỷ tu không thích hợp tại ban ngày đi ra ngoài, cho nên này nuôi quỷ bình là vì người tu luyện thuận tiện đem quỷ tu mang ở trên người. Những này nuôi quỷ bình đồng dạng là viêm thiên cốc người từ chỗ kia tiểu trong bí cảnh lấy được. Diệp thần phong đi tới hơn 50 cái nuôi quỷ bình trước, lão bạch cùng lão hắc cũng tương tự tại trong đầu cho diệp thần phong giới thiệu một lần nuôi quỷ bình. Trong chớp mắt, lão hắc giang vận thiên trịnh trọng nói, tiểu tử, ngươi xem một chút tại nuôi quỷ bình bên trái vị trí. Tại lão Hắc trịnh trọng trong giọng nói, Diệp Thần Phong cho rằng lão Hắc phát hiện thứ tốt gì, hắn ánh mắt nhìn về phía bên trái, chỉ thấy bên trái trách nơi đó có một viên màu đỏ hạt giống. Diệp Thần Phong không biết vì sao đem màu đỏ hạt giống nắm trong tay, hắn cảm giác không được viên mầm mống này có những gì đặc thù. Mà lão Bạch cùng lão Hắc tại cảm ứng một phen sau đó hai người bọn họ đều không tự chủ kinh hô lên. Lão Bạch dồn dập mở miệng nói, không sai rồi, xem ra thật sự không sai rồi, viên này chính là viễn cổ yêu đằng hạt giống. Viễn cổ yêu đằng hạt giống, tại Diệp Thần Phong trong lòng nghi ngờ thời điểm, Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh tiếp tục giải thích, tiểu gia hỏa, viễn cổ yêu đằng chính là là một loại tính công kích cực mạnh yêu vật, này viễn cổ yêu đằng có thể leo lên tại trên thành tường, tại viễn cổ thời đại là một loại cực kỳ cường hãn hộ thành đồ vật. Bất quá, tại chúng ta thời đại kia, viễn cổ yêu đằng đã kể bên diệt tuyệt, bây giờ cái thời đại này nhất định là không có viễn cổ yêu đằng được rồi. Người biết thành niên viễn cổ yêu đằng sức mạnh sao? Nó mở rộng đi ra ngoài cây mây có thể mang thần vương cảnh trung kỳ cường giả cho tươi sống quấn quanh chết, nếu như là chủng loại đặc thù yêu đằng, như vậy sức mạnh còn muốn càng cường đại hơn. Trong tay người viên mầm mống này hẳn là phổ thông yêu đằng hạt giống, bất quá, phổ thông yêu đằng hạt giống cũng cực kỳ tốt rồi, nếu như người muốn đem thiên nguyên cổ thành lấy tư cách tương lai người căn cứ địa, như vậy người có thể mang viên mầm mống này trồng tại thiên nguyên cổ thành bên ngoài. Đương nhiên muốn chuyện lặt vặt viễn cổ yêu đằng phi thường khó khăn, người bên trong tiểu thế giới tiên linh chi thổ đối với viễn cổ yêu đằng là không hề có tác dụng, phải dùng đặc thù biện pháp mới có thể để viễn cổ yêu đằng mọc dễ nảy mầm, còn nữa một khi gieo xuống liền không thể đem hắn cây ghép cho nên trồng tại bên trong tiểu thế giới tiên linh chi thổ bên trong không là sự chọn lựa tốt nhất. Này tiên linh chi thổ đối với còn lại linh thảo là phi thường có trợ giúp, nhưng đối với viễn cổ yêu đằng trợ giúp nhỏ bé không đáng kể. Viên mầm mống này khẳng định cũng là bọn hắn ở đằng kia nơi tiểu trong bí cảnh thu được đến, xem ra bọn hắn cũng không nhận ra viên mầm mống này, viên mầm mống này là chen lẫn tại nuôi quỷ trong bình bị ném ở bên này thành niên viễn cổ yêu đằng có thể quấn quanh chết thần vương cảnh trung kỳ cường giả đây đối với diệp thần phong tới nói đã phi thường bất khả tư nghị này viễn cổ yêu đằng tuyệt đối là có tác dụng lớn diệp thần phong không kịp chờ đợi nói ra các ngươi có để viễn cổ yêu đằng nhanh chóng trưởng thành phương pháp xử lý sao lão hắc giang vận thiên giám thí hồi đáp tiểu tử chúng ta tự nhiên là có biện pháp rồi xem ra lần này ngươi tới đến viêm thiên cốc nhất định hội có không ít gặt hái được Lão Bạch Giang Vận Thiên nói ra, tiểu gia hỏa, bây giờ không phải là làm lỡ thời gian lúc, yếu là trước kia cái kia mũi ưng đột nhiên từ bản thân chết rồi, như vậy lập tức hội đánh rắn động cỏ, không có những quỷ này sửa trợ giúp, người đang đối mặt viêm thiên cốc thời điểm, người chỉ có thể chạy mất dép, chờ người đem các loại quỷ tu khôi phục tự do, chắc hẳn ngươi liền không cần e ngại viêm thiên cốc rồi. Còn có, chỗ kia tiểu bí cảnh bản đồ nhất định phải đạt được, ở nơi đó có lẽ có không ít không sai cơ duyên. Nghe vậy, Diệp Thần Phong lập tức đem viễn cổ yêu đằng hạt giống cùng nuôi quỷ bình thu sạch vào hỗn độn trong chiếc nhẫn, hắn sau đó lần thứ hai về tới huyết trì trước, hắn nói ra ta hiện tại liền tới giúp các ngươi khôi phục thân thể tự do. chương 2068, Báo ứng, bản đồ tới tay. Quý Long Xuyên cùng Ngụy không minh các loại quỷ tu mong đợi nhìn xem Diệp Thần Phong. Lão Hắc Giang Vận Thiên nói ra, ao máu này bên trong huyết đối gieo trồng yêu đằng có phi thường lợi ích cực kỳ lớn, người tìm vật chứa đem các loại huyết thu sạch lên. Ao máu này bên trong huyết là quý long xuyên cùng ngụy không minh đám người khi còn sống, trong bọn họ thực lực thấp nhất cũng có địa thần cảnh, mà thực lực cao nhất có thiên thần cảnh hậu kỳ tầng 7, những này huyết đối với quý long xuyên đám người là vô dụng, bọn hắn bây giờ đã là quỷ tu rồi, nhưng đối với viễn cổ yêu đằng lại là không sai chất dinh dưỡng. Diệp Thần Phong trong tay xuất hiện một cái chữ vật giới chỉ, đem này một ao huyết đơn độc đặt ở trong nhẫn chứa đồ. Ở trong ao huyết bị bắt phạm sau đó chỉ thấy một cái đen nhánh trận pháp ánh vào Diệp Thần Phong trong tầm mắt, mọi người tại đây một tia hồn phách được khắc họa ở trong đó, lần sau chó chặt quý long xuyên tứ chi thần niệm tính chất dây xích, đồng dạng là từ trận pháp này bên trong diễn sinh mà đến. Diệp Thần Phong cần phải làm là đem trận pháp này phá giải ra đến. Lấy hắn thực lực hôm nay chả không làm được đem trận pháp trực tiếp phá hủy, hơn nữa trong trận pháp nắm giữ Quý Long xuyên đám người một tia hồn phách, trực tiếp đem trận pháp phá hủy hiển nhiên là hội đối với mấy cái này quỷ tu tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nơi này trận pháp dù sao cũng là bây giờ cái thời đại này người bố trí, lấy Diệp Thần Phong bây giờ trận pháp trình độ, lại tăng thêm lão Bạch cùng lão Hắc hơi chút chỉ điểm một chút. Chỉ thấy Diệp Thần Phong hai tay của nhanh chóng tại trên trận pháp di động ước chừng nửa giờ sau trên trận pháp ánh sáng màu đen chợt lóe lên diệp thần phong thở ra một hơi được khắc họa ở trong đó một tia hồn phách toàn bộ trở về đến quý long xuyên các loại thân thể của con người bên trong rồi đồng dạng quấn chặt lấy quý long xuyên tứ chi thần niệm dây xích cũng đang trong khoảnh khắc biến mất ở trong không khí đương nhiên diệp thần phong còn chưa ra hết thực lực dù sao hắn và quý long xuyên bọn người chưa quen thuộc đây hắn cần thiết phòng bị một cái chỉ cần quý long xuyên đám người dám đối với hắn có không tốt ý nghĩ diệp thần phong tuyệt đối sẽ làm cho bọn hắn biến mất ở vùng thế giới này giữa khôi phục tự do quý long xuyên hắn cung kính đi tới diệp thần phong trước mặt hắn nói ra đa tạ tiểu hữu cứu giúp không biết tiểu hữu ngươi có thể hay không có thể giúp ta mở ra này phiến cửa đá tiểu hữu ân tình chúng ta không cách nào báo đáp rồi cho chúng ta báo xong thù rồi yếu là tiểu hữu ngươi không ngại như vậy chúng ta nguyện ý đi theo tiểu hữu ngươi ngụy không minh mấy người cũng lập tức mở miệng biểu thị tán thành quý long xuyên lời nói thấy quý long xuyên đám người không có trở mặt không quen biết diệp thần phong ngược lại là đã thả lỏng một chút hắn nói ra các vị không cần khách khí tương lai các người phải đi con đường nào chúng ta bây giờ trước tiên không phải đàm luận các người chắc chắn đối kháng viêm thiên cốc sao quý long xuyên cắn răng nghiến lợi nói tiểu hữu người yên tâm tại viêm thiên cốc chỉ có triệu hồng uy cùng tiền hàng tháng hai cái lão tổ bọn hắn một cái tại thiên thần cảnh bảy tầng sơ kỳ, một cái khác tại thiên thần cảnh tầng sáu hậu kỳ, lấy thực lực của ta đầy đủ ngăn trở ngăn lại bọn hắn rồi. Ngoại trừ hai người kia ở ngoài, viêm thiên cốc thực lực mạnh nhất tựu là thiên thần cảnh bốn tầng hậu kỳ tông chủ triệu nam long rồi. Chúng ta bên này lão ngụy cũng có thiên thần cảnh năm tầng đỉnh phong thực lực, chúng ta những người này đầy đủ đối kháng viêm thiên cốc rồi. Yếu không phải chúng ta tín nhiệm cái gọi là bằng hiếu, chúng ta căn bản không nhưng có thể chết ở viêm thiên cốc người trong tay bọn họ là nhìn chúng rồi chúng ta thân phận của tán tu cho là chúng ta chết rồi cũng sẽ không có người truy cứu cho nên bọn hắn mới dám không kiêng nể gì như thế nhìn thấy quý long xuyên như thế có tự tin diệp thần phong gật đầu nói được bất quá hy vọng các ngươi giúp ta hỏi ra chỗ kia tiểu bí cảnh vị trí quý long xuyên hồi đáp việc rất nhỏ tiểu hữu người yên tâm đi Diệp Thần Phong nhìn hướng trên cửa đá đỏ như màu máu trận pháp, lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, loại trận pháp này là đặc biệt nhằm vào quỷ tu, đối với nhân loại người tu luyện một chút tác dụng cũng không có, người đem các loại quỷ tu đựng vào nuôi quỷ bình bên trong, người trực tiếp đẩy cửa ra xuất đi là được rồi. Diệp Thần Phong trong tay xuất hiện một cái nuôi quỷ bình, hắn nói ra, sau đó phải oan ức một cái các vị rồi. Tại đem quý long xuyên đám người đựng vào nuôi quỷ bình về sau, Diệp Thần Phong trực tiếp đẩy ra cửa đá, quả nhiên trên cửa đá trận pháp đối hắn không có bất kỳ tác dụng. Diệp Thần Phong thận trọng hướng về một cái lối đi khác đi đến, hắn đương nhiên sẽ không trước khi đi tiến vào cái kia cái lối đi rồi, hắn biết Triệu Hồng Uy bọn hắn không thể nào biết đến hậu sơn. Tại thu lại khí thế đi rồi ước chừng sau 5 phút, Diệp Thần Phong nhìn thấy phía trước có cái mật thất, bất quá, cửa mật thất là mở, tại bên trong mật thất là đèn đuốc sáng choang. Trong mật thất có mười mấy cái người ngồi xuống ghế, trong đó Triệu Hồng Uy cùng Tiền Hằng Thắng ngồi ở vị trí đầu não bên trên. Tông chủ Triệu Nam Long ngồi ở hai người phía dưới, những người còn lại ngồi ở Triệu Nam Long phía dưới, này Triệu Nam Long sớm tại trước đó trở về đến Viêm Thiên Cốc rồi, còn lại một số người chính là Viêm Thiên Cốc trưởng lão, bọn hắn đều tại thương nghị liên quan với tiểu bí cảnh sự tình đây. Triệu Nam Long cung kính mở miệng nói, hai vị lão tổ, Chúng ta cùng tiết ra một mực thay phiên phân biệt thăm dò bí cảnh thời gian 10 ngày, bây giờ chúng ta đã tại trong bí cảnh thu được không ít gặt hái được, cứ như vậy tiếp tục phát triển, tương lai chúng ta Viêm Thiên Cốc nói không chắc sẽ trở thành trung châu đệ nhất tông môn, đáng tiếc muốn cùng tiết ra đồng thời chia một chén canh. Triệu Hồng Uy mở miệng nói, Nam Long, những này chúng ta tạm thời trước tiên không cân nhắc, chúng ta lợi dụng xuất hiện Lưu Ly cung điện, đã để những quỷ tu đó cắn nuốt không ít người tu luyện rồi tại tiếp tục như vậy e sợ sớm muộn cũng sẽ có phiêu lưu, chúng ta nhất định muốn chuyển sang nơi khác rồi, chỉ cần ta cùng hàng thắng bước vào thần vương cảnh, như vậy chúng ta viêm thiên cốc ở chính giữa châu cũng có đất đặt chân rồi. Kế tiếp chúng ta tự sẽ khiến các ngươi tới tăng cao thực lực rồi. Ở đây những người này đều là biết nuôi quỷ sự tình, vì tăng cao thực lực, rất nhiều người tu luyện đều là không chừa thủ đoạn nào, ở đây những người này từng cái lộ ra nét mặt hưng phấn mà chính lúc tiền hằng thắng yếu mở miệng nói chuyện thời khắc một bóng người xuất hiện tại cửa mật thất khẩu triệu hồng uy đám người ánh mắt đột nhiên tập trung vào diệp thần phong trên người tông chủ triệu nam long cau mày quát lên ngươi là người nào ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại chúng ta viêm thiên cốc diệp thần phong cười nói triệu tông chủ ngươi nhưng này thực sự là quý nhân hay quên a hát còn nhớ trên trời nguyên cổ thành sao chúng ta nhưng là có duyên gặp mặt một lần Triệu Nam Long đồng tử thu nhỏ lại, hắn nhớ tới Diệp Thần Phong người này rồi, lúc đó trên trời nguyên cổ thành hắn hầu như không có chú ý Diệp Thần Phong, hắn biết này Diệp Thần Phong hẳn là Thanh Nguyệt Tông đệ tử, này Diệp Thần Phong làm sao sẽ đi tới bọn hắn Viêm Thiên Cốc? Hơn nữa còn là như vậy thần không biết quỷ không hay. Triệu Nam Long lập mã tướng thân phận của Diệp Thần Phong đối Triệu Hồng Uy cùng tiền hàng thắng đám người nói một lần. Triệu Hồng Uy bọn hắn tuy rằng cảm thấy người này rất quái dị, nhưng bọn họ chuyện nơi đây tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài triệu hồng uy nói ra nam long chỉ là một cái khiêu lương tiểu sử mà thôi người động thủ giải quyết xong hắn đi diệp thần phong khóe miệng nụ cười không ngừng phóng to hắn nói ra viêm thiên cốc thật đúng là thật là uy phong a hát tại hạ lần đầu tới cửa không thể mất lễ nghi ta cho các vị chuẩn bị một phần lễ vật diệp thần phong trong tay đột nhiên xuất hiện một con nuôi quỷ bình Triệu Hồng Huy đám người nhìn thấy nuôi quỷ bình sau đó trong lòng bọn họ có cực độ dự cảm không tốt, làm Diệp Thần Phong kích phát nuôi quỷ bình, Quý Long Xuyên cùng ngụy không minh đám người xuất hiện thời điểm, ở đây những người này là triệt để đổi sắc mặt. Triệu Hồng Huy bọn người lấy ra một khối huyết lệnh bài màu đỏ, bọn hắn đem lệnh bài nhắm ngay Quý Long Xuyên đám người, Triệu Hồng Huy đám người không hẹn mà cùng ra lệnh cho ta trở về các người ứng với nên đi địa phương. Nhìn thấy không nhúc nhích Quý Long Xuyên đám người, Triệu Hồng Uy bọn họ là sắc mặt càng thêm khó coi, Triệu Nam Long nói ra, làm sao có khả năng. Những quỷ này tu làm sao thoát cách khống chế của chúng ta. Quý Long xuyên vẻ mặt dữ tợn cực kỳ, hắn nhìn xem Triệu Hồng Uy cùng tiền hàng thắng, nói ra, hai vị lão hiếu, kế tiếp là ta báo đáp thời gian của các ngươi rồi. Diệp Thần Phong nhún nhún vai, nói ra, các vị, ta sẽ không quấy rầy rồi, mọi người hảo hảo ở nơi này ôn chuyện đi. Triệu Hồng Uy cùng tiền hàng thắng bọn hắn liên thủ thực lực, vẫn là không sánh được trở thành quỷ tu quý Long Xuyên, bằng không trước đó bọn hắn cũng sẽ không đối quý Long Xuyên hạ độc, bọn hắn muốn đối Diệp Thần Phong cầu xin tha thứ, nhưng Diệp Thần Phong đã rời đi mật thất. Quý Long Xuyên các loại hơn 20 cái quỷ tu thực lực, hoàn toàn có thể nghiền ép trước mặt những này viêm thiên cốc người rồi, nhìn xem từng cái rơi vào trong tuyệt vọng viêm thiên cốc người, quý Long Xuyên đám người không chút do dự mở ra bọn hắn răng nanh. Bên trong mật thất mãnh liệt khí thế liên tục, chung quanh vách tường không ngừng nổ tung, trên mặt đất cũng xuất hiện từng đạo to lớn vết rạn nứt. Diệp thần phong chỉ là tựa ở bên ngoài mật thất chờ. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Quý Long Xuyên đám người sắc mặt vui sướng đi ra, Quý Long Xuyên đem một khối thẻ ngọc đưa cho Diệp Thần Phong, nói ra tiểu hữu, khối ngọc này giản bên trong liền ghi chép chỗ kia tiểu bí cảnh cụ thể địa chỉ. Tiếp nhận thẻ ngọc Diệp Thần Phong, Hắn chỉ là gật gật đầu, hắn cũng không hề hỏi bên trong mật thất kết quả, bởi vì hắn đối những kết quả này đều không có hứng thú. Chương 2069 tăng lên, hòa tan lưu ly cung biện. Tại đem ghi chép tiểu bí cảnh địa chỉ thẻ ngọc sao cho Diệp Thần Phong sau, Quý Long xuyên lại đem từ Triệu Hồng Uy bọn người trên thân lấy được chữ vật giới chỉ giao cho Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong từ trong nhẫn chứa đồ thuận lợi tìm tới loại kia nuôi quỷ phương pháp hắn tại đại khái xem một phen sau, hắn lập tức đem loại này độc ác pháp môn cho phá hủy rồi. Phải biết cũng không phải mọi người chết sau đó hồn phách của bọn họ cũng có thể trở thành quỷ tu, trở thành quỷ tu tỷ lệ cũng không phải xem khi còn sống thực lực cao thấp, trong này có rất nhiều vận khí thành phần. Mà này nuôi quỷ phương pháp lại có thể trăm phần trăm để chết đi người tu luyện trở thành quỷ tu, hơn nữa thực lực và khi còn sống giống nhau như đúc, đây chính là này nuôi quỷ phương pháp nghịch thiên chỗ rồi. Đại đa số người tu luyện sau khi chết, hồn phách của bọn họ sẽ tiến vào trong luân hồi, chờ đợi một lần chuyển kiếp. Dựa vào loại này nuôi quỷ phương pháp hấp thu huyết nhục năng lượng tăng cao thực lực, này nhưng cũng không phải kế hoạch lâu dài, sớm muộn có một ngày huyết nhục năng lượng sẽ cho người lạc lối phương hướng, đến lúc đó e sợ người tu luyện liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, biến thành một cái thích. Huyết vô cùng ma đầu rồi, mà Triệu Hồng Uy cùng tiền hàng thắng đám người bọn hắn không những được quý long xuyên đám người giết, hồn phách của bọn họ cũng bị quý long xuyên cắn nuốt mất rồi, cho nên bọn hắn căn bản không có chuyển kiếp khả năng, mà quý long xuyên tại cắn nuốt triệu hồng uy cùng tiền hàng tháng hồn phách sau đó thực lực của hắn dĩ nhiên từ thiên thần cảnh hậu kỳ tầng 7, khóa nhập thiên thần cảnh 7 tầng đỉnh phong. Muốn bước vào thần vương cảnh nhưng tất nhiên không thể giản đơn rồi, đừng nói là quỷ tu rồi. Trên trời huyền giới rất nhiều ngày thần cảnh bảy tầng đỉnh phong người tu luyện, bọn hắn vây ở bảy tầng đỉnh phong hữu hảo mấy ngàn năm thậm chí cuối cùng đã tiêu hao hết tuổi thọ bọn hắn cũng không có bước vào thần vương cảnh ở chính giữa châu bước vào thần vương cảnh những người kia bọn họ đều là trong tông môn lão quái vật rồi bọn họ là đã vượt qua trong tông môn lão tổ tồn tại bọn hắn hầu như mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm cũng sẽ không lộ một lần mặt quý long xuyên đối với diệp thần phong nói ra tiểu hữu đáng giết người cũng đã giết về phần viêm thiên trong cốc những người còn lại, bọn hắn ngược lại là so sánh vô tội rồi, chúng ta liền để viêm thiên cốc tự sinh tự diệt đi. Chúng ta trước đó tất cả nói, chỉ cần chúng ta báo xong thù, chúng ta theo tiểu hữu ngươi, không biết tiểu hữu ý của ngươi như thế nào. Diệp thần phong không phải một cái già mồm cãi láo loại người, hắn nói ra, ta chỗ này vừa vặn có một nơi có thể dàn xếp các ngươi, hiện tại lại muốn oan ức các ngươi trước quay về nuôi quỷ trong bình rồi. Diệp Thần Phong đem Quý Long Xuyên cùng Ngụy Không Minh một nhóm quỷ tu lần thứ hai thu nhập nuôi quỷ trong bình. Ở trong đường hầm nhanh chóng hướng về Viêm Thiên Cốc phía sau núi đi đến, bây giờ Viêm Thiên Cốc tông chủ, nội môn trưởng lão cùng lão tổ toàn bộ đã bị chết, Viêm Thiên Cốc không được bao lâu liền sẽ xuống dốc đi xuống. Lần này Diệp Thần Phong vội vã đi rồi một chuyến Viêm Thiên Cốc, không chỉ đã lấy được viễn cổ yêu đằng hạt giống, hắn trả gặt hái được hơn 20 tên quỷ tu, xem như là không uổng chuyến này rồi quan trọng nhất là viêm thiên cốc tông chủ trước đó, hắn nhưng là suýt chút nữa đem diệp thần phong bọn hắn hại chết trên trời nguyên bên trong tòa thành cổ, lần này cũng coi như là báo thù. Diệp thần phong đem tốc độ phát phung tới cực hạn, hắn một đường thông suốt từ viêm thiên cốc phía sau núi bên trong đi ra. Tại 2 giờ sau, diệp thần phong lần nữa về tới âm minh tông địa chỉ cũ. Hắn cố ý nhìn một chút được vứt tại trong bụi cỏ dại mũi ưng nam nhân. Giờ khắc này, mũi ưng nam nhân trong mắt trợn lên lớn vô cùng, nhiễm nhiên là triệt để tắt thở. Sắc trời lại qua khoảng 3 tiếng liền muốn triệt để sáng lên. Lúc này chu vi yên tĩnh không tiếng động, diệp thần phong rốt cuộc có thể khoảng cách gần quan sát một chút lưu ly cung điện, trong tay hắn xuất hiện một khối khống chế lưu ly cung điện màu đen thiết bài. Không có này chìa khóa, đừng nói là lấy đi lưu ly cung điện, liền là muốn đi vào lưu ly cung trong điện cũng là không thể nào diệp thần phong lại đi đến lưu ly cung điện cửa lớn lúc hắn đem linh khí đột nhiên truyền vào thiết bài bên trong tuy nhiên hắn hay vẫn là không cách nào điều khiển động lưu ly cung điện một nguồn sức mạnh vững vàng đem tòa cung điện này cho hút vào thế nhưng lưu ly cung điện cửa lớn lại mở ra tính toán hiện tại thời gian còn có một chút diệp thần phong đi vào lưu ly cung điện bên trong vừa vặn bước vào lưu ly cung trong điện hai cánh cửa lớn liền tự chủ đóng lại này làm cho diệp thần phong lông mày chăm chú vừa nhíu hắn thử muốn để cửa lớn lần nữa mở ra lại thử lấy tay đẩy ra mở nhưng là đều vô dụng rồi thiết bài thật giống cũng hoàn toàn mất đi tác dụng chuyện này rốt cuộc là như thế nào tại diệp thần phong bách từ bất đắc kỳ giải đích thì hậu tại đại điện chính giữa giữa đột nhiên xuất hiện một cái có thể cung cấp một người thông hành lỗ tròn diệp thần phong lập tức đi tới hắn tại lỗ tròn bên trong xem đến bên ngoài mặt đất nhưng sát theo đó phía ngoài mặt đất cũng đã biến mất, lỗ tròn một mực đi xuống nhanh chóng kéo dài, đồng thời trong tay hắn màu đen thiết bài lập lòe đen nhánh ánh sáng. Tại lỗ tròn bên trong có nhất cổ cực kỳ mạnh mẽ lực cản, này cỗ lực cản coi như là thần vương cảnh cường giả, e sợ trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào phá vỡ, hơn nữa lỗ tròn bên trong đã hạn chế phi hành thuật lực. Lực cản đối với Diệp Thần Phong đến nói không có gì, bởi vì trong tay hắn màu đen thiết bài, có vẻ như có thể trung hòa này cỗ trở lực, nhưng hạn chế phi hành thuật lực liền không có cách nào, cũng không biết dưới đáy sâu bao nhiêu. Diệp Thần Phong nhưng không muốn mạo hiểm nhảy xuống, tại Diệp Thần Phong trong đầu không ngừng suy tư thời điểm. Chỉ thấy cả tòa lưu ly cung điện dĩ nhiên đang chậm rãi đã hòa tan, khởi điểm là trên mặt đất tấm gạch, chúng nó toàn bộ dung hóa thành một loại màu vàng dịch. Thể chảy vào trong hố đen, tiếp theo là lưu ly cung điện vách tường cùng trụ đá các loại tất cả. Tình cảnh này để Diệp Thần Phong đau lòng không thôi, này lưu ly cung điện có thể nửa bước tiên khí A-Hát. Làm sao vô duyên vô cớ liền bắt đầu đã hòa tan? Diệp Thần Phong căn bản không ngăn cản được loại này hòa tan xu thế. Khi hắn lần nữa nhìn về phía bên trong động thời điểm, hắn nhìn thấy những này chảy vào trong đó màu vàng dịch. Thể, lại đang bên trong tạo thành từng cái đi xuống sinh trưởng màu vàng cầu thang rồi. Lưu ly cung điện hòa tan tốc độ phi thường nhanh khoảng 20 phút thời gian, cả tòa lưu ly cung điện hòa tan không còn chút nào, Diệp Thần Phong hôm nay là đứng ở âm minh tông địa chỉ cũ lên, trên mặt đất có một cái không ngừng phát ra kim quang tròn. Động, trong chớp mắt, một đạo cử đại kim sắc quang trụ sông hướng trên bầu trời, đêm còn chưa có sáng lên đêm tối chiếu trong suốt cực kỳ. Đạo kim quang này xuất hiện, e sợ hội đưa tới không ít cường giả. Diệp Thần Phong xuất hiện tại không do dự thời gian, thiết bài có thể ngăn cản lực cản, hơn nữa bên trong động cũng xuất hiện từng cái hướng về kéo dài xuống màu vàng cầu thang rồi lưu ly cung điện không thể bạch bạch lãng phí hắn hiện tại nhất định muốn tiến vào bên trong tìm tòi hư thực tay cầm màu đen thiết bài diệp thần phong hắn hướng về trên mặt đất tròn trong động đi vào khi hắn đi vào trong đó sau hắn lập tức cảm giác bốn phương tám hướng có từng luồng từng luồng to lớn trọng lực đặt ở trên người hắn này làm cho hắn bước ra một bước đều có vẻ cực kỳ gian nan trong gân mạch linh khí dòng sông nhanh chóng vận chuyển, có thể theo hắn từng bước từng bước trật vật bước ra, hắn dĩ nhiên cảm giác trước đó tiến vào trong cơ thể hắn một khối long tinh có biến hóa. Nguyên bản Diệp Thần Phong vẫn không có thích ứng long tinh, hắn không thể tự chủ đi hấp thu long tinh bên trong năng lượng, chỉ có thể làm cho long tinh chính mình từng điểm từng điểm thả ra năng lượng. Trước đó lão Bạch bọn hắn đoán chừng Diệp Thần Phong hấp thu xong khối này long tinh yếu khoảng 4 tháng mà bây giờ theo diệp thần phong một bước lại một bước bước ra bên trong thân thể của hắn khối này long tinh phóng thích năng lượng tốc độ dĩ nhiên cũng đang không ngừng tăng nhanh lại thêm nhanh thật giống điều này từng luồng từng luồng trọng lực để long tinh sản sinh biến hóa bất quá đây đối với diệp thần phong tới nói là một chuyện tốt diệp thần phong điên cuồng hấp thu long tinh bên trong nhanh chóng thả ra năng lượng thân là long tộc tộc trưởng hấp thu long tinh bên trong năng lượng Đối với tộc trưởng tới nói đang tu luyện đột phá thượng không có bất kỳ bình cảnh. Kết quả là, Diệp Thần phong khí thế trên người lớn dần lên, từ hóa thần cảnh tầng 2 hậu kỳ, khóa nhập hóa thần cảnh tầng 2 đỉnh phong. Không bao lâu, hắn lại khóa nhập hóa thần cảnh tầng 3 sơ kỳ. Lại đi đến 100 cầu thang thời điểm, hắn lại đột nhiên khóa nhập hóa thần cảnh tầng 3 trung kỳ. Từ đó, trong cơ thể hắn khối này long tinh được tiêu hao không còn chút nào tại trong thân thể của hắn là hoàn toàn biến mất rồi. Mồ hôi rơi như mưa diệp thần phong, hắn cảm thụ trong cơ thể không ngừng đột phá thực lực, tuy rằng càng hướng xuống chung quanh trọng lực càng lớn, nhưng trên mặt lại tràn trề lên nụ cười đến. Đối với hắn mà nói tăng cao thực lực chính là là trọng yếu nhất căn bản, bây giờ hắn vẫn không có thích ứng long tinh, không thể đi tự chủ hấp thu long tinh, cái kia long tinh bên trong năng lượng khổng lồ, đối với hắn mà nói quả thực là ăn một bữa không được, nhưng cũng nhìn bữa tiệc lớn. Bây giờ có nơi này từng đoạn từng đoạn cầu thang, Diệp Thần Phong là không phải có thể lợi dụng nơi này để cho mình nhanh chóng hấp thu Long tinh, thật tốt tăng lên một phen thực lực đâu này. Chương 2070, kinh động, thiên phẩm linh thạch. Tại vừa vặn kim sắc quang trụ phóng lên trời nháy mắt. Cách rời nơi này gần nhất linh dược thành, trong đó cường giả hầu như đều cảm ứng được biến hóa này tại phán đoán ra chính là âm minh tông địa chỉ của địa phương sinh ra động tĩnh sau bọn hắn chỉ là do dự một chút bọn hắn liền dồn dập hướng về âm minh tông địa chỉ cũ tiến đến linh dược thành viên phủ bên trong viên khôn tự nhiên cũng là cảm giác được biến hóa này được rồi khi hắn vừa mới đi ra bên trong gian phòng không bao lâu viên giai cũng cũng đang đi lại đây bởi vì nàng chậm chạp không có ngủ đây vừa lúc ở cửa sổ nhìn qua phía ngoài ánh trăng cho nên nàng thập phần may mắn nhìn thấy cái kia phóng lên trời kim sắc quang trụ. Ra ra, cái kia cột sáng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Viên giai nghi ngờ hỏi. Viên khôn lắc đầu nói, ta hiện tại còn không rõ ràng lắm, khẳng định có rất nhiều cường giả đều đuổi qua bên kia rồi, ta hiện tại cũng phải lập tức đi một chuyến. Ra ra, ta cũng yếu cùng đi, kêu nữ thượng diệp đại ca. Viên giai lập tức nói ra. Viên khôn gật đầu nói, được, bất quá, đến nơi đó ngươi nhưng không cho hồ đồ viên khôn cùng viên giai nguyên bản ý định mang theo diệp thần phong cùng nhau nhưng không có ở trong phòng phát hiện diệp thần phong người bọn hắn cho rằng diệp thần phong nhất định là tìm cái địa phương đang tu luyện cuối cùng viên giai chỉ có thể giàu dĩ không vui cùng gia gia của nàng cùng đi cái gọi là nữ sinh hướng ngoại này nữ nhi đã gả ra ngoài chính là nước đã đổ ra bây giờ viên giai vẫn không có cùng diệp thần phong tiến tới với nhau đây Liền này giống như biến hóa, này làm cho viên khôn rất là không sảng khoái, nói thật hắn thật là có chút ghen tị, lúc trước hắn cháu gái này nhưng là phi thường kề cận hắn. Mang theo viên dai một đường đạp không mà đi viên khôn, hắn đem tốc độ của mình phát phung tới cực hạn. Chỉ chốc lát sau, hai người bọn họ liền đi tới âm minh tông địa chỉ cũ, bọn hắn nhìn thấy âm minh tông địa chỉ cũ đã có đến mấy chục bóng người rồi. Viên khôn mang theo viên dai hướng về đoàn người tụ tập địa phương đi đến trong đám người luyện dược các mặt khác ba cái các chủ lương khang an giang an trí cùng cao đức rõ ràng cũng đều ở đương nhiên lương khang an đệ tử thân truyền la kỳ trắng cùng giang an trí cháu trai giang nguyên cũng ở nơi đây la kỳ trắng cùng giang nguyên nhìn thấy thanh xuân cảm động viên giai bọn hắn vừa vặn muốn chào hỏi đáng tiếc viên giai căn bản liền nhìn thẳng đều không có nhìn bọn họ một cái người vòng tới một bên khác đi này làm cho la kỳ trắng cùng giang nguyên sắc mặt tái xanh tại diệp thần phong chưa từng xuất hiện trước đó viên giai chỉ ít có thể cùng bọn hắn trò chuyện một phen bây giờ viên giai ngay cả xem cũng không muốn nhìn bọn họ một cái la kỳ trắng cùng gia nguyên đối diệp thần phong tức giận đột nhiên tăng cường đặc biệt là tại viên khôn tiệc mừng thọ thượng liên tiếp mất mặt la kỳ trắng trong lòng của hắn đối diệp thần phong sát ý nồng nặc cực kỳ diệp thần phong không những khiến hắn mất thể diện cuối cùng hắn cự tuyệt hắn lôi kéo không kiêng rè chút nào phúng thứ hắn một phen, khẩu khí này thân là Trung Châu ngũ đại công tử một trong la kỳ trắng, lại làm sao có thể nuốt được đi đây. Lương Khang An các loại ba vị các chủ nhìn thấy viên khôn sau, bọn hắn ngược lại là lẫn nhau lên tiếng chào hỏi, viên khôn nhìn trên mặt đất một cái cửa động, nhìn thấy trong đó một cái cái đi về dưới đáy cầu thang. Hỏi hắn, nơi này là chuyện gì xảy ra? Nguyên bản lưu ly cung điện làm sao biến mất rồi? Cao Đức nói rõ nói, lão viên, chúng ta cũng không rõ lắm, dù sao chúng ta tới đây thời điểm, lưu ly cung điện đã biến mất rồi, cái động này khẩu phải là vừa nãy vọt lên kim sắc quang trụ đầu nguồn. Hẳn là đã có người đi vào dưới mặt đất cái động này khẩu bên trong rồi, hang động này bên trong có nhất cổ to lớn lực cản, vừa vặn chúng ta đều thử đồng thời động thủ, nhưng chút nào không phá ra được tầng này lực cản. E sợ tại đây âm minh tông địa chỉ cũ phía dưới có một cái cơ duyên lớn cũng nói không chắc tại linh dược trong thành rất nhiều cường giả bị kinh động đi tới âm minh tông địa chỉ cũ thời điểm. Tròn, động, nơi sâu xa, Diệp Thần Phong thân ảnh sớm cũng không phải là trên mặt đất người có thể nhìn tới được rồi. Đột phá đến hóa thần cảnh tầng 3 trung kỳ Diệp Thần Phong. Hắn hỗn độn bên trong chiếc nhẫn còn có 999 khối long tinh đây. Trong tay hắn lần thứ hai xuất hiện một khối long tinh, vừa định yếu hấp thu thời điểm, long tinh lần nữa biến mất ở trong tay hắn. Tiến vào bên trong thân thể của hắn, ở vào sau lưng của hắn Long tộc tộc trưởng dấu ấn địa phương. Tại Long Tinh tiến vào trong cơ thể hắn sau, loại kia cả người xương, huyết nhục cùng gân mạch được nghiền ép cực hạn cảm giác đau đớn lần thứ hai xuất hiện, đau đớn kịch liệt để Diệp Thần Phong nhất thời sắc mặt giữ tợn. Đối với Diệp Thần Phong tới nói chỉ có thể không ngừng chịu đựng loại thống khổ này. Theo thời gian trôi qua, đang đau nhức biến mất sau khối này tiến vào diệp thần phong trong cơ thể long tinh cùng trước đó khối này long tinh như thế từ từ tản ra một chút xíu năng lượng đến để diệp thần phong hấp thu cảm giác được thân biến hóa trong cơ thể sau diệp thần phong tiếp tục bắt đầu đi xuống đi rồi hắn đang không ngừng chịu đựng chu vi từng luồng từng luồng trọng lực áp bức lúc quả nhiên bên trong thân thể long tinh phóng thích năng lượng tốc độ lại tăng nhanh này làm cho diệp thần phong khuôn mặt lộ ra vui sướng nụ cười long tinh chỉ có long tộc tộc trưởng có thể hấp thu long tinh đối với long tộc tộc trưởng tới nói chẳng khác gì là một cái máy nói dối long tinh là một vị vị long tộc thành viên đem chính mình luyện hóa mà thành chẳng khác gì là còn lại long tộc thành viên dùng tính mạng của mình đang trợ giúp long tộc tộc trưởng tăng cao thực lực thực lực càng đi lên cần năng lượng thì càng nhiều cũng may long tinh bên trong năng lượng đối với long tộc tộc trưởng cực kỳ đặc thù lợi dụng long tinh đột phá căn bản không tồn tại bất kỳ bình cảnh có thể nói theo diệp thần phong chật vật từng bước từng bước đi xuống hắn hai cái chân bên trong phảng phất được tưới chỉ bình thường loại này được trọng lực chèn ép cảm giác cũng phi thường không dễ chịu thậm chí hắn cảm giác bên trong thân thể mình huyết dịch đều bị đè ép muốn từ bên trong thân thể bạo đi ra bất quá diệp thần phong là đau nhức cũng sung sướng đang nhanh chóng hấp thu long tinh bên trong đặc thù năng lượng sau thực lực của hắn lại bắt đầu đi lên kéo lên. Từ hóa thần cảnh tầng 3 trung kỳ, thuận lợi khóa nhập hóa thần cảnh tầng 3 hậu kỳ. Sau đó, lại ngựa không ngừng vó khóa nhập hóa thần cảnh tầng 3 đỉnh phong. Ở xung quanh hắn không ngừng nổi lên từng đợt sóng linh khí, lúc này chỉ tăng lên hai cái tiểu tầng thứ, một khối long tinh liền triệt để tiêu hao hết, tại bên trong thân thể của hắn biến mất rồi. Thực lực càng đi lên tăng lên, cần thiết tiêu hao long tinh là càng nhiều diệp thần phong không chút do so dự lập tức lại lấy ra một khối long tinh đến khối này long tinh nhưng vẫn là tiến vào diệp thần phong trong cơ thể khiến hắn có loại huyết nhục xương cùng gân mạch được nghiền ép cực hạn đau nhức nhưng so với lúc trước hai lần đã tốt hơn nhiều mặc dù không có triệt để thích ứng nhưng diệp thần phong chí ít không có trước đó thống khổ như vậy rồi theo khối này long tinh tiến vào trong người bắt đầu chậm rãi phóng thích năng lượng Diệp thần phong lại cắn răng bắt đầu chịu đựng trọng lực đi xuống rồi. Long tinh bên trong năng lượng thả ra tốc độ quả nhiên lại không tách ra bắt đầu tăng nhanh. Chỉ chốc lát sau, trong cơ thể khối này long tinh cũng tiêu hao hết. Diệp thần phong thực lực từ hóa thần cảnh tầng 3 đỉnh phong, trong dây lát xông vào hóa thần cảnh 4 tầng sơ kỳ rồi. Lần này một khối long tinh chỉ tăng lên một cái tiểu tầng thứ. Đồng thời diệp thần phong phát hiện chu vi từng luồng từng luồng trọng lực, bắt đầu từ nơi này dĩ nhiên biến mất rồi. Này làm cho trong lòng hắn là một trận tiếc nuối. Hắn thử lần nữa lấy ra một khối long tinh, tại đây khối long tinh tiến vào trong cơ thể hắn. Hắn tại thừa nhận lấy một phen thống khổ sau đó hắn bắt đầu tiếp tục đi xuống rồi. Trọng lực biến mất rồi. Khối này long tinh quả nhiên không lại tăng nhanh phóng thích năng lượng, chỉ là cùng lúc trước như thế, từ từ tại diệp thần phong trong cơ thể phóng thích một tia một tia năng lượng này làm cho Diệp Thần Phong trong lòng không khỏi có phần thất vọng. Hắn muốn quay đầu lại đi lên, như vậy không phải liền lại có thể có trọng lực áp bức sao. Nhưng hắn phát hiện nơi này căn bản không cách nào lùi về sau, phía sau hắn được nhất cổ lực cản trận lại, cho dù có thiết bài cũng không cách nào trung hòa này lực cản, hắn chỉ có thể một đường đi xuống đi. Hóa thần cảnh bốn tầng sơ kỳ, được rồi, có thể một lần tăng lên nhiều như vậy, cũng coi như là không tệ, ta tới trước đáy ngọn nguồn đi xuống xem một chút rồi hãy nói." Tại tự nói một phen sau, Diệp Thần Phong nhanh chóng đi xuống đi, không có trọng lực áp bức, Diệp Thần Phong tốc độ là thêm nhanh hơn rất nhiều, rất nhiều. Ước chừng nửa giờ sau, Diệp Thần Phong đi tới tận dưới đáy, linh khí nồng nặc tràn ngập mỗi một tấc không khí, nơi này linh khí nồng nặc căn bản hóa không mở. Này dưới nền đất không gian nhìn không thấy đầu dưới mặt đất là từng khối lộ ra một chút màu tím đen tinh thạch lão bạch ngô phong dỗi rảnh không khỏi nói ra nơi này dĩ nhiên là một chỗ thiên phẩm linh thạch linh mạch hôm nay phẩm linh thạch căn bản là có thể gặp không thể cầu tại viễn cổ thời đại tuy rằng cũng có một chút thiên phẩm linh thạch linh mạch nhưng lúc ấy thiên phẩm linh thạch đã phi thường rồi bây giờ cái thời đại này cơ hồ không tồn tại thiên phẩm linh thạch diệp thần phong nghe vậy hỏi hắn lão bạch hôm nay phẩm linh thạch có người nói khuếch đại như vậy sao? Lão Hắc Giang vận thiên chen miệng nói, tiểu tử, một khối thiên phẩm linh thạch bằng với một vạn khối linh thạch thượng phẩm, người nói hôm nay phẩm linh thạch có đủ hay không quý giá? Hơn nữa hôm nay phẩm linh thạch bên trong linh lực tinh khiết độ, không phải là linh thạch thượng phẩm có thể tương đề tịnh luận. chương 2071, Dược Tôn, được mùa lớn, một khối thiên phẩm linh thạch, dĩ nhiên bằng với một vạn khối linh thạch thượng phẩm. Cái tỷ lệ này không khỏi quá khoa trương một điểm chứ. Tại Diệp Thần Phong rơi vào ngây người thời điểm, Lão Hắc Giang Vận Thiên tiếp tục nói tiểu tử, hôm nay phẩm linh thạch chỗ tốt nhiều vô cùng, linh thạch thượng phẩm mặc kệ cái gì người tu luyện đều có thể hấp thu, nhưng linh thạch thượng phẩm bên trong linh lực tinh khiết độ đối với thiên thần cảnh cường giả tới nói đã hầu như vô dụng. Nhưng thiên phẩm linh thạch lại bất đồng, nó trong đó linh lực tinh khiết độ đối thiên thần cảnh cùng với thiên thần cảnh bên trên cường giả, vẫn có tác dụng lớn vô cùng, đặc biệt là đối với thiên thần cảnh cường giả mà nói. Bất quá, thiên phẩm linh thạch bên trong linh lực quá mức tinh khiết cùng bá đạo, thiên thần cảnh bên dưới người hấp thu trong đó linh lực, e sợ hội cảm giác cả người gân mạch không khỏe, nếu như thực lực thấp một chút người hấp thu, rất có thể sẽ đem gân mạch đều căng nứt. Diệp Thần Phong càng nghe càng mơ hồ, hắn nhìn xem dưới bàn chân khảm nạm tại trong lòng đất màu tím đen tinh thạch, hắn khom lưng đem một khối thiên phẩm linh thạch cho đào lên, tại đem hắn nắm tại trong lòng bàn tay sau đó hắn thử từ từ hấp thu một tia. Trong cổ họng hắn nhất thời hít một hơi hơi lạnh, hắn trên cánh tay gân mạch lập tức một trận phình to, xem ra lão hắc không hề có một chút nào khuế đại hôm nay phẩm linh thạch hiệu quả. Về phần cái kia Long Tinh đối với Diệp Thần Phong tới nói một cái trường hợp đặc biệt, bởi vì hắn là long tộc tộc trưởng nguyên nhân, hắn mới có thể không chút kiêng kỵ hấp thu long tinh bên trong năng lượng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn nhất định muốn hoàn toàn đem long tinh thích ứng xuống. Xem trong tay dường như nắm tay lớn nhỏ thiên phẩm linh thạch, diệp thần phong trong con người rốt cuộc lộ ra khiếp sợ, thiên phẩm linh thạch bên trong linh lực tinh khiết độ quả thực có thể có thể xưng hoàn mỹ. Quan trọng nhất là trải qua của mình trải nghiệm, hắn có thể khẳng định lão hắc không có khuyết đại, một khối thiên phẩm linh thạch xác thực có thể so được với một vạn khối linh thạch thượng phẩm rồi. Này dưới mặt đất diện tích phi thường to lớn, phóng tầm mắt nhìn đều là từng khối lộ ra một chút thiên phẩm linh thạch. Nơi này đến cùng có bao nhiêu thiên phẩm linh thạch đâu này? Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh mở miệng nói, tiểu gia hỏa, trước tiên không nên quá qua cao hứng, người không phải là đã lấy được viễn cổ yêu đằng hạt giống sao? Muốn để viễn cổ yêu đằng nhanh chóng trưởng thành, đầy đủ tinh khiết linh lực là át không thể thiếu, người bây giờ hỗn độn trong chiếc nhẫn chả có mấy ngàn vạn linh thạch thượng phẩm đây này chứ. Muốn để viễn cổ yêu đằng trưởng thành, này mấy ngàn vạn linh thạch thượng phẩm căn bản không đủ viễn cổ yêu đằng nhét kẻ răng, hơn nữa linh thạch thượng phẩm bên trong linh lực độ tinh thuần quá thấp, nguyên bản ta cùng lão hắc chả đang suy nghĩ chuyện này đây. Nhưng như có có thiên phẩm linh thạch liền không giống nhau, hiện tại ta cùng lão hắc tuyệt đối chắc chắn để viễn cổ yêu đằng, trong thời gian ngắn nhất nhanh chóng trưởng thành. Người trước đem nơi này thiên phẩm linh thạch toàn bộ khai quật ra đi. Thành niên viễn cổ yêu đằng nhưng là có thể đối kháng thần vương cảnh tồn tại, nếu đã lấy được viễn cổ yêu đằng hạt giống, như vậy Diệp Thần Phong đương nhiên là phải đem viễn cổ yêu đằng bồi dưỡng ra tới. Bất quá, nghe được mấy ngàn vạn linh thạch thượng phẩm cũng không đủ viễn cổ yêu đằng nhét kẻ răng. Này làm cho Diệp Thần Phong trong lòng âm thầm đau lòng viễn cổ yêu đằng quả thực chính là một cái đại phá gia chi tử. Mấy ngàn vạn linh thạch thượng phẩm phóng tới thiên huyền giới trong tông môn cũng không tính một số lượng nhỏ rồi. Nhưng bây giờ nghiễm nhiên không phải lúc cân nhắc những thứ này, Diệp Thần Phong cảm thụ trong không khí nồng đặc vô cùng linh khí. Thậm chí có một tầng trạng thái xương mù linh khí tràn ngập ở trong không khí. Diệp Thần Phong bắt đầu khom lưng đào móc trong lòng đất thiên phẩm linh thạch, hắn một bên nhanh chóng đào móc, một bên ở trong lòng hỏi, lão bạch, lão hắc, tại âm minh tông địa chỉ cũ phía dưới tại sao có thể có một cái thiên phẩm linh thạch linh mạch. Lúc trước âm minh tông tại sao không có khai thác này linh mạch. Lão Bạch Ngô Phong dối rảnh suy đoán nói, tiểu gia hỏa, năm đó âm minh tông không phải đem một người thanh niên trục xuất môn phái nha, người thanh niên này chính là đời trước lưu ly cung điện chủ nhân, người thanh niên này cuối cùng cũng chính mình đã trở thành trí tôn phù sư, lúc trước âm minh tông người tại phát hiện này linh mạch thời điểm khả năng này linh mạch vẫn không có hoàn toàn trưởng thành cho nên bọn hắn lợi dụng phương pháp đặc thù đem này linh mạch bao bọc lên tại lúc đó lưu ly cung biện chả nắm giữ ở âm minh tông trong tay đây cho nên bọn hắn lợi dụng đặc thù nào đó phương pháp để lưu ly cung biện đã trở thành mở ra này linh mạch chìa khóa nhưng ai biết sau đó người thanh niên kia trở thành trí tôn phù sư sau hắn đem lưu ly cung điện cho trộm đi đồng thời chính mình đã luyện hóa được như vậy âm minh tông liền không cách nào mở ra này đi về linh mạch lối đi sau đó âm minh tông khả năng bởi vì nguyên nhân nào đó xa sút rồi này thiên phẩm linh thạch linh mạch cũng liền một mực phong tồn ở chỗ này bây giờ này linh mạch là hoàn toàn trưởng thành rồi ngược lại là thành toàn ngươi tên tiểu tử này lão bạch ngô phong dối rảnh suy đoán ngược lại là thật phù hợp ăn khớp kết quả là Diệp Thần Phong liền không lên tiếng nữa rồi, hắn hết sức chuyên chú đảo sới trong lòng đất thiên phẩm linh thạch. Diệp Thần Phong đào móc tốc độ phi thường nhanh. Nửa ngày qua đi, Diệp Thần Phong trên mặt đã lộ ra cực hạn khiếp sợ, này linh mạch thiên phẩm linh thạch số lượng rất xa vượt qua dữ liệu của hắn rồi. Này nửa ngày, hắn càng nhưng đã gặt hái được 100 triệu khối thiên phẩm linh thạch. 100 triệu khối thiên phẩm linh thạch nhưng là bằng với 1.000 tỷ linh thạch thượng phẩm đây. Đây là một cái cỡ nào con số kinh người. Một nghìn tỷ linh thạch thượng phẩm, Trung Châu có cái nào tông môn nắm giữ bực này tài phú. Quan trọng nhất là này linh mạch vẫn không có đào móc xong đâu. Tại dẹp loạn một cái tâm tình kích động sau. Diệp thần phong tiếp tục dấn thân vào đã đến đào móc bên trong. Một khối lại một khối thiên phẩm linh thạch không ngừng bị hắn thu nhập hỗn độn trong chiếc nhẫn. Lại nửa ngày trôi qua rồi này linh mạch bên trong thiên phẩm linh thạch rốt cuộc toàn bộ khai thác xong. Hắn lại đào ra 110 triệu khối thiên phẩm linh thạch. Thêm vào trước đó đào lên 100 triệu khối thiên phẩm linh thạch, Diệp Thần Phong tổng cộng gặt hái được 210 triệu khối thiên phẩm linh thạch. Chẳng khác gì là 2.000 tỷ nhiều khối linh thạch thượng phẩm rồi, bực này của cải nếu để cho Trung Châu đỉnh cấp tông môn biết, bọn hắn cũng cần phải muốn líu lưới không ngớt. Diệp thần phong tại linh thạch thượng quả thực là toàn bộ thiên huyền giới thủ phủ rồi, hơn nữa là đem còn lại bất luận tông môn gì đều xa xa bỏ lại đằng sau. Tại diệp thần phong được mùa lớn thời điểm. Trên mặt đất, âm minh tông địa chỉ cũ địa phương, người tu luyện là càng tụ càng nhiều. Viên khôn cùng lương khang an đám người lần thứ hai thử đồng thời muốn phá vỡ trên mặt đất trong cửa động cách trở, nhưng sức mạnh của bọn họ đối với cái này cách trở vẫn là không làm nên chuyện gì nhìn qua trong cửa động từng đoạn từng đoạn màu vàng cầu thang, những người tu luyện này trong lòng đều không ngừng hâm mộ, bọn hắn có thể khẳng định tại âm minh tông địa chỉ cũ dưới đáy khẳng định xuất hiện cơ duyên, nhưng bọn họ nhưng không cách nào đi vào trong đó, này để cho bọn họ có loại cực hạn cảm giác sắp phát điên. Ở đây ngoại trừ luyện dược các tổng bộ tứ đại các chủ ở ngoài, thiên thần cảnh cường giả cũng tụ tập không ít, tập hợp những người này tất cả sức mạnh cũng không cách nào phá tan cách trở, bởi vậy có thể thấy được này trở lực cường hãn. Lúc trước Âm Minh Tông bao bọc nơi này, nhất định là dùng làm phương pháp đặc thù, chỉ có Lưu Ly cung điện người đoạt giải mới có thể mở ra lối đi này, nếu như không có Lưu Ly cung điện coi như là Âm Minh Tông người cũng không cách nào mở ra, chỗ lấy cuối cùng mới đưa đến này linh mạch an nghỉ ở đây. Chính khi tất cả mọi người đều trong lòng tiếc hận lại bỏ không được lúc rời đi. Nhất cổ cực hạn khí thế bàng bạc từ đằng xa đang nhanh chóng mãnh liệt mà đến trong không khí tràn đầy từng đợt sóng năng lượng. Giữa bầu trời tầng mây không ngừng sôi trào, ánh mắt của mọi người đều kinh nghi bất định nhìn qua linh dược thành phương hướng. Đột nhiên trong lúc đó, một điểm đen xuất hiện. Theo cái điểm đen này không ngừng phóng to, một ông già tại trên bầu trời nhanh chóng đạp đi mà tới. Chỉ là một sẽ thời gian, người lão giả này liền xuất hiện tại âm minh tông địa chỉ cũ trên bầu trời rồi. Tứ đại các chủ đang nhìn đến người lão giả này sau đó trong con ngươi của bọn họ lộ ra vẻ cung kính, bọn hắn dồn dập hướng về giữa bầu trời lão giả cúc cung rồi, trong miệng không hẹn mà cùng hô, lão tổ. Người lão giả này chính là luyện dược các tổng bộ lão tổ tôn nhiều năm, hắn đã từng trong chăn châu người xưng là dược tôn, hắn bình thường một mực nằm ở bế quan bên trong, từ trên người hắn cuồn cuộn thật khí thế bên trong, có thể phán đoán ra thực lực của hắn tại nửa bước thần vương, hắn một cái chân đã bước vào thần vương cảnh rồi, chỉ cần lại một cái chân cũng bước vào thần vương cảnh, như vậy hắn liền có thể trở thành thứ thiệt thần vương cảnh cường giả. Không nghĩ tới chỗ này sự tình liền dược tôn tôn nhiều năm cũng đã kinh động. Bất quá, thuốc này tôn chỉ là một cái xưng hô mà thôi, này tôn nhiều năm không phải là trí tôn luyện dược sư, hắn luyện dược sư cấp bậc cũng đang bát phẩm tầng thứ mà thôi, Hắn một mực không tìm được bước vào cửu phẩm luyện dược sư khiếu môn, hắn tại bát phẩm luyện dược sư đã dừng lại mấy ngàn năm lâu. Chương 2072, dị tượng, thiên chi đỉnh ra đời. Tôn nhiều năm hướng về tứ đại các chủ khẽ gật đầu, hắn đây coi như là chào hỏi. Thân ảnh của hắn rơi xuống tứ đại các chủ bên cạnh. Viên giai, Giang Nguyên cùng La Kỳ trắng cũng lập tức cung kính gọi một tiếng lão tổ bọn hắn tại tôn nhiều năm trước mặt cũng không dám tạo thứ. Tuy nói các chủ lương Khang An cũng là bát phẩm luyện dược sư, nhưng hắn cái này bát phẩm luyện dược sư cũng không làm được cùng tôn nhiều năm so sánh. Tôn nhiều năm này bát phẩm luyện dược sư hàm kim lượng còn mạnh hơn lương Khang An thượng rất nhiều. Chu vi còn lại người tu luyện khi biết tôn nhiều năm thân phận sau, bọn hắn cũng lập tức trở nên một mực cung kính lên, trước tiên không nói tôn nhiều năm bát phẩm luyện dược sư thân phận, chỉ là hắn cái kia nửa bước thần vương cảnh thực lực cũng đủ để cho những người này cung kính rồi. Tôn nhiều năm âm thanh bình thản mà hỏi, nơi này là chuyện gì xảy ra? Lương Khang An lập tức hồi đáp, lão tổ, chúng ta cũng không rõ lắm tình huống cụ thể, nguyên bản xuất hiện ở đây đã từng âm minh tông nửa bước tiên khí lưu ly cung điện, nhưng lại tại trước đó lưu ly cung điện biến mất rồi, nơi này trên mặt đất không giải thích được xuất hiện một cái cửa động, nhưng tại trong động khẩu có to lớn cách trở lực lượng chúng ta căn không cách nào phá mở. Lão Tổ Ngài cũng cảm giác tới đây biến hóa, Ngài mới xuất quan đấy sao? Tôn nhiều năm gật gật đầu, nói ra ta lần này bế quan có bao lâu? Là hai ngàn năm đâu này, vẫn là ba ngàn năm, ta cũng đã không nhớ rõ, chế thuốc một đường đột phá quá gian nan, đại đạo vô tình a hát. Cho dù thực lực mạnh đến đâu người cũng đều sẽ có tuổi thọ tiêu hao hết một ngày. Đang bế quan bên trong ta, chỉ là mơ hồ cảm thấy phía ngoài một tia biến hóa, nguyên bản ta không nghĩ ra quan, nhưng ta biết cũng có thể đi ra nhìn nhìn rồi, hay là như vậy sẽ tìm được thời cơ đột phá, bây giờ ta đã đem bát phẩm luyện dược sư hết thảy thông hiểu đạo lý rồi, chỉ kém lâm môn nhất cước là có thể bước vào cửu phẩm hàng ngũ. Khi nghe đến tôn trưởng năm sau, ở đây tất cả mọi người lập tức trở nên hưng phấn lên. Cửu phẩm luyện dược sư cái kia là bực nào tồn tại? đặc biệt là tứ đại các chủ bọn họ là mừng rỡ, trong đó Cao Đức rõ ràng hắn nói ra, vậy ta liền trước chúc mừng lão tổ ngài. Tôn nhiều năm khẽ thở dài một cái, nói ra, đừng chúc mừng, này lâm môn nhất cước có thể phải lại qua mấy năm. Mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm, cuối cùng mới có thể chân chính đạt được đột phá, cũng có khả năng đã đến tuổi thọ tiêu hao hết thời điểm. Ta cũng không thể vượt qua này lâm môn nhất cước. Đang thở dài một lúc sau, Tôn Nhiều Năm đem ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất cửa động, hắn nói ra, nếu đi ra, như vậy ta liền đến thử một lần đi. Nửa bước thần vương thật khí thế trong nháy mắt từ Tôn Nhiều Năm trong cơ thể phân tán mà ra, dường như không ngừng lăn lộn to lớn sóng biển. Một lớp lại một lớp hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Dựa vào Tôn Nhiều Năm tương đối gần người tu luyện, bọn hắn tại cảm nhận được bực này khí thế mạnh mẽ sau, dưới chân bọn họ bước chân không khỏi lui về phía sau một ít, này nửa bước thần vương chả không phải chân chính thần vương cảnh đây. Chống trơn là khí thế liền cường hãn như vậy bá đạo, nếu như là chân chính thần vương cảnh còn đến mức nào. Tôn nhiều năm bàn tay mãnh liệt hướng về cửa động vỗ một cái. Không khí chung quanh trong nháy mắt xé rách, không gian rất có vặn vẹo, khiến người ta ngực khó chịu năng lượng trùng kích cửa động. Tôn nhiều năm một trường này tuy rằng nhìn như phổ thông, nhưng ẩn chứa trong đó sức mạnh cũng không nhỏ, một trường này đủ khiến hai tên thiên thần cảnh bảy tầng đỉnh phong cường giả bị mất mạng. Oanh, một tiếng năng lượng khuếch tán. Tôn nhiều năm chân mày cao lại, bởi vì hắn cảm giác được trong cửa động cách trở lực lượng không chút nào bị phá đi. Mọi người thấy nửa bước thần vương tôn nhiều năm cũng không có phá tan cách trở. Trong lòng bọn họ không khỏi thất vọng thở dài một hơi. Viên khôn nói ra, lão tổ, có muốn hay không chúng ta đồng thời giúp ngươi một tay." Tôn nhiều năm hắn đã cảm giác được trong này cách trở lực lượng cường đại rồi, hắn lắc đầu nói, không thể thực hiện được, nơi này cách trở lực lượng mạnh vượt quá tưởng tượng, cho dù là chân chính thần vương cảnh cường giả, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ cũng không cách nào phá mở nơi này. Xem ra đã có người đi vào trong đó, chúng ta liền trước ở nơi này chậm rãi chờ đợi đi ta hiện tại ngược lại cũng hiếu kỳ này đến xuống tới đáy ngọn nguồn có cơ duyên gì tồn tại. Tại tôn nhiều năm cũng không cách nào phá tan bên trong động cách trở lực lượng lúc. Dưới nền đất, gặt hái được 210 triệu khối thiên phẩm linh thạch diệp thần phong, tâm tình của hắn là khoan khoái tới cực điểm. Này linh mạch bên trong thiên phẩm linh thạch đã toàn bộ bị hắn cho đào hết. Trong không khí trạng thái xương mù linh khí cũng đang từ từ tiêu tán, này làm cho Diệp Thần Phong tầm nhìn trở nên trống trải. Nhìn trên mặt đất bởi vì khai thác mà trở nên hố to hố nhỏ, Diệp Thần Phong tùy ý cười cười một chút. Hắn nhìn thấy tại linh mạch bên phải trong góc dĩ nhiên xây dựng một tòa nhà gỗ. Tại một bên ngoài nhà có cái dược đỉnh hình dạng đồ vật. Diệp thần phong xuất phát từ tò mò đi tới, hắn đi tới lò thuốc hình dạng đồ vật trước mặt. Chỉ thấy toàn bộ hình như là lò thuốc đồ vật, mặt trên che kín một tầng dày đặc cho bụi, lão bạch ngô phong dỗi rảnh lập tức nói ra tiểu ra hỏa. Đem phía trên cho bụi trừ đi nhìn xem. Diệp thần phong lập tức đem mặt trên một lớp bụi bụi cho quét ra rồi, này nguyên lai là một cái cử đại ngọc đỉnh, bất quá, ngọc đỉnh có vẻ hào không ánh sáng, chợt nhìn qua liền là một kiện rác rưởi mà thôi. Hả? Mà lão bạch đang nhìn đến ngọc đỉnh diện mạo sau, hắn nghi ngờ một tiếng. Hắn lập tức nói ra, tiểu gia hỏa, người xem một chút bên trong đỉnh phải hay không có phong ấn dùng linh phù. Diệp thần phong đem nắp đỉnh mở ra, đúng như dự đoán, ở trong đỉnh thật sự có 10 tờ linh phù. Này 10 tờ linh phù kề sát ở bên trong đỉnh trên vách. Lão Bạch cảm giác được 10 tờ linh phù sau, hắn cười nói, 10 tấm bát phẩm phong ấn phù, hơn nữa là có thể tự mình bổ sung linh khí phong ấn phù, đây thực sự là thật là bạo tay. Tiểu tử, người nhưng lại muốn đi chở, nếu như ta không có nhìn lầm, cái này Ngọc đỉnh chính là một tôn Thiên Chi đỉnh, ngươi chỉ cần đem 10 tấm phong ấn phủ lấy xuống, hôm nay Chi đỉnh là có thể khôi phục uy năng rồi, xem ra hôm nay Chi đỉnh khi sơ âm Minh tông trong lúc vô tình lấy được. Hôm nay Chi đỉnh nhưng là bảo vật bên trong bảo vật, bọn hắn Âm Minh tông không có luyện dược sư, cho nên bọn hắn cũng đem vị này Thiên Chi đỉnh phong tồn tại nơi này. Lò thuốc phẩm bậc chia làm nhân Chi đỉnh, địa Chi đỉnh cùng Thiên Chi đỉnh này ba loại phẩm bậc lại bị phân là hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm. Nhân chi đỉnh cùng địa chi đỉnh hay là không có gì. Nhưng thiên chi đỉnh cực kỳ khó mà luyện chế, coi như là trí tôn luyện khí sư luyện chế thiên chi đỉnh cũng là phi thường khó khăn. Hôm nay chi đỉnh tuy rằng không phải là cái gì tiên khí, không có gì công kích hiệu quả, nhưng đây là vị yếu phụ trợ luyện dược sư chế thuốc, cho nên luyện chế các loại nhân tố đã tạo thành thiên chi đỉnh hình thành tỷ lệ phi thường thấp. Tại viễn cổ thời đại có một cái lò thuốc hiểu rõ. Tại thời đại kia bị người biết thiên tri đỉnh tổng cộng chỉ có 10 tôn. Bởi vậy có thể thấy được thiên tri đỉnh chân quý. Lão Bạch lại nhà lại nhảy cho Diệp Thần Phong giới thiệu, mà Diệp Thần Phong giữa hai lông mày lần nữa lộ ra mừng rỡ, hỏi hắn, Lão Bạch, vị này thiên tri đỉnh là cái gì thiên tri đỉnh? Hắn tại thập đại thiên tri trong đỉnh thứ mấy? Lão Bạch ngô phong dỗi rảnh nói ra, nếu như ta không có phán đoán lỗi, đây là viễn cổ thời đại thứ năm Bạch Ngọc Đỉnh. Này Bạch Ngọc Đỉnh chính là trung phẩm thiên tri đỉnh, phàm là thiên tri đỉnh, thành đan tỷ lệ và số lượng cũng sẽ tăng thêm rất nhiều. Nói thí dụ như này Bạch Ngọc Đỉnh thành đan tỷ lệ và số lượng, có thể để cho luyện dược sư tại nguyên bản trên cơ sở tăng lên 6 lần. Nói cách khác, nguyên gốc lần chỉ có thể luyện chế ra 3 viên thuốc, nhưng dùng này Bạch Ngọc Đỉnh có thể một lần luyện chế ra 18 viên thuốc, về phần thành đan tỷ lệ tăng lên 6 lần liền không có gì đáng nói. Nghe được lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh lời nói sau, Diệp Thần Phong đối này Bạch Ngọc Đỉnh là càng thêm mong đợi, dù sao hắn hỗn độn trong chiếc nhẫn hỏa long đỉnh chỉ là trung phẩm địa chi đỉnh phẩm bậc, hoàn toàn không thể cùng thiên chi đỉnh đem so sánh. Tiểu gia hỏa, trước tiên đem phong ấn linh phù xé toang đi. Lão Bạch nói ra, Diệp Thần Phong lập tức đem linh phù một tấm lại một tấm xé xuống, này xé linh phù căn bản không tốn sức chút nào. Tại đem 10 tờ linh phù toàn bộ kéo xuống trong nháy mắt. Nguyên bản lờ mờ tối tăm bạch ngọc đỉnh, trong nháy mắt tản ra một trận hào quang màu trắng bạc, chỉnh cái dược đỉnh lập tức trở nên óng ánh long lanh, một loại đặc thù khí thế từ trắng trong ngọc đỉnh phun. Mỏng mà ra, mà ở bạch ngọc đỉnh sản sinh biến hóa thời điểm. Trên mặt đất, âm minh tông địa chỉ cũ bầu trời. Một đạo dị tượng đột nhiên sản sinh một tôn óng ánh long lanh ngọc đỉnh hư ảnh tại trên bầu trời tỏa ra. Làm tôn nhiều năm nhìn thấy này hư ảnh dị tượng lúc, thân thể của hắn mãnh liệt bắt đầu run rẩy hắn trong con người tốt biến không dám tin ánh sáng, trong miệng hắn nói ra, dị tượng, đây là thiên tri đỉnh ra đời dị tượng sao? Ở nơi này có ngày tri đỉnh chào đời. Thiên tri đỉnh. Tôn trưởng năm truyền vào những người còn lại trong tai sau, những người còn lại cũng đều lâm vào trong kinh hãi chương 2073, vạn năm hỏa tuyền. Vạn niên huyền băng, giữa bầu trời ngọc đỉnh hư ảnh kéo dài không tiêu tan. Thân là luyện dược các tổng bộ lão tổ. Tôn nhiều năm căn bản vô pháp một ngạt giờ khắc này nội tâm tâm tình kích động, hắn chỉnh trương nếp nhăn trên khuôn mặt già nua vặn vẹo lại với nhau, trong lỗ mũi hô hấp có vẻ vi vi gấp gáp, tại toàn bộ luyện dược các bên trong, phẩm bậc cao nhất lò thuốc cũng chỉ là thượng phẩm địa chi đỉnh mà thôi. Trên trời huyền giới luyện dược sư trong mắt, thiên tri đỉnh chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Thiên tri đỉnh là mỗi tên luyện dược sư tha thiết ước mơ bảo vật, đối với luyện dược sư mà nói, nắm giữ một cái tuyệt hảo lò thuốc, chuyện này với bọn họ tới nói cũng là ý nghĩa phi phàm nông thôn kỳ nông. Tôn nhiều năm bàn tay chăm chú nắm thành quyền đầu, nửa bước thần vương thật khí thế không tự chủ được từ bên trong thân thể của hắn tràn ra. Theo thời gian trôi đi, Giữa bầu trời ngọc đỉnh ngư ảnh rốt cuộc từ từ bắt đầu tiêu tán. Tôn nhiều năm mắt lộ ra nóng rực ánh sáng, hắn ngữ khí khẽ run nói, nếu như ta có thể thu được thuốc này đỉnh, như vậy ta chắc chắn trong vòng nửa năm bước vào cửu phẩm luyện dược sư hàng ngũ. Hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất cửa động, hắn tiếp tục nói, xem ra hôm nay chi đỉnh hẳn là tại Âm Minh tông địa chỉ cũ dưới đáy ra đời, bây giờ cũng không biết được ai đã lấy được Tại sao thu được thuốc này đỉnh một mực không phải lão phu ta? Các chủ lương Khang An hỏi, lão tổ, ngài thật xác định đây là thiên tri đỉnh ra đời dị tượng sao? Thiên tri đỉnh ra đời, không phải là tôn nhiều năm lấy được, trong lòng của hắn là rất buồn bực, hắn không vui nói, người biết cái gì. Tuy rằng người cũng là bát phẩm luyện dược sư rồi, nhưng có phần bí mật khó biết ngươi vẫn không có tiếp xúc được đây. Các ngươi chỉ biết là tại viễn cổ thời đại liền tồn tại thiên tri đỉnh như vậy các ngươi biết thiên tri đỉnh số lượng sao? Tôn nhiều năm tự mình tiếp tục nói, liên quan với viễn cổ thời đại thiên tri đỉnh sự tình, luyện dược các tổng bộ trong tàng thư các cũng không phải ghi chép làm tỉ mỉ, nhưng lão phu ta cất chứa một quyền liên quan với viễn cổ thời đại thiên tri đỉnh giới thiệu, tại toàn bộ Trung Châu ta nghĩ không có ai so với ta càng hiểu thiên tri đỉnh rồi. Hôm nay lão phu ta liền cho các ngươi giới thiệu một chút, để cho các ngươi mấy cái này ếch ngồi đáy giếng thật tốt được thêm kiến thức đừng tưởng rằng khóa nhập thất phẩm hoặc là bát phẩm luyện dược sư liền không dậy nổi. Tại toàn bộ viễn cổ thời đại bị người biết rõ thiên tri đỉnh cũng chỉ có 10 tôn, này 10 tôn lò thuốc nhưng là có xếp hạng, căn cứ vừa vạn sinh ra ngọc đỉnh dị tượng. Ta suy đoán có thể là thứ năm bạch ngọc đỉnh. Này bạch ngọc đỉnh nhưng là trung phẩm thiên tri đỉnh đây. Có thể sắp thành đan tỷ lệ cùng thành đan số lượng đều tăng lên 6 lần, quan trọng nhất là Bạch Ngọc Đỉnh bên trên khẳng định trả lưu lại đã từng mạnh mẽ luyện dược sư vết tích. Nếu như có thể đem các loại vết tích cảm ngộ, ta lo gì bước vào cửu phẩm luyện dược sư hàng ngũ. Lương Khang An, Giàng An Trí, Viên Khôn cùng Cao Đức rõ ràng này tứ đại các chủ, bọn hắn khi nghe đến Bạch Ngọc Đỉnh tác dụng sau đó bọn hắn cũng từng cái trong lòng không ngừng hâm mộ, bọn hắn đều đang suy đoán đến tột cùng là người phương nào tiến vào này dưới nền đất. Nếu như bọn hắn luyện dược các có thể thu được thiên tri đỉnh, như vậy tuyệt đối có thể làm cho luyện dược các thế lực tăng lên không nhỏ. Giang Nguyên cùng La Kỳ Bạch mắt quang lấp lóe không yên, thật sự là Bạch Ngọc Đỉnh tác dụng quá để cho bọn họ thấy thèm, về phần viên giai ngoại trừ ước ao ở ngoài. Người liền không có bất kỳ còn lại tâm tình. Lương Khang An nghĩa tránh ngôn từ nói ra, này Bạch Ngọc Đỉnh hẳn là thuộc về chúng ta luyện dược các, chúng ta ngay ở chỗ này ôm cây đợi thỏ tôn nhiều năm nói ra, chỉ sợ này dưới nền đất còn có còn lại lối ra. Tôn nhiều năm nhìn hướng la kỳ trắng, hắn nói ra, ngươi là tiêu giao cung thiếu chủ. Ngươi bây giờ thông báo một tiếng tiêu giao cung, để cho các ngươi tiêu giao cung thần vương cảnh lão tổ đến chợ lão phu một chút sức lực, chỉ cần có thể phá tan nơi này cách trở, như vậy lão phu ta liền thiếu nợ các ngươi tiêu giao cung một ân tình. Nếu như lão phu ta thật sự có thể thu được bạch ngọc đỉnh, như vậy lão phu ta có thể không trả giá giúp các ngươi tiêu giao cung luyện chế một ít bát phẩm cùng cửu phẩm đan dược, chỉ cần thu được bạch ngọc đỉnh, ta nhất định có thể bước vào cửu phẩm luyện dược sư hàng ngũ. Cho dù cuối cùng ta không có thu được bạch ngọc đỉnh, ta cũng có thể tự mình thu ngươi làm đồ đệ. Lão phu ta nhưng là có mấy ngàn năm không có thu đồ đệ rồi. Cái này cũng là tôn nhiều năm cuối cùng lựa chọn vạn bất đắc dĩ rồi, thật sự là thiên tri đỉnh sức hấp dẫn quá lớn, hắn nhất định muốn đạt được. Mặc kệ dưới đáy là người nào đã lấy được, hắn cũng phải không tiếc giá cao đoạt đoạt lại. La Kỳ Trắng nghe vậy, hắn con người lập tức phát sáng lên, tôn nhiều năm không phải là Lương Khang An có thể so sánh, hai người đều là bát phẩm luyện dược sư, nhưng tôn nhiều năm chế thuốc trình độ cùng cơ sở không phải Lương Khang An có thể sánh được. Huống hồ tôn nhiều năm vô cùng có khả năng bước vào cửu phẩm luyện dược sư, đến lúc đó chân chính bước vào thần vương cảnh cũng không phải không thể có thể trở thành tôn nhiều năm đệ tử, đây chính là phi thường đáng quý. La Kỳ Trắng có lý nào lại từ chối, hắn cung kính nói, lão tổ hoa sen nữ đọc đầy đủ. Ta hiện tại lập tức đưa tin cho tiêu giao cung. Thấy tôn nhiều năm hứa hẹn phải đem La Kỳ Trắng thu làm đồ đệ sau. Không riêng gì Giang Nguyên cùng viên dai hơi thay đổi sắc mặt, liền ngay cả viên khôn bốn loại cái các chủ cũng là sắc mặt khó coi. Đặc biệt là thân là La Kỳ Bạch Sư Phụ Lương Khang An, nếu như tôn nhiều năm thu rồi La Kỳ Trắng làm đệ tử, như vậy La Kỳ Trắng bối phận tại luyện dược các bên trong không thua kém bọn họ. Nhưng Lương Khang An đám người căn bản không dám mở miệng nghi vấn lão tổ quyết định. Mà lúc này, dưới nền đất, Diệp Thần Phong nhìn xem phía trước mặt óng ánh long lanh Bạch Ngọc Đỉnh, tại mở ra phong ấn sau đó Bạch Ngọc Đỉnh hoàn toàn lộ ra nguyên bản diện mạo, tại toàn bộ Bạch Ngọc trên đỉnh điêu khắc từng cây trông rất sống động linh thảo, những linh thảo này tại Bạch Ngọc Đỉnh Thượng giống như là sống, căn bản không phải điêu khắc đồ vật bình thường. Đồng thời, đưa bàn tay đặt tại Bạch Ngọc trên đỉnh Diệp Thần Phong, hắn vẫn có thể cảm giác được Bạch Ngọc Đỉnh lưu lại lúc trước người sử dụng một ít cảm ngộ, nếu như hắn có thể mang những này cảm ngộ hấp thu, như vậy đối với hắn mà nói tuyệt đối có to lớn có ích. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, bây giờ không phải là nghiên cứu Bạch Ngọc Đỉnh thời điểm, chờ ngươi đem bạch ngọc trên đỉnh cảm ngộ hấp thu sau đó đến lúc đó ngươi là có thể bước vào thất phẩm luyện dược sư rồi. Xuất hiện trên mặt đất e sợ tụ tập rất nhiều người, tuy rằng cách trở vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà nếu như có thần vương cảnh cường giả liên tục công kích, phía trên cách trở cũng không kiên trì được bao lâu. Hiện tại việc cấp bách, người trước đem nơi này hoàn toàn tra xét một lần, tại không có bất kỳ phát hiện nào sau đó hắn liền lập tức rời đi nơi này diệp thần phong cũng biết lão bạch nói phi thường có lý hắn trực tiếp đem bạch ngọc đỉnh thu nhập hỗn độn trong chiếc nhẫn ngoại trừ trước mặt cái này nhà gỗ bên ngoài dưới lòng đất nơi này không có còn lại chỗ đặc thù rồi nhà gỗ cửa đóng chặt diệp thần phong đem cửa cho dùng sức đẩy ra tại cửa bị đẩy ra trong nháy mắt nhất cổ nóng rực cùng nhất cổ lạnh lẽo nhất thời hướng hắn tập kích đi qua này làm cho hắn không khỏi đem trong cơ thể khí thế để được đưa lên tại bước vào nhà gỗ sau chỉ thấy nhà gỗ trên mặt đất, bị đuổi hai cái lỗ khẩu, một cái cửa động dường như tròn tỉnh bình thường bên trong là một loại màu đỏ nước, ở trong nước trả thiêu đốt cuồn cuộn hỏa diễm. Khác một cái cửa động là hình chữ nhật, lớn lên ước chừng 2 mét, rộng lớn ước chừng 1 mét, tại đây hình chữ nhật động bên trong, thình lình nằm một khối tản ra uy nghiêm đáng sợ hàn khí cự khối băng lớn. Lão hắc Giang Vận Thiên không khỏi nói ra, tiểu tử, nơi này thứ tốt quả nhiên không ít, vẫn còn có vạn năm hỏa tuyển cùng vạn niên huyền băng. Người không phải là vẫn muốn cho hàn băng kiếm ý chế tạo một cái chuyên môn kiếm sao. Này vạn niên huyền băng lại thích hợp cực kỳ rồi. Khối này vạn niên huyền băng tối thiểu có 30.000 năm năm rồi, tại rất có nhiệt độ cao bên trong cũng sẽ không hòa tan, cỡ này luyện khí thiên tài địa bảo, coi như là dùng để luyện chế tiên khí cũng có thể rồi, ta lúc còn trẻ tại sao không có như vậy số mệnh. Bằng không thành tựu của ta hội càng thêm cao. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tên tiểu tử này số mệnh, chúng ta là ước ao không đến được rồi, hơn hai ước thiên phẩm linh thạch, lại là trung phẩm thiên tri đỉnh, bây giờ lại là vạn năm hỏa tuyền cùng vạn niên huyền băng, cùng tên tiểu tử này so với, chúng ta sớm sẽ bị tức chết rồi, may mà ta nhóm vốn là đã coi như là chết rồi. Tiểu gia hỏa, lửa này tuyền đúng là có thể giúp thanh viêm tăng lên một cái hỏa diễm nhiệt độ. Bây giờ bất khuất kiếm ý có bạch cốt kiếm, lôi chi kiếm ý có một lôi kiếm hỏa chi kiếm ý có hỏa vẫn kiếm cũng chỉ thiếu kém hàn băng kiếm ý không có chuyên môn bội kiếm rồi thật là muốn buồn ngủ đã có người đưa gối đến lưu ly cung điện vì rằng hòa tan nhưng lần này có thể thu được nhiều như vậy bảo vật đây đối với diệp thần phong tới nói tuyệt đối là đáng giá dù sao lưu ly cung điện chỉ là nửa bước tiên khí mà thôi dù nói thế nào diệp thần phong bên trong tiểu thế giới trả phong tồn chân chính tiên khí tử vong hòm quan tài mặc dù là hắc ám tiên khí, giết địch một ngàn tự tổn 800, nhưng bóng tối này tiên khí dù sao cũng là tiên khí, power tuyệt đối tại nửa bước tiên khí bên trên. chương 2074, chế tạo, tiểu nhân đắc thế. Bên trong nhà gỗ thanh viêm tại vạn năm hỏa tuyền bên trong vui sướng ngao du. Không ngừng hấp thu vạn năm hỏa tuyền bên trong hỏa diễm chi lực. Bây giờ thanh viêm nhiệt độ có thể đốt cháy chết hóa thần cảnh tầng 2 sơ kỳ người tu luyện thiên địa này chi hỏa càng đi lên nhiệt độ thì càng khó tăng lên, cần hỏa diễm loại thiên tài địa bảo thì càng thêm hà khắc. Muốn đem thiên địa chi hỏa bồi dưỡng đến linh thần cảnh, địa thần cảnh, thậm chí là thiên thần cảnh, chỉ sợ là bây giờ Trung Châu hàng đầu thế lực cũng không có bực này tài lực bồi dưỡng, quan trọng nhất là càng về sau cần hỏa diễm loại thiên tài địa bảo, coi như là Trung Châu đỉnh cấp thế lực cũng thu thập không tới. Nhìn xem tại vui sướng hấp thu vạn năm hỏa tuyền bên trong năng lượng thanh viêm, Diệp Thần Phong hỏi lão bạch, lão hắc này vạn năm hỏa tuyền cùng vạn niên huyền băng lúc trước âm minh tông làm sao cam lòng phong tồn tại cái này bên trong? Lão bạch Ngô Phong dối rảnh nói ra này cùng thiên phẩm linh thạch linh mạch là một cái đạo lý. Lúc trước e sợ này vạn niên huyền băng cùng vạn năm hỏa tuyền cũng vừa mới mới vừa nhô ra đây, chả không phát huy ra tác dụng quá lớn. Tại bực này linh khí nồng nặc địa phương có thể kích phát hai loại thiên tài địa bảo trưởng thành có thể nói âm minh tông đã từng làm nhiều chuyện như vậy, ngược lại là toàn bộ vì ngươi làm áo cưới. Diệp thần phong đem 30.000 năm vạn niên huyền băng từ hình chữ nhật trong động rời đi ra, may là hắn bên trong đan điền có vạn năm băng tuyết liên hoa, hai tay của hắn mới miễn cưỡng có thể chống đỡ ba vạn niên huyền băng lạnh lẽo, nhưng cho dù như thế, tay của hắn cũng là đông đến đỏ bừng, thậm chí trên lòng bàn tay da thịt đang chậm rãi xuất hiện từng cái từng cái vết dạn nứt thừa dịp thanh viêm hấp thu vạn năm hỏa tuyền thời điểm, Diệp Thần Phong không ngại đem này vạn niên huyền băng chế tạo một phen, hắn bây giờ chính là thất phẩm luyện khí sư, nhiều nhất có thể luyện chế ra hạ phẩm bảo khí. Đối với thất phẩm luyện khí sư cần phải nắm giữ, Diệp Thần Phong hầu như toàn bộ thông hiểu đạo lý rồi. Muốn muốn rèn đúc cỡ này đặc thù thiên tài địa bảo, Diệp Thần Phong cũng không thể dùng phổ thông phương pháp. Hắn đầu tiên đem bàn tay của chính mình cho rạch ra, đem tiên huyết nhỏ ở vạn niên huyền băng bên trên. Loại thủ pháp này gọi là lấy huyết luyện khí. Để máu của mình chảy vào thiên tài địa bảo trong, là có thể cùng thiên tài địa bảo tạo thành một loại vi diệu liên hệ, như vậy tại luyện khí trong quá trình là có thể làm ít mà hiệu quả nhiều rồi. Tại tiên huyết nhỏ ở vạn niên huyền băng bên trên sau, Diệp Thần Phong đem linh khí tập trung đến ngón trỏ tay phải thượng, hắn lợi dụng tiên huyết, hắn ngón trỏ tại huyền băng cắn câu vẽ ra một vài bước quái lạ trận đồ. Tại đồ án hình thành sau đó ánh sáng đỏ ngòm nhất thời tỏa ra, tiên huyết toàn bộ thẩm thấu tiến vào huyền băng bên trong. Trận đồ không phải là lung tung hỏa đi lên, đây là một loại xử lý vạn niên huyền băng phương pháp đặc thù. Này vạn niên huyền băng cực kỳ cứng rắn, muốn trực tiếp lấy loại này hình thái luyện khí, chính là phi thường khó khăn, vừa vặn cái kia trận đồ màu đỏ ngòm có thể trong khoảng thời gian ngắn nhũn dần vạn niên huyền băng, nhưng các loại sau một ngày, vạn niên huyền băng lại sẽ khôi phục nguyên bản cứng rắn, đến lúc đó đã sớm luyện chế xong, loại thủ pháp này tại bây giờ thiên huyền giới nhưng là thất truyền. Nhũn dần về sau vạn niên huyền băng. Đây đối với Diệp Thần Phong tới nói hầu như không có bất kỳ khó khăn, hắn không ngừng đem chọn khối vạn niên huyền băng đánh. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Thần Phong là trực tiếp dùng hai tay đánh, hai tay của hắn bắt đầu trở nên máu me đầm đìa rồi. Tuy rằng vạn niên huyền băng được nhũn dần một chút, nhưng cực hạn lạnh lẽo là một điểm đều không có yếu bớt. Mà ở một bên vạn năm hỏa tuyền bên trong ngao du thanh viêm, theo nó không ngừng hấp thu vạn năm hỏa tuyền bên trong năng lượng. Nhiệt độ của nó rốt cuộc tại vững chắc đi lên kéo lên, từ hóa thần cảnh tầng 2 sơ kỳ khóa nhập hóa thần cảnh tầng 2 trung kỳ. Không bao lâu, nhiệt độ của nó lại tăng lên tới hóa thần cảnh tầng 2 hậu kỳ thanh viêm hỏa diễm tại vạn năm hỏa tuyền trung tầng tầng nhấp nhô, cảnh này khiến vạn năm hỏa tuyền bên trong năng lượng nhanh chóng tiêu hao. Hấp thu nhiều như vậy hỏa tuyền mới tăng lên chút này nhiệt độ, xem ra muốn đem thiên địa chi hỏa chân chính bồi dưỡng lên. Xác thực liền ngay cả này hàng đầu tông môn cũng không tiêu hao nổi. Bất quá, vạn năm hỏa tuyền bên trong năng lượng chả có rất nhiều rất nhiều đây. Đầy đủ thanh viêm đang hấp thu thượng mấy tiếng được rồi. Đồng thời, Tại Diệp Thần Phong không ngừng đánh bên dưới, vạn niên huyền băng cũng đang chậm rãi biến thành một cái màu trắng băng kiếm bộ dáng. Tại đem băng kiếm ngoại hình chế tạo sau khi đi ra. Kế tiếp liền muốn tại băng trong kiếm khắc họa linh trận đồ. Diệp Thần Phong cặp kia đã sớm máu me đầm đìa thủ là thảm không nỡ nhìn, từng trận cực hạn xé rách đau nhức tràn ngập tại lòng bàn tay của hắn. Tại hít sâu một hơi sau, Diệp Thần Phong đem băng kiếm nắm trong tay, hắn bắt đầu ở băng trong kiếm khắc họa từng cây từng cây dây nhỏ rồi. Bởi vạn niên huyền băng tính đặc thù, Diệp Thần Phong yếu tại băng trong kiếm khắc họa linh trận đồ vô cùng khó khăn, cho nên hắn khắc họa tốc độ cực kỳ chậm chậm. Sau 7 tiếng, Diệp Thần Phong hai tay của là không ngừng chảy máu, trên trán của hắn che kín chừng hạt đậu mồ hôi hột, nhưng khóe miệng của hắn sơ lược lộ ra nụ cười đến, chỉ thấy hắn đem linh trận đồ cuối cùng một cái dây nhỏ khắc họa song sau, hắn trực tiếp đem linh khí truyền vào băng kiếm bên trong, linh trận đồ trong nháy mắt được kích phát, nhất cổ khiến người ta xương đều phải đông cứng lạnh lẽo từ băng trong kiếm phân tán mà ra. Trong cơ thể hắn hàn băng kiếm ý lập tức trở nên xuẩn xuẩn dục động, nếu như dùng cái này băng kiếm đơn thuần thi triển hàn băng kiếm ý, e sợ có thể đem hàn băng kiếm ý power tăng lên gấp mấy lần rồi. Cái này băng kiếm bây giờ cũng là thứ thiệt hạ phẩm bảo khí rồi. Từ đó, Diệp Thần Phong bất khuất kiếm ý, Hỏa chi kiếm ý, Lôi chi kiếm ý cùng Hàn băng kiếm ý đều có chuyên môn kiếm. Diệp Thần Phong xem trong tay băng kiếm, hắn nói ra, về sau ngươi tựu kêu là Huyền băng kiếm đi. Tạm thời đem Huyền băng kiếm thu nhập hỗn độn trong chiếc nhẫn, Diệp Thần Phong xử lý một chút trên hai tay vết thương. Mà ở Diệp Thần Phong đem Huyền băng kiếm luyện chế mà thành trong quá trình, thanh viêm nhiệt độ cũng là một mực tại tăng lên từ hóa thần cảnh tầng 2 hậu kỳ khóa nhập tầng 2 đỉnh phong. Lại từ hóa thần cảnh tầng 2 đỉnh phong khóa nhập tầng 3 sơ kỳ, cứ như vậy một mực hát vang tiến mạnh, nó bây giờ nhiệt độ đã tại hóa thần cảnh 5 tầng hậu kỳ. Bất quá, bây giờ vạn năm hỏa tuyền bên trong năng lượng cũng hầu như tiêu hao sạch sẽ rồi, không nghĩ tới một cái mạnh mẽ như thế vạn năm hỏa tuyền nhanh như vậy liền muốn tiêu hao, mà thanh viêm tăng lên nhiệt độ cũng không tính quá mức khoa trương. Tại vạn năm hỏa tuyền bên trong cuối cùng một điểm năng lượng được thanh viêm thôn vệ trong nháy mắt, thanh viêm nhiệt độ lại tăng lên nữa, cuối cùng như ngừng lại hóa thần cảnh năm tầng đỉnh phong. Bước này nhiệt độ hoàn toàn là tại Diệp Thần Phong nắm trong bàn tay, dù sao hắn thực lực hôm nay cũng có hóa thần cảnh 4 tầng sơ kỳ rồi. Tại thanh viêm từ mất đi tác dụng vạn năm hỏa tuyền bên trong đi ra thời điểm. Trên mặt đất, trải qua La Kỳ trắng đưa tin sau, tôn nhiều năm đang đợi tiêu giao cung thần vương cảnh cường giả đến. Như tiêu giao cung bực này hàng đầu tông môn, kỳ tông môn bên trong khẳng định có mạnh mẽ truyền tống trận, chỉ cần lợi dụng truyền tống trận truyền tống đến Linh Dược Thành, như vậy chạy tới nơi này là tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt, một bóng người tại trên bầu trời chậm rãi hiện lên, ai cũng không có phát hiện đạo thân ảnh này đến, thẳng đến đạo thân ảnh này rơi xuống đất bên trên, mọi người mới kinh nghi bất định phát hiện đạo thân ảnh này chính là một người mặc màu nâu trường sam lão giả hắn chính là tiêu giao cung lão tổ một trong la thiên giang thực lực tại thần vương cảnh sơ kỳ đồng dạng hắn cũng là la kỳ trắng dòng chính lão tổ nếu không phải la kỳ trắng chính là là vãn bối của hắn hắn mới lười đuổi tới nơi này trước hắn một mực nằm ở bế quan bên trong la kỳ trắng phụ thân thu được đưa tin sau đó cũng là đợi một hồi lâu mới liên lạc với trong lúc bế quan la thiên giang bằng không La Thiên Giang sớm là có thể đến nơi này. La Thiên Giang xem ra cùng Tôn nhiều năm là biết, hắn đối với Tôn nhiều năm nói ra, lão Tôn, sự tình ta đều biết rồi, bất quá chuyện người đáp ứng cũng không làm được nuốt lời rồi. Tôn nhiều năm đối với La Kỳ nói vô ích nói, hiện tại ngươi chỉ cần nguyện ý, ngươi là có thể gọi sư phụ ta rồi, từ giờ khắc này, ngươi liền đồ đệ của ta. La Kỳ trắng lập tức cung kính hô, sư phụ về sau đồ nhi nhất định đi theo ngài học tập cho giỏi chế thuốc chi thuật. Nói xong, là kỳ bạch mắt quang hữu ý vô ý nhìn sang viên giai cùng Giang Nguyên, dưới cái nhìn của hắn bây giờ hắn có thêm như thế một cái thân phận, viên giai hẳn là yếu chính mình dính sát, trong lòng của hắn hoàn toàn là tiểu nhân đắc thế tâm thái. Nhìn thấy Giang Nguyên trên mặt mang theo vẻ sợ hãi thời điểm, là kỳ trắng phi thường hài lòng, mà khi hắn nhìn thấy viên giai không chút biểu tình lúc, trong lòng của hắn lập tức liền không thăng bằng. Dựa vào cái gì? Người viên giai chỉ là một cái nho nhỏ phó các chủ tôn nữ. Mà hắn là kỳ trắng chính là tiêu giao cung thiếu chủ, bây giờ lại là luyện dược các lão tổ đồ đệ, này viên giai dựa vào cái gì không nhúc nhích. Dưới cái nhìn của hắn viên giai hẳn là yếu đầy mặt sùng bái, chủ động đưa tới cửa xin hắn sủng hạnh. chương 2075, buồn nôn một dưới. Tự cho là đúng. Oanh, 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 từng đạo liên miên không dứt tiếng nổ lớn vang vọng ở bên trong đất trời. Tại tiêu giao cung lão tổ La Thiên Giang đến sau đó ở đây phàm là linh thần cảnh bên trên cường giả, tại tôn nhiều năm dưới sự chỉ huy, bọn hắn tất cả mọi người đồng thời sử xuất toàn lực công kích trên mặt đất trong cửa động cách trở. Đại địa không ngừng rung động, trong cửa động cách trở lực lượng đang chậm rãi giảm bớt. Có thần vương cảnh sơ kỳ La Thiên Giang gia nhập, e sợ dùng này đi xuống, khoảng một canh giờ, trong cửa động cách trở là có thể hoàn toàn bị phá tan rồi. Dưới nền đất, luyện chế được hạ phẩm bảo khí huyền băng kiếm diệp thần phong, hắn đem trước mặt nhiệt độ tăng lên tới hóa thần cảnh 5 tầng đỉnh phong thanh viêm, thu hồi bên trong đan điền của mình. Thanh viêm sớm tại trước đó khóa nhập hóa thần cảnh nhiệt độ sau, nó là có thể hóa hình vì hỏa diễm nhân rồi, bây giờ nhiệt độ lần nữa đạt được tăng lên, tư tưởng của nó cũng biến thành càng thêm thành thuộc rồi, bất quá, nó đối diệp thần phong là nói gì nghe nấy, ở trong mắt nó Diệp Thần Phong liền là cha mẹ của mình, dù sao nó là tại Diệp Thần Phong bên trong thân thể sinh ra. Cái này bên trong nhà gỗ ngoại trừ vạn năm hỏa tuyền cùng vạn niên huyền băng sau đó không tiếp tục còn lại đáng giá Diệp Thần Phong chú ý địa phương. Đột nhiên trong lúc đó, Diệp Thần Phong cảm thấy một chút nhẹ nhàng chấn động, nếu như không cẩn thận đi cảm ứng lời nói, căn bản cảm giác không ra một cái tia chấn động. Đang đi ra nhà gỗ sau, Diệp Thần Phong cảm giác được có từng luồng từng luồng sóng năng lượng từ thông đạo phía trên tại truyền rất xuống. Chỉ sợ là có người ở phá tan bên trong động đã cách trở. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, người bây giờ phải nhanh chút rời đi nơi này rồi, e sợ mặt trên có thần vương cảnh cường giả tại phá tan đã cách trở, có thần vương cảnh cường giả gia nhập. Bên trong động trong lối đi cách trở chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian ngắn rồi, người bây giờ cần phải làm là tìm kiếm mặt khác cửa ra vào rời đi nơi này. Diệp thần phong tỉ mỉ đánh giá mảnh này dưới đáy không gian. Khi hắn ngẩng đầu nhìn đến trên đỉnh đầu bùn đất tầng thời điểm, hắn dĩ nhiên vừa ý không chung bùn đất tầng mặt ngoài, dĩ nhiên bò đầy từng con từng con màu vàng óng côn trùng. Những con trùng này rậm rạp chẳng chịt che kín phía trên bùn đất tầng mặt ngoài, mỗi một con ước chừng có trẻ con tay cỡ bàn tay trước đó Diệp Thần Phong tại sao một mực không có phát hiện loại này màu vàng ống côn trùng. Tại Lão Bạch cùng Lão Hắc giải thích bên dưới, nguyên lai like, loại này màu vàng ống côn trùng tên là phần kim trùng, loại này côn trùng không có bất kỳ lực công kích, chúng nó yêu thích xuyên tại trong bùn đất, dựa vào nuốt vào bùn đất mà sinh sống, chúng nó sẽ ở trong bùn đất không ngừng sắp xếp ra bản thân phân và nước tiểu, chúng nó thích nhất tại chính mình trong phân và nước tiểu đi ngủ. Nơi này phần kim trùng rậm rạp chằng chịt, e sợ những này phần kim trùng sinh sống ở nơi này cũng có trên vạn năm được rồi, nói cách khác trên đỉnh đầu bùn trong lớp đất. E sợ trong đó bùn đất không có bao nhiêu rồi, phần lớn đều là phần kim trùng sắp xếp ra phân và nước tiểu rồi, chỉ cần đem bùn đất tầng mặt ngoài một tầng phá tan, cái kia phần kim trùng phân và nước tiểu nhất định sẽ dường như hồng thủy bình thường chút xuống. Diệp thần phong phi thường may mắn phía trên bùn đất tầng không có vỡ tan, cảm thụ cửa động trên lối đi phương truyền tới năng lượng càng ngày càng kịch liệt, ánh mắt của hắn tỉ mỉ quan sát mảnh này dưới đáy không gian bốn phía. Diệp thần phong đoán chừng cho dù nơi này có mặt khác cửa ra vào, khẳng định như vậy cũng là truyền tống trận rồi, hắn bắt đầu dùng của mình thần niệm lực lượng cảm ứng, tại cảm ứng được hậu phương một chỗ hẻo lánh thời điểm. Trong con người của hắn tránh qua một đạo tinh quang, thân ảnh của hắn lập tức xuất hiện tại trong góc, chỉ thấy bên trong góc được cho bụi cùng bùn đất che kín, tại đem mặt ngoài cho bụi cùng bùn đất xóa đi sau đó bên trong quả nhiên lộ ra một cái đơn giản truyền tống trận. Cái truyền tống trận này bên trong năng lượng đã sớm hết sạch. Bất quá, chỉ cần Diệp Thần Phong bổ sung một ít linh thạch thượng phẩm đi vào, cái truyền tống trận này vẫn có thể mở ra. Tại đem bên trong truyền tống trận năng lượng bổ sung song sau. Diệp Thần Phong nhìn xem phía trên rậm rạp chẳng chịt phần kim trùng, hắn không khỏi tự nói thần vương cảnh cường giả dĩ nhiên cũng tới nơi này hoành thò một chân vào bọn họ là muốn tới cướp đoạt ta lấy được bảo vật đã như vậy vậy ta liền đến buồn nôn bọn hắn một cái diệp thần phong bóng người lăng không bay đến phía trên bùn đất tầng trước hắn tìm một khối tương đối rảnh rỗi bùn đất tầng hắn thận trọng ở phía trên bố trí một cái phá trận pháp cái này phá trong trận pháp có ẩn dấu hiệu quả bình thường người tu luyện đều thì không cách nào phát hiện về phần những này rậm rạp chẳng chịt phần kim trùng, chúng nó trời sinh có tránh thoát thần niệm dò xét bản lĩnh. Bây giờ cái này phá trận pháp đã cùng Diệp Thần Phong có liên hệ, chỉ cần trong lòng của hắn ý nghĩ hơi động, cái này phá trận pháp liền sẽ muốn nổ tung lên, đến lúc đó nơi này bùn đất tầng vỡ tan, nhất định sẽ liên tiếp gợi ra nơi này hết thảy bùn đất tầng đều vỡ tan, đây chính là dừng lại to lớn phân và nước tiểu bữa tiệc lớn. Ai bảo chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí là người tốt đây? không phải là ai đều có thể hưởng thụ loại này phân và nước tiểu bữa tiệc lớn cùng phân và nước tiểu tắm. Đang bố trí xong phá trận pháp sau đó Diệp Thần Phong trực tiếp tiến vào bên trong truyền tống trận, mở ra truyền tống trận sau. Diệp Thần Phong biến mất ở dưới nền đất, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã về tới trên mặt đất. Hắn quan sát một chút bốn phía, hắn phát hiện nơi này hẳn là khoảng cách âm minh tông địa chỉ cũ không xa lắm một chỗ rừng cây nhỏ lần này lưu ly cung điện đã hòa tan, Diệp Thần Phong không có cách nào để lưu ly cung điện khôi phục, Lão Bạch cùng Lão Hắc cũng không làm được, dù sao bọn hắn đối lưu ly cung điện hiểu rõ cũng không phải quá nhiều. Bất quá, một tòa lưu ly cung điện đổi lấy thực lực của hắn tăng lên, hơn hai ức thiên phẩm linh thạch, trung phẩm thiên tri đỉnh, huyền băng kiếm cùng thanh viêm nhiệt độ tăng lên, chuyện này làm sao tính cũng là một bút có lời buôn bán. Tại thu hồi tâm tình sau đó Diệp Thần Phong hướng về âm minh tông địa chỉ cũ lao đi, không ai sẽ biết hắn đã đem dưới nền đất bảo vật càn quét không còn. Tại Diệp Thần Phong đi tới âm minh tông địa chỉ cũ thời điểm. Tôn nhiều năm cùng La Thiên Giang đám người trả đang toàn lực phá tan trong cửa động lực cản. Về phần viên giai, Giang Nguyên cùng La Kỳ Trắng này một ít thực lực trên đất thần cảnh bên dưới người, bọn hắn nhưng là ở một bên quan sát. La Kỳ Trắng cái thứ nhất nhìn thấy Diệp Thần Phong, trong con ngươi của hắn vẻ âm tàn tránh qua, hắn hướng về Diệp Thần Phong đi tới. Hắn nhẹ giọng nói, tiểu tử, làm sao, cũng muốn tới nơi này mở mang, nơi này chính là có ngày chi đỉnh chào đời, người biết cái gì gọi là thiên chi đỉnh sao? Có muốn hay không ta đến cho giới thiệu một chút? Còn có ta bây giờ chính là luyện dược các tổng bộ lão tổ tôn nhiều năm đệ tử, sư phụ ta đã có tốt mấy ngàn năm không có thu đồ đệ rồi, người hiện tại có phải không hối hận rồi? lúc trước nếu như người nguyện ý làm bên cạnh ta một con chó như vậy ta cái này làm chủ nhân phong quang rồi người con chó này cũng sẽ đi theo phong quang giang nguyên cùng viên giai cũng sát theo đó nhìn thấy diệp thần phong hai người bọn họ cũng đi tới viên giai vừa tới liền ôm diệp thần phong cánh tay người bĩu môi ba nói ra diệp đại ca người đã đi đâu diệp thần phong thuận miệng nói bậy nói ta tìm địa phương đi tu luyện giang nguyên đứng ở la kỳ trắng bên cạnh tại La Kỳ Trắng trở thành tôn nhiều năm đồ đệ bắt đầu từ giờ khác đó, hắn liền từ bỏ cùng La Kỳ Trắng tranh giành nữ nhân ý niệm, hắn lạnh giọng đối với Diệp Thần Phong nói ra, tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là cách viên dai xa một chút, viên dai không phải ngươi có thể có được, La Ca mới là cùng viên dai tối xứng. La Kỳ Trắng rất hài lòng ra nguyên thay đổi, bất quá, trong lòng của hắn đối Diệp Thần Phong tức giận là càng nhiều hơn rồi. Thậm chí hắn cực kỳ không sảng khoái viên dai, hắn nói ra, tiểu giai, ngươi không cần được có ít người lời ngon tiếng ngọt cho lừa gạt, ta la kỳ trắng có thể cho ngươi một cái hài lòng tương lai, chờ ta cùng sư phụ thuộc lạc một ít, ta có thể để sư phụ cũng thu ngươi làm đệ tử. Nếu không phải viên giai chế thuốc thiên phú xuất chúng, thành tựu tương lai rất có thể sẽ vượt qua các chủ lương khang an, điểm này là lương khang an chính mồm nói. Viên giai có thể trở thành la kỳ trắng trợ lực, bằng không la kỳ trắng căn bản sẽ không chấp nhất với viên giai, nhiều nhất ôm chơi một chút tâm thái, nhìn xem tự cho là đúng Giang Nguyên cùng La Kỳ Trắng, viên dài ôm Diệp Thần Phong cánh tay càng gia tăng hơn rồi. Ngực của nàng là chen đặt ở Diệp Thần Phong trên cánh tay, này làm cho Diệp Thần Phong trong lòng một trận lúng túng, nhưng cái cảm giác này vẫn là thật thoải mái. Viên dài khẽ kêu nói, La Kỳ Trắng, Giang Nguyên, hai người các ngươi tính là gì? Các ngươi cũng xứng cùng Diệp Đại Ca làm so sánh sao? các ngươi liền diệp đại ca một đầu ngón tay cũng so không hơn. Viên dai lời nói để la kỳ trắng cùng giang nguyên chân mày cao lại. Mà chính lúc lúc này, oanh, một tiếng, mặt đất một trận mãnh liệt rung động, trong cửa động cách trở bị phá ra rồi. Tại cách trở bị phá ra đồng thời, ở đây ánh mắt của người tập trung đến diệp thần phong đám người bên này. Vừa bắt đầu la kỳ trắng là hạ thấp giọng mà sau bọn hắn thì là không có hạ thấp giọng rồi, cho nên này về sau trò chuyện, Tôn Nhiều Năm đám người tuy nhiên tại phá tan cách trở, nhưng là bọn hắn đều nghe được. Chương 2076, lịch sử phân thượng thứ nhất người. Tôn Nhiều Năm ngưng lông mày hỏi, Đồ Nhi, chuyện gì xảy ra? Tôn Nhiều Năm đáp ứng thu nạp kỳ trắng làm đồ đệ, hắn là có mấy phương diện suy tính. Vừa đến, hắn thật sự cần phải có người đến trợ giúp hắn phá tan nơi này cách trở, thứ hai hắn có mấy ngàn năm không có thu đồ đệ rồi trong lòng của hắn xác thực muốn bồi dưỡng một tên kế thừa hắn y bát đệ tử cuối cùng rồi. Này la kỳ trắng tự thân chính là ngũ phẩm luyện dược sư, hơn nữa còn là tiêu giao cung thiếu chủ, tại chế thuốc cùng tu luyện tới thiên phú đều cực kỳ xuất chúng, hắn đối la kỳ trắng tên này đệ tử cuối cùng chả là vô cùng hài lòng, bây giờ thấy la kỳ trắng bên kia có động tính, hắn cái này làm sư phụ đương nhiên phải hỏi một chút rồi. La Kỳ Trắng còn chưa mở lời trả lời, Giang Nguyên liền cướp nịnh hót, Hắn nói ra, lão tổ, là ca một mực yêu thích viên phó các chủ tôn nữ, nhưng hôm nay viên phó các chủ tôn nữ được tiểu tử này cho lừa gạt, viên phó các chủ tôn nữ hoàn toàn đứng ở tiểu tử này phía bên kia. Trong khi nói chuyện, Giang Nguyên ánh mắt khiêu khích nhìn xem Diệp Thần Phong. Được Giang Nguyên một cái nói, ánh mắt của mọi người đều như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người. Viên khôn cùng cao đức mắt sáng chỉ có chút nghiêm nghị mà Lương Khang An cùng Giang An trí khóe miệng hiện lên từng tia từng tia nụ cười. La Thiên Giang lấy tư cách La Kỳ Trắng Lão Tổ, hắn lãnh đạm mở miệng nói, Lão Tôn, ta đây vãn bối bây giờ cũng là đồ đệ của ngươi, hắn có thể đủ xem thêm các ngươi luyện dược các phó các chủ tôn nữ, đây cũng là nha đầu kia phúc khí, lẽ nào lấy Kỳ Trắng thân phận vẫn không xứng với nha đầu kia sao? Bằng không hiện tại ngươi liền làm cái chủ, để nha đầu kia gả cho Kỳ Trắng. Tôn nhiều năm ánh mắt quét qua Diệp Thần Phong, phát hiện Diệp Thần Phong mới chỉ là hóa thần cảnh bốn tầng sơ kỳ thực lực. Hắn nhìn hướng viên khôn, hỏi tiểu tử này là chúng ta luyện dược các người sao? Viên khôn hồi đáp, bây giờ còn không phải, bất quá. Đọc truyện với, Diệp Thần Phong xác thực vẫn không có chính thức gia nhập luyện dược các đây. Cái kia tôn nhiều năm không đợi viên khôn nói hết lời, hắn liền trực tiếp đã cắt đứt, hắn hiện tại cũng không kiên trì lãng phí thời gian rồi, hắn muốn lập tức tiến vào dưới nền đất rồi hắn nói ra nếu không phải luyện dược các người như vậy khiến hắn cách tôn nữ của ngươi xa một chút đồ nhi ta có thể vừa ý cháu gái của ngươi đây là ngươi tôn nữ phúc khí hôm nay ta ở nơi này làm chủ rồi liền để tôn nữ của ngươi gả cho đồ nhi ta đi la kỳ trắng nghe được chính mình lão tổ cùng lời của sư phụ sau hắn trong con ngươi lộ ra lóe sáng ánh sáng hắn nhìn xem ôm diệp thần phong cánh tay viên dai nói ra tiểu giai hiện tại ngươi là vị hôn thê của ta rồi ngươi phải không phải không thích hợp ôm nam nhân khác viên giai hiện tại không lo được cái gì luyện dược các lão tổ rồi người trực tiếp quát ta không muốn gả cho la kỳ trắng hôn sự của ta ta tự mình làm chủ năm đó ông nội ta sớm liền đáp ứng ta không có ai có thể thay ta quyết định ta muốn gả người diệp thần phong đối với la thiên giang cùng tôn nhiều năm cũng không có một tia hảo cảm một bên viên khôn cũng lập tức đối với tôn nhiều năm, nói ra, lão tổ, đa tạ ý tốt của ngươi rồi, năm đó ta xác thực đã đáp ứng tiểu giai, ta không thể nói không giữ lời, còn nữa thần phong tuy rằng không phải luyện dược các người, nhưng hắn chính là là tiểu hữu của ta. Thấy viên giai trực tiếp mở miệng từ chối, sau đó viên khôn cũng đứng ra uyển chuyển từ chối, này làm cho tôn nhiều năm cảm giác mặt mũi có chút lạ không thể, nhưng viên khôn tốt xấu cũng là luyện dược các phó các chủ, lẽ nào hắn vẫn có thể trực tiếp giết viên khôn không được sao viên khôn không có phạm bất kỳ sai lầm nào tôn nhiều năm cũng không có lấy cớ này la thiên giang bình thản nói được rồi lão tôn đã có người không biết cân nhắc người về sau sẽ chậm rãi thu thập đi hiện tại chúng ta đi trước dưới mặt đất tìm tòi hư thực tôn nhiều năm nghe vậy hắn và la thiên giang trực tiếp tiến vào trong cửa động trong lối đi Lương Khang An cùng Giang An Chí theo sát phía sau, La Kỳ Trắng cùng Giang Nguyên thấy thế. Bọn hắn cũng không đoái hoài tới Diệp Thần Phong rồi, bọn hắn cũng lập tức tiến vào cửa động bên trong. Sau đó, ở đây còn lại người tu luyện cũng dồn dập tiến vào bên trong rồi. Không bao lâu thời gian, chỉ còn dư lại Diệp Thần Phong, viên dai, viên khôn cùng Cao Đức sáng tỏ. Cao Đức rõ ràng cái này phó các chủ ngược lại là rất trọng tình nghĩa. Cao Đức nói rõ nói, "Lão viên, ngươi lỗ mãng rồi a à hát, ngươi có thể tạm thời đồng ý, sau lại tìm cơ hội đẩy đi đó a." À? Viên giai cũng một mặt lo lắng ôm Diệp Thần Phong cánh tay đi tới, Viên Khôn ở trong lòng thở dài, hắn đối với Diệp Thần Phong nói ra, "Thần Phong, ngươi không cần phải lo lắng, tôn nhiều năm mặc dù là luyện dược các tổng bộ lão tổ, nhưng ta tốt xấu cũng là phó các chủ, hắn sẽ không trắng trợn động thủ với ta." bằng không thanh danh của hắn liền triệt để sẽ ở Trung Châu biến xấu. Lần này tứ sư tranh bá bên trong luyện dược sư thi đấu, phán xét người cũng không riêng là chúng ta luyện dược các người, cho nên lần này luyện dược sư thi đấu người có thể yên tâm tham gia, chúng ta cũng trước tiên đi xuống xem một chút đi. Ta vẫn chưa từng gặp qua chân chính thiên tri đỉnh đây. Cao Đức rõ là bất đắc dĩ lắc đầu, bốn người bọn họ cũng tiến vào cửa động bên trong. Cách trở đã biến mất rồi, một đường đi xuống là thông suốt. Theo từng tầng từng tầng cầu thang, Diệp Thần Phong bọn hắn cũng rất đi mau đã đến thấp nhất cầu thang khẩu. Về phần tôn nhiều năm đám người bọn hắn đã rời đi cầu thang rồi, là kỳ nhìn không đến Diệp Thần Phong thân ảnh sau, hắn liếc mắt nhìn bên cạnh Giang Nguyên, này Giang Nguyên rất nhanh hóa thân làm chó săn nhân vật, hắn đối với Diệp Thần Phong quát tiểu tử, người có tư cách gì tiến vào nơi này tầm bảo tại phá tan cách trở thượng ngươi có suốt một phần lực sao? Viên phó các chủ, cao phó các chủ cùng viên giai có thể lại đây, nhưng duy nhất ngươi không được, mọi người nói đúng hay không? Những kia còn lại đồng thời đi tới cường giả, bọn hắn tự nhiên là đứng ở la kỳ trắng bên này, dưới cái nhìn của bọn họ diệp thần phong giám cùng tiêu giao cung thiếu chủ, luyện dược các lão tổ đệ tử đoạt nữ nhân, chuyện này quả thật là chán sống rồi, bọn hắn lập tức từng cái rồn dập mở miệng. Đúng vậy, Tiểu tử này có tài cán gì tiến vào nơi này? Còn muốn đến đục nước béo cò, hắn tính là thứ gì? Đúng, ta cũng đồng ý, nếu không xuất lực, như vậy há có tư cách tiến vào nơi này? La Kỳ Trắng làm thích đương mở miệng nói, tiểu tử, nể tình cùng ngươi quen biết một hồi, ngươi có thể tại cầu thang khẩu nhìn xem, nhưng nếu như ngươi dám bước vào nơi này một bước, như vậy đừng trách chúng ta không khách khí đến lúc đó người cụt tay gãy chân không phải là trách ta không có nhắc nhở. Viên phó các chủ, cao phó các chủ, tiểu giai, ba người các người có thể lại đây. La Kỳ Trắng cười nói. Tôn nhiều năm cùng La Thiên Giang hoàn toàn không để ý đến nơi này, ở trong mắt bọn họ Diệp Thần Phong chỉ là một đầu tiểu bò sát mà thôi. Viên khôn cau mày nói ra, lão phu ta cũng chỉ phải ở lại chỗ này quan sát một phen là được rồi. Viên dai ôm chặt Diệp Thần Phong cánh tay, nói ra ta cũng phải bồi Diệp đại ca. Cao Đức rõ ràng đang trầm mặc hai giây về sau, hắn thở dài, nói ra ta cũng ở lại chỗ này đi. Ở nơi này quan sát một cái cũng giống như nhau. Thấy viên khôn bọn người lựa chọn cùng Diệp Thần Phong đứng chung một chỗ, là kỳ mặt trắng sắc càng phát phiền muộn, mà Giang Nguyên đối với Diệp Thần Phong diễu cợt nói, tiểu tử, ngươi là ở chỗ đó xem chúng ta tìm tới bảo vật đi tại tất cả mọi người bắt đầu tìm kiếm lòng đất này không gian thời điểm diệp thần phong đã liên lạc với trên nền đất khoảng không bố trí tại bùn đất tầng thượng phá trận pháp viên khôn đám người không tiến vào không thể tốt hơn rồi bằng không hắn vẫn đúng là không cách nào khởi động phá trận pháp tôn nhiều năm cùng la thiên giang không thu hoạch được gì nhưng sát theo đó bọn hắn đột nhiên nhìn thấy nơi xa một tòa nhà gỗ tại bọn hắn hướng về nhà gỗ lao đi thời điểm âm uhm, một tiếng phía trên một chỗ bùn đất tầng trong chớp mắt nổ tung. Lập tức xảy ra một loạt phản ứng dây chuyền, hết thảy bùn đất tầng là dồn dập nhanh chóng vỡ ra được. Một loại hoàng, sắc mỏng manh hình dáng vật thể từ vỡ tan bùn trong lớp đất chút xuống, dường như bạo phát lũ lớn bình thường. Nương theo mà đến một loại ngập trời mùi thối. Những này toàn bộ là phần kim trùng phân và nước tiểu, những này tại bùn trong lớp đất phân và nước tiểu quả thực nhiều khiến người ta khó có thể tưởng tượng diệp thần phong bọn họ là đứng ở trên cầu thang đỉnh đầu bọn họ thượng bùn đất tầng không có vỡ tan đỉnh đầu bọn họ thượng bùn đất tầng vẫn là vô cùng thâm hậu bất thình lình tất cả để tôn nhiều năm cùng la thiên giang cũng là không ứng phó kịp hai người bọn họ căn bản không kịp rời đi cùng phòng ngự vô số phân và nước tiểu trong nháy mắt che mất bọn hắn càng đừng nói còn lại thực lực tại thần vương cảnh chi người làm bọn hắn toàn bộ nhấn chìm ở mỏng manh trong phân và nước tiểu thật sự là phân và nước tiểu chút xuống tốc độ quá nhanh rồi, mà người ở chỗ này căn bản sẽ không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế, cho tới như tôn nhiều năm cùng La Thiên Giang cường giả như vậy, suy nghĩ của bọn hắn cũng là chậm một nhịp. Về phần thực lực tại linh thần cảnh Giang Nguyên cùng La Kỳ Trắng, hai người bọn họ thì càng thêm không chịu nổi, bọn hắn năng lực phản ứng càng thêm chậm, được phân và nước tiểu nhấn chìm trong nháy mắt, bọn hắn muốn đi lên giấy ruộng, nhưng trong miệng của bọn họ được tràn vào từng ngụm từng ngụm phân và nước tiểu. Toàn bộ dưới đất không gian lập tức trở nên mùi hôi ngút trời. Diệp thần phong nhắc nhở một cái viên khôn đám người, bọn hắn lại đi lên mấy cái cầu thang, bảo đảm phân và nước tiểu sẽ không nhận chạm được bọn hắn. Mảnh đất này dưới không gian giống như một cái cự đại ao phân rồi, hơn nữa những này phân và nước tiểu bắt đầu trồng chất độ cao có tới hơn một thước đây những kia vừa vặn ôm tầm bảo tâm tính cường giả, bọn hắn tại trong phân và nước tiểu bay nhảy, cực hạn buồn nôn tanh tươi, để cho bọn họ trong lúc nhất thời đã quên tại quanh thân hình thành ô dù rồi. Loại này đồ sộ cảnh tượng. Những người này không thể nghi ngờ đều là trong lịch sử người thứ nhất. Phân thượng đệ nhất nhân. chương 2077, mối thủ hôm nay, ngày khác không lần đòi lại giống như một cái cửa đại ao phân dưới đất không gian bên trong. Một ít cường giả đang bị đột nhiên xuất hiện tất cả làm cho đầy người mùi hôi sau đó bọn hắn bắt đầu từ từ khôi phục bình tĩnh, tại chính mình quanh thân nhanh chóng tạo thành linh khí bảo vệ, thanh quanh thân tràn đầy phần kim trùng phân và nước tiểu ngăn cách bởi ô dù bên ngoài. Tôn nhiều năm cùng La Thiên Giang hai vị này thần vương cảnh cường giả, sắc mặt của bọn họ âm trầm tới cực điểm, trên người cũng không còn một điểm cường giả phong độ rồi, Tuy rằng hai người bọn họ trong miệng không có rót vào từng ngụm từng ngụm phân và nước tiểu, nhưng là trên người bọn hắn lại lây dính không ít buồn nôn đồ vật. Trong miệng được không ngừng rót vào phân và nước tiểu la kỳ trắng, hắn cũng không lo được ẩn giấu thực lực của mình, linh thần cảnh 5 tầng sơ kỳ thật khí thế, từ hắn bên trong thân thể bộc phát ra, hắn đã nuốt có mười mấy miệng phân và nước tiểu rồi, trong miệng tràn đầy đại tiện mùi vị, trên môi cũng dính đầy một loại buồn nôn hoàng. Màu sắc này nuốt mười mấy khẩu phân và nước tiểu La Kỳ trắng, hắn khí thế trên người một trận mãnh liệt chấn động, quanh người hắn linh khí bảo vệ bên ngoài phân và nước tiểu, đột nhiên mãnh liệt sôi trào lên, khí thế của hắn đột nhiên kéo lên, dĩ nhiên trong nháy mắt khóa nhập linh thần cảnh năm tầng trung kỳ. Này La Kỳ trắng dựa vào nuốt vào phần liền trực tiếp tăng lên một cái tiểu tầng thứ. Chuyện này quả thật cũng kỳ hoa đi nha. Đứng ở trên bậc thang quan sát từ đằng xa Diệp Thần Phong, hắn ở trong lòng nghi ngờ nói, này nuốt vào phân và nước tiểu cũng có thể tăng cao thực lực. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, tiểu tử kia nguyên bản là nằm ở đột phá điểm giới hạn rồi, mà này phần kim trùng trong phân và nước tiểu ngược lại là ẩn hàm một ít linh khí, hắn tại nuốt mười mấy khẩu phân và nước tiểu sau đó ngược lại là phá tan cái này điểm giới hạn. Bất quá, cho dù hắn không nuốt vào những này phân và nước tiểu, hắn tại hai đến trong vòng ba ngày cũng tất nhiên sẽ đột phá. Này phần kim trùng phân và nước tiểu nhưng không hề tăng lên thực lực tác dụng. Đây chỉ là một đúng dịp mà thôi, người khiến hắn đem nơi này hết thải phân và nước tiểu nuốt. Hắn cũng không khả năng dựa vào phân và nước tiểu tăng thực lực nữa rồi. Lão Hắc Giang vận thiên cười trêu nói, tiểu tử, lẽ nào người cũng ước ao dựa vào nuốt vào phân và nước tiểu tăng cao thực lực. Diệp thần phong một trận buồn nôn, cho dù phương pháp này thật sự có thể tăng cao thực lực, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tuyển chọn. Một bên Viên Khôn đám người cũng tỉnh táo lại đến rồi, bọn hắn tại cảm giác được La Kỳ trắng thực lực chân thật. Đồng thời tại nuốt vào phân và nước tiểu sau thực lực đạt được tăng lên, trên mặt bọn họ là một loại không nói ra được biểu lộ. Trước đó La Kỳ trắng lao thẳng đến thực lực ẩn giấu ở linh thần cảnh tam tầng sơ kỳ, liền ngay cả Viên Khôn đám người cũng không biết La Kỳ trắng thực lực chân chính khuếch tán ở trong không khí từng trận tanh tuổi, không ngừng để viên dai nhíu mũi. Diệp thần phong nhìn thấy sau đó hắn nói ra, viên lão, ta xem nơi này cũng không có cái gì tốt dừng lại được rồi, chúng ta vẫn là đến mặt đất đi tới hô hấp một cái không khí mới mẻ đi. Tôn nhiều năm cùng La Thiên Giang lửa giận trong lòng không ngừng kéo lên. Trong đó thần vương cảnh sơ kỳ La Thiên Giang, hắn hai cánh tay ở trong không khí một trận vung vẩy, nhất cổ nóng rực năng lượng đột nhiên từ trong thân thể của hắn bộc phát ra. Thần vương cảnh sơ kỳ thật khí thế lập tức trải rộng mỗi một tấc trong không khí. Ở đây những người còn lại không ngừng rời xa la thiên giang, bọn hắn trong gân mạch linh khí dòng sông càng thêm lao nhanh rồi, đem quanh thân linh khí phòng hộ thôi phát tới cực điểm. Từ la thiên giang trong cơ thể bộc phát ra nóng rực năng lượng, đang nhanh chóng đem mảnh đất này dưới không gian phân và nước tiểu nước bốc hơi thần vương cảnh sơ kỳ cường giả thực lực tuyệt đối là không thể khinh thường. Tại La Thiên Giang toàn lực bạo phát nóng rực năng lượng sau, chỉ là 10 thời gian mấy hơi thở, nơi này phân và nước tiểu nước toàn bộ bốc hơi sạch sẽ, chỉ còn dư lại khô cằn phân và nước tiểu lưu trên mặt đất rồi. Ở đây còn lại người tu luyện, bọn hắn tại cảm nhận được La Thiên Giang thu hồi nóng rực năng lượng sau. Bọn hắn toàn bộ thở phào nhẹ nhõm, thân thể bọn họ bên trong lượng nước cũng bị bốc hơi không sai biệt lắm nếu như tại như vậy lại đi chỉ sợ bọn họ yếu bởi vì mất nước mà bất tỉnh chết ở chỗ này rồi tại phân và nước tiểu nước toàn bộ bốc hơi sau trong không khí thanh tẩy vì là càng thêm nồng nặc tôn nhiều năm cùng la thiên giang một khắc cũng không muốn ở chỗ này dừng lại thêm rồi bọn hắn tiếp tục hướng về nhà gỗ lao đi tại trong nhà gỗ không có bất kỳ phát hiện nào Bọn hắn đem chính mình thần niệm bao trùm lên mảnh đất này dưới không gian, ở mảnh này dưới đất bên trong không gian căn bản không có bất kỳ bảo vật tồn tại, bọn hắn biết chắc là bị người nhanh chân đến trước rồi, lợi dụng nơi này còn lại thông đạo rời khỏi. Trước đó Diệp Thần Phong ở nơi này mở ra truyền tống trận, hắn cuối cùng hơi chút một chút thay đổi, đó chính là hắn tại truyền đưa sau khi đi ra ngoài. Nơi này cái truyền tống trận kia hội tự mình hủy diệt cho nên tôn nhiều năm đám người căn bản không cảm ứng được nơi này có truyền tống trận rồi. Trên mặt đất, Diệp Thần Phong, Viên Khôn, Cao Đức Minh Hòa Viên Giai bốn người bọn họ đã đi tới rồi. Viên Giai mày liễu không ngừng nhíu, lỗ mũi của nàng không đứng ở trên người mình người tới người lui, thân là nữ hài tử người. Đương nhiên là càng thêm chú trọng bề ngoài được rồi, nàng nói nói, may là chúng ta không có tiến vào bên trong, nếu như được những kia ô, Quế đồ vật ngâm, chuyện này quả là là buồn nôn chết rồi. Viên khôn cùng Cao Đức rõ ràng cũng là thở phào nhẹ nhóm, bọn hắn hiện tại cũng âm thầm may mắn không có triệt để tiến vào bên trong rồi. Cao Đức rõ ràng đùa giỡn nói ra, lúc này vẫn đúng là may mắn mà có có thần phong tiểu hữu tại, nếu không phải la kỳ trắng bọn hắn cố ý nhằm vào thần phong tiểu hữu, sợ là chúng ta cũng phải nếm thử phân và nước tiểu hương vị. Tại Cao Đức rõ ràng rứt tiếng không bao lâu lần lượt từng bóng người nhanh chóng từ mặt đất cửa động bên trong vọt ra những người này trên người toàn bộ thay đổi một thân quần áo rồi từng cái sắc mặt yếu nhiều khó coi liền có nhiều khó coi đặc biệt là tôn nhiều năm cùng la thiên giang tôn nhiều năm chẳng những không có đạt được thiên tri đỉnh trái lại còn bị lấy đầy người phân và nước tiểu đây quả thực là cá không ăn được lại lấy một thân tanh tôn nhiều năm cùng la thiên giang các loại trong lòng người kìm nén một cỗ khí đây bọn hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong đám người sạch sẽ, trong lòng lửa giận lại bốc hơi lên. La Kỳ Trắng cảm xúc đã sớm không bình tĩnh rồi, hắn chỉ vào Diệp Thần Phong quát, người tiểu tử này đáng chết. La Kỳ Trắng hoàn toàn là đang tìm Diệp Thần Phong chút giận. Diệp Thần Phong bình thản nói ra, La Kỳ Trắng, chú ý ngươi nói chuyện dùng từ, là ngươi không để cho chúng ta chân chính đi vào dưới lòng đất bên dưới A. Các ngươi có tìm tới bảo vật sao? ta đã quên chúc mừng ngươi rồi, ngươi lại có thể tại nuốt mười mấy khẩu phân và nước tiểu sau đó thực lực tăng lên một cái tiểu tầng thứ. Ngươi quả nhiên là thiên tài a hát, lẽ nào những kia phân và nước tiểu chính là bảo vật sao? Ngươi chỉ sợ là từ cổ trí kim cái thứ nhất dựa vào ăn đại tiện tăng cao thực lực được rồi, ngươi không hổ là trung châu ngũ đại công tử một trong a hát. La kỳ trắng sắc mặt đỏ lên một mảnh. Ở đây những kia cùng la kỳ trắng đứng ở cùng một trận tuyến người, bọn hắn sắc mặt cũng quái là cực kỳ, dựa vào nuốt vào phân và nước tiểu tăng cao thực lực, này thật đúng là chưa từng có. La Thiên Giang ánh mắt như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người, nhất cổ thần vương cảnh uy thế hướng về Diệp Thần Phong ép tới. Diệp Thần Phong dưới chân bước chân một bên nhanh chóng lùi về phía sau, trong miệng hắn một bên quát lên, làm sao? Đường đường tiêu giao cung lão tổ, lẽ nào ngươi muốn phá quái thiên huyền thịnh điển quy tắc sao? lẽ nào các ngươi tiêu giao cung là trung châu hàng đầu nhất lưu thế lực, các ngươi là có thể muốn làm gì thì làm sao? Ta chính là Linh Châu Thanh Nguyệt Tông đệ tử, đến đây Trung Châu tham gia thiên huyền thịnh điển, nếu như ngươi cho rằng thiên huyền thịnh điển quy tắc, đối với các ngươi tiêu giao cung chỉ là một cái bài biện, như vậy ngươi có thể động thủ. La Thiên Giang còn mắt híp lại, bọn hắn tiêu giao cung ở chính giữa châu trả không cách nào một tay che trời, nếu như hắn thật sự trước mặt mọi người phá hoại thiên huyền thịnh điển quy tắc, như vậy tuy rằng hắn không đến nỗi trong chăn châu tông môn cường giả liên thủ thảo phạt, nhưng chỉ sợ bọn họ tiêu giao cung cũng sẽ đánh đổi một số thứ, dù sao ở chính giữa châu không phải là hết thảy tông môn đều cùng tiêu giao cung là cùng một chiến tuyến bên trong. Vì giết chết một người hóa thần cảnh tiểu tử, mà để tiêu giao cung tổn thất lợi ích, này e sợ cực kỳ tính không ra. Trừ phi đem ở đây nơi này những người còn lại đều giết sạch, hắn giết chết Diệp Thần Phong sự tình mới sẽ không tiết lộ ra ngoài, nhưng điều này hiển nhiên là không có khả năng lắm. La Thiên Giang Thanh uy thế cất đi, bàn tay hắn hướng về Diệp Thần Phong đẩy một cái, nhất cổ kinh khí hướng về Diệp Thần Phong nhanh chóng tập kích mà đi. Này kinh khí tốc độ cực cực kỳ nhanh, so với vừa vặn uy thế tập kích tốc độ nhanh hơn gấp mấy chục lần. Nhưng đạo này kinh khí bên trong power nhược không ít, không thể đem Diệp Thần Phong trực tiếp giết chết đang đối mặt La Thiên Giang không hề bắt mắt chút nào một trường này. Này làm cho Diệp Thần Phong căn bản không có có thể tránh né. Phốc, một tiếng, một ngụm máu tươi từ Diệp Thần Phong trong miệng phun ra tung tóe. Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ nhận lấy cực kỳ to lớn nội thương, hắn trong con người sát ý đều lộ, trong miệng chợt quát lên, lão thất phu, hôm nay một trưởng này mối thù, ngày khác ta Diệp Thần Phong ổn thỏa gấp trăm lần, nhìn lần đòi lại la thiên giang con mắt chừng lớn hắn tức giận triệt để bạo phát hắn muốn yếu liều lĩnh đem trước mặt này bỏ sát bóp chết nhưng diệp thần phong trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất rồi hắn tiến vào bên trong tiểu thế giới hắn biết viên khôn cao đức minh hòa viên giai không có việc gì dù sao bọn họ đều là luyện dược các người la thiên giang còn không đến mức đối ba người bọn họ động thủ đây Đương nhiên Diệp Thần Phong tại bên trong tiểu thế giới chú ý phía ngoài nhất cử nhất động đây. Nếu như La Thiên Giang thật sự đối viên khôn bọn hắn động thủ, như vậy Diệp Thần Phong hội lập tức xuất hiện, đem bọn hắn đưa vào bên trong tiểu thế giới. chương 2078, nhất định muốn nhanh chóng thích ứng. Hả? La Thiên Giang lông mày ngưng lại. Hắn thân là thần vương cảnh cường giả, hắn tự cho là có cường giả uy nghiêm, một cái hóa thần cảnh tiểu tử cũng dám uy hiếp hắn. Cho dù yếu tiêu giao cung hy sinh một ít lợi ích, hắn cũng phải phá hoại một lần thiên huyền thịnh điển quy tắc thời điểm, cái kia dường như bỏ sát vậy tiểu tử dĩ nhiên vô ảnh vô tung biến mất rồi, liền ngay cả hắn cũng chút nào không cảm giác được tiểu tử kia khí tức. Tại cảm ứng chỉ chốc lát sau, là thiên giang đem lửa giận áp chế xuống, hắn không khỏi tự nói, tiểu tử kia xem ra có phần môn đạo, ở trên người hắn khẳng định có không gian loại pháp bảo, bằng không thần của ta niệm sẽ không dò xét không tra được. Linh Châu Thanh Nguyệt Tông đệ tử, chạy được hòa thượng nhưng chạy không được miếu, liền để tiểu tử kia sống nhiều một đoạn thời gian đi. Các loại thiên huyền thịnh điển bắt đầu, chính là tiểu tử kia giờ chết rồi, khẩu khí ngược lại là trả thật không nhỏ đây. Chỉ là một cái hóa thần cảnh tiểu tử, lại dám đến uy hiếp thần vương cảnh người. La Kỳ Trắng lập tức cung kính nói, lão tổ, ngài yên tâm đi, nếu để cho ta trên trời huyền thịnh điển bên trong gặp phải tiểu tử kia, như vậy ta nhất định định khiến hắn chết không toàn thay quân sủng chi tiếu tiếu sinh uy. Đứng ở La Kỳ Trắng bên cạnh Giang Nguyên, hắn nói ra là tiền bối, tiểu tử kia không riêng tham gia thiên huyền thịnh điển, hắn chả tham gia tứ sư tranh bá luyện dược sư thi đấu, hắn chính là là một gã tứ phẩm luyện dược sư, viên phó các chủ trực tiếp khiến hắn tiến vào trận chung kết. La Thiên Giang liếc mắt nhìn tôn nhiều năm, mà viên khôn cùng cao đức rõ ràng trong lòng một cái lộp bộp. Tứ phẩm luyện dược sư. Tôn nhiều năm hơi dừng lại một chút, hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong dĩ nhiên là tứ phẩm luyện dược sư. Như thế xem ra Diệp Thần Phong chế thuốc thiên phú cần phải cũng không yếu, thế nhưng bây giờ hắn thu rồi la kỳ trắng làm đồ đệ, trước đó Diệp Thần Phong trong lời nói khinh miệt. Nhục la kỳ trắng, dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong chỉ là một cái tính cách phách lối tiểu tử mà thôi, người như thế tuyệt đối sẽ không có đại thành tựu. Tôn nhiều năm nội tâm hoàn toàn là thiên hướng chính mình một đồ đệ, hắn cũng không suy nghĩ thật kỹ trước đó là ai một mực nhầm vào Diệp Thần Phong. Thậm chí không cho Diệp Thần Phong chân chính đi vào lòng đất không gian. Những chuyện này hoàn toàn bị tôn nhiều năm cố ý không để ý đến. Tôn nhiều năm ánh mắt nhìn chằm chằm viên khôn, thiên tri đỉnh không có được, chả làm cho chật vật như vậy. Tâm tình của hắn đương nhiên sẽ không được rồi, hắn chất vấn, viên khôn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Viên khôn hồi đáp, lão tổ, thần phong xác thực có tư cách tiến vào trận chung kết rồi, chuyện này là chúng ta bốn người các chủ thống nhất thông qua. Viên khôn đúng mực nói, trước đó là thiên giang đối diệp thần phong động thủ, hắn cũng thực sợ hết hồn, nhưng hắn căn bản không kịp động thủ trợ giúp diệp thần phong rồi. Cao Đức rõ ràng cũng lập tức nói ra, lão tổ, lão viên nói không sai, chuyện này chúng ta đều là biết rõ. người có thể hỏi một cái lương các chủ cùng giang phó các chủ. nguyên bản ở một bên xem kịch vui lương khang an cùng giang an trí, hai người bọn họ trong lòng âm thầm mắng to suối quẩy. tôn nhiều năm sắc mặt là càng thêm âm trầm. viên khôn cùng cao đức minh đô là tổng bộ phó các chủ, đồng dạng cũng là thứ thiệt thất phẩm luyện dược sư. nếu như đem hai cái này phó các chủ phế bỏ hoặc là giết như vậy đây đối với luyện dược các tới nói tuyệt đối là một cái cự đại đả kích, thậm chí luyện dược các thế lực sẽ hạ thấp không ít. Còn nữa mỗi tên luyện dược sư tay trong đều có các mối quan hệ của mình, nếu như tôn nhiều năm trực tiếp động thủ phế bỏ hai người này, như vậy sự tình truyền sau khi đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ có người đến bênh vực kẻ yếu. La kỳ trắng vẻ mặt khôi phục không ít, hắn biết muốn xử trí viên khôn cùng cao đức rõ ràng, chỉ ít hiện nay là không được, thật sự là hai người này tại luyện dược các bên trong chiếm cứ vị trí trọng yếu. Hắn đối với tôn nhiều năm nói ra, sư phụ, ta xem chuyện này coi như xong đi. Tiểu tử kia trực tiếp tiến vào trận chung kết càng tốt hơn, ta sợ trên trời huyền thịnh điển bên trong không gặp được tiểu tử kia, như vậy ta liền tại chế thuốc thượng hung hăng nghiền ép hắn đi. Cho hắn biết mình chính là một cái khiêu lương tiểu sử. Tôn nhiều năm lông mày buông lỏng ra, hắn nói ra, đồ nhi, ngươi nói thật là có lý, chỉ cần đồ nhi ngươi đã lấy được luyện dược sư so tài người thứ nhất, sư phụ ta liền làm chủ cho ngươi, để viên phó các chủ tôn nữ gả cho ngươi. Đến lúc đó ta xem có ai dám phản đối. Lão Phu bây giờ vẫn là luyện dược các lão tổ, lẽ nào giúp luyện dược các đệ tử sắp xếp một chuyện hôn sự cũng không tư cách sao? Quả thực là nói giỡn. Trong khi nói chuyện, tôn nhiều năm liền không thèm nhìn một mắt viên khôn bọn hắn. La Kỳ Trắng nhưng là lập tức cảm kích nói, đa tạ sư phụ thành toàn. Đứng ở viên khôn bên cạnh viên dai, người vừa định yếu phản bác. Trên người nàng một chỗ huyệt vị được viên khôn cho điểm chúng, làm cho người trong cổ họng căn bản không phát ra được thanh âm nào rồi. Viên khôn biết bây giờ không phải là để viên dai hồ đồ lúc, nếu như tôn nhiều năm thay đổi ý nghĩ, để viên dai hiện tại gả cho La Kỳ Trắng, như vậy sự tình thì càng thêm không xong, tối thiểu bây giờ còn có một đoạn bước đệm kỳ, bọn hắn vẫn có thể lại nghĩ một chút biện pháp đây. Tôn nhiều năm đối với La Thiên Giang, nói ra, lão La, ta mời ngươi đi uống một chén, ngươi cũng là khó được mới xuất quan một lần. Tại tôn nhiều năm đám người cả đám sau khi rời đi. Viên khôn giúp viên dai mở ra huyệt đạo. Viên dai lập tức khó chịu nói ra, ra ra, lẽ nào ngươi thật sự muốn cho ta gả cho La Kỳ Trắng sao? cho dù chết ta cũng không cần hát trẻ chung vua màn ảnh rượu dò xét vợ. Cao Đức rõ ràng thở dài nói, tiểu dai, này là ông nội ngươi nổi khổ tâm A hát. Nếu như ngươi vừa vặn nháo nữa nhảy, vạn nhất lão tổ để ngươi lập tức gả cho la kỳ trắng đâu này. Chuyện này chúng ta tái tưởng cho tốt biện pháp đi. Viên dai một mặt lo lắng nói, diệp đại ca phải hay không bị trọng thương. Hắn đi nơi nào? Viên khôn nói ra, thần phong nếu rời khỏi, như vậy hắn hẳn là liền hết chuyện, chúng ta cũng trước về linh dược thành đi. Mà tiểu thế giới bên trong, nơi nào đó trên đỉnh ngọn núi, Diệp Thần Phong ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Trong miệng của hắn không ngừng phun ra từng ngụm từng ngụm tiên huyết, chỉ là thần vương cảnh cường giả tùy ý một trường, hắn liền bị như thế nội thương nghiêm trọng, hắn lập tức phục dụng mấy viên chữa thương đan dược, ý thức của hắn một mực chú ý phía ngoài nhất cử nhất động đây hắn vừa nãy sở dĩ không có ẩn giấu thân phận của mình, đó là bởi vì tiêu giao cung sớm muộn sẽ biết. Là thiên giang lão thất phu này một trưởng này mối thù, diệp thần phong tuyệt đối muốn đòi lại. Như vậy hắn nhất định phải cùng tiêu giao cung đối mặt. Này tiêu giao cung nhưng là trung châu nhất lưu trong thế lực hàng đầu một trong rồi, diệp thần phong hiện tại bức thiết cần yếu tăng cao thực lực, hóa thần cảnh bốn tầng sơ kỳ quả nhiên vẫn là quá yếu rồi. Lão Bạch Ngô Phong dối rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, bây giờ Long Tinh là ngươi nhanh chóng tăng cao thực lực duy nhất hy vọng, trước đó tại cửa động cầu thang bên trong, ngươi tiêu hao ba khối Long Tinh rồi, bây giờ bên trong cơ thể ngươi còn có một khối Long Tinh đang chậm chậm phóng thích năng lượng. Đối với hiện tại ngươi mà nói, ngươi hẳn có thể đồng thời hút vào hai khối Long Tinh ở trong người rồi. Hiện tại Diệp Thần Phong còn có 996 khối Long Tinh. Hắn ý nhận thức hơi động, trong tay lại xuất hiện một khối long tinh, trong gân mạch linh khí dòng sông vận chuyển. Khối này long tinh cũng trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể hắn. Trải qua loại kia xương, huyết nhục cùng gân mạch được nghiền ép thống khổ sau đó khối này long tinh cũng ngừng lưu tại Diệp Thần Phong phía sau lưng Long tộc tộc trưởng dấu ấn vị trí, đang chậm rãi thả ra từng đợt năng lượng. Giờ khắc này, tại Diệp Thần Phong bên trong thân thể có hai khối long tinh tại đồng thời chậm rãi phóng thích năng lượng. Diệp thần phong đối với vừa vặn loại đau khổ này, hắn cũng có thể cực hạn chịu đựng xuống. Lão Bạch Ngô Phong rối rảnh tiếp tục nói, căn cứ lúc trước tại một ít hiếm thấy cổ tịch thượng nhìn đến ghi chép, nếu như ngươi có thể hút vào bốn khối long tinh ở trong người đồng thời phóng thích năng lượng, như vậy ngươi khoảng cách thích ứng long tinh liền không xa. Tại ngươi triệt để thích ứng long tinh sau đó ngươi là có thể tay không trực tiếp hấp thu từng khối từng khối long tinh bên trong năng lượng, Long tinh cũng sẽ không lại tiến vào trong cơ thể của ngươi rồi, đến lúc đó ngươi một lần hấp thu cái mấy trăm khối long tinh tuyệt đối là có thể, cho nên hiện tại phải nghĩ biện pháp tăng nhanh thích ứng long tinh mới là trọng yếu nhất. Diệp Thần Phong trong tay xuất hiện lần nữa một khối long tinh, quả nhiên lần này hắn muốn hấp thu, khối này long tinh căn bản không có tiến vào trong cơ thể hắn, thậm chí ngay cả một chút phản ứng cũng không có, xem ra xuất hiện ở bên trong thân thể tiến vào hai khối long tinh chính là của hắn cực hạn sở tại. Diệp Thần Phong điều dưỡng trong cơ thể thương thế. Hắn hiện tại cần phải làm là trước tiên đi một chuyến thiên nguyên cổ thành, lấy tư cách về sau căn cứ, hắn lấy được viễn cổ yêu đằng nhất định phải loại ở nơi đó. Sau đó hắn phải trở về đến vạn linh thành cùng tiết huyền tình đám người hội hợp rồi. Đương nhiên hắn lần này tại viêm thiên cốc tay ở bên trong lấy được một chỗ tiểu bí cảnh bản đồ, hiện tại cái này nơi tiểu bí cảnh hẳn là trưởng khống ở tiết ra trong tay, dù sao viêm thiên cốc lão tổ, Tông chủ và nội môn trưởng lão đều chết hết, chẳng mấy chốc sẽ triệt để không rơi xuống đi, hắn nhất định muốn rút thời gian đi một chuyến chỗ kia tiểu bí cảnh. Chương 2079, các ngươi tiếp tục. Bóng đêm như mực, Diệp Thần Phong trải qua dùng chữa thương đan dược sau, hắn bên trong thân thể thương thế khôi phục không ít, thân ảnh của hắn lặng yên không tiếng động tiềm nhập linh dược trong thành. Linh dược thành khoảng cách Thiên Nguyên cổ thành phi thường xa xôi nếu như không lợi dụng linh dược trong thành truyền tống trận e là cho dù hai tháng toàn lực chạy đi hắn cũng không cách nào đến thiên nguyên cổ thành có lão bạch cùng lão hắc trợ giúp diệp thần phong khí tức coi như là thần vương cảnh cường giả cũng không cách nào phát hiện đang lặng lẽ đi tới viên phủ bên ngoài tường rào một chỗ đen nhánh góc sau đó diệp thần phong đầu gối vi vi uốn lượn song chân vừa đạp địa thân ảnh của hắn trong nháy mắt tiến vào viên phủ bên trong La Thiên Giang cùng Tôn nhiều năm tại trở về linh dược thành sau đó bọn hắn phân ra một phần thần niệm, thời thời khắc khắc chú ý Viên phủ đây. Vì chính là bọn hắn cho rằng Diệp Thần Phong có khả năng sẽ trở về Viên phủ. Bất quá, có lão Bạch cùng lão Hắc trợ giúp, Diệp Thần Phong khí tức tránh thoát La Thiên Giang cùng Tôn nhiều năm một bộ phận thần niệm tra xét vẫn là làm dễ dàng. La Thiên Giang cùng Tôn nhiều năm thần niệm chỉ là tại Viên phủ bên ngoài bao phủ bọn hắn nhưng sẽ không cho là diệp thần phong có tránh thoát bọn hắn thần niệm lặng yên không một tiếng động tiến vào viên phủ bản lĩnh tại lão bạch cùng lão hắc nhắc nhở dưới diệp thần phong sớm liền phát hiện phía ngoài thần niệm rồi giờ khắc này tiến vào viên phủ bên trong sau nội tâm hắn dễ dàng mấy phần dù sao trong viên phủ không có thần đọc dò xét diệp thần phong nhìn thấy viên phủ đèn phòng khách hỏa vẫn sáng thân ảnh của hắn hướng về đại sảnh tránh đi rồi tại bên trong đại sảnh. Viên khôn cùng cao đức rõ ràng ngồi ở trên mặt ghế, viên dai lo lắng đứng ở viên khôn bên cạnh. Viên khôn khuôn mặt lộ ra cực hạn không thích, hắn nói ra, lão tổ cùng la thiên giang quả thực hơi quá đáng, bọn họ là coi chúng ta là làm phạm nhân tại trông coi sao. Dĩ nhiên dùng thần niệm bao phủ ở viên phủ bên ngoài, cả sự tình thần phong đều không có bất kỳ làm sai địa phương, sai rõ ràng là la kỳ trắng, lẽ nào La Kỳ Trắng hôm nay là lão tổ đồ đệ, lão tổ là có thể như vậy không phân tốt xấu ma. Cao Đức rõ ràng hung hăng lắc đầu, hắn nói ra, lão viên, thần phong hẳn là sẽ không trở về tự chui đầu vào lưới A. Hắn cần phải cũng biết bây giờ tình thế, mà chúng ta kế tiếp hẳn là phải làm sao. Ta nhưng là cùng lão viên người tổng cộng cùng tiến lùi rồi, đối với chúng ta hành động hôm nay, lão tổ trong lòng đối với chúng ta khẳng định có rất lớn ý kiến yếu không phải chúng ta tại luyện dược các địa vị đặc thù, e sợ lão tổ sẽ trực tiếp phế chúng ta. Lẽ nào chúng ta không văn một phái nhất định phải không rơi xuống đi rồi sao? Viên giai căn bản không đang nghe hai cái này lão đầu nói chuyện, người thỉnh thoảng liền sẽ lo lắng hỏi một chút, ra ra, cao ra ra, các người nói diệp đại ca hẳn là sẽ không trở về chứ. Nếu như hắn trở về rồi làm sao bây giờ? Nhất định sẽ được tôn nhiều năm cùng La Thiên Giang thần niệm phát hiện, cũng không biết hiện tại Diệp đại ca thương thế như thế nào. Thấy tôn nữ của mình một mặt luống cuống dáng dấp, viên khôn là bất đắc dĩ lắc đầu. Mà một vệt bóng đen nhất thời lách vào bên trong đại sảnh. Viên khôn đám người dồn dập ngưng lại thần, tại bọn hắn nhìn rõ ràng người tới diện mạo sau, bọn hắn trong con ngươi lộ ra không dám tin tưởng. Viên khôn cánh tay vung lên, ở bên trong đại sảnh bố trí một cái cách ly kết giới để trong này thanh âm và khí thế truyền không đi ra ngoài tuy rằng tôn nhiều năm cùng la thiên giang thần niệm chỉ là bao phủ tại viên phủ bên ngoài nhưng viên khôn hay là muốn chú ý cẩn thận một ít đang bố trí xong xuôi giới sau đó viên khôn hỏi thần phong ngươi là vào bằng cách nào tại viên khôn lúc nói chuyện viên giai đã sớm nhào vào diệp thần phong trong lồng ngực rồi hai cánh tay ôm thật chặt diệp thần phong đối với viên giai chân thành quan tâm Diệp Thần Phong trong lòng ấm áp. Hắn vỗ vỗ viên dai sau lưng, hắn đối với viên khôn nói ra, viên lão, ta vừa vặn có biện pháp có thể tránh thoát bên ngoài thần niệm tra xét, lần này trở về Linh Dược Thành, ta là tới cùng các ngươi cáo biệt, ta còn muốn lợi dụng một chút Linh Dược trong thành truyền tống trận. Diệp Thần Phong có thể tránh thoát tôn nhiều năm cùng La Thiên Giang thần niệm tra xét, viên khôn cùng cao đức rõ ràng trong lòng là than thở không ngớt, viên khôn trịnh trọng nói, Thần Phong, ta viên phủ bên trong vừa vặn có một cái truyền tống trận, cái truyền tống trận này không cách nào xa khoảng cách truyền tống. Thế nhưng đem người truyền tống đến linh dược trong thành nắm giữ xa khoảng cách truyền tống trận địa phương vẫn là có thể. Đối với về sau luyện dược sư thi đấu, người vẫn cứ có thể tiếp tục tham gia, là thiên giang sở dĩ dám ra tay với ngươi đó là bởi vì này không có còn lại hạn chế người của hắn. Người luyện dược sư này so tài địa điểm cùng thiên huyền thịnh điển là cùng một nơi đã đến thiên huyền thịnh biển tổ chức địa phương, là thiên giang tuyệt đối là không dám ra tay với ngươi, còn có lần này luyện dược sư thi đấu có rất nhiều cường giả giám đốc, cho dù lão tổ đối với ngươi có ý kiến, chỉ cần ngươi thật sự biểu hiện xuất chúng, hắn cũng sẽ không làm suốt một ít hoang đường sự tình tới. Ta hiện tại liền mang ngươi truyền tống đến nắm giữ xa khoảng cách truyền tống trận địa phương. Diệp thần phong gật gật đầu sau, hỏi hắn, viên lão, cao lão, hai người các ngươi tiếp tục lưu lại luyện dược các có thể bị nguy hiểm hay không? Viên khôn nói ra, điểm này ngươi yên tâm, chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn, lão tổ cho dù đối với chúng ta có ý kiến, bọn hắn cũng sẽ không đối với chúng ta động thủ, tối thiểu trên trời huyền thịnh điển trước khi kết thúc, bọn hắn tuyệt đối là an toàn. Cao Đức rõ ràng cũng nói, đúng vậy, thần phong, ngươi liền an tâm rời đi đi. Đến lúc đó tại luyện dược sư trong trận đấu biểu hiện tốt một chút, tuy rằng ngươi chỉ là tứ phẩm luyện dược sư, nhưng lần tranh tài này khảo hạch nhưng không riêng là luyện dược sư cấp bậc, La Kỳ Trắng cũng chưa chắc có thể vượt qua ngươi. Diệp Thần Phong nhìn xem ôm thật chặt của mình viên dai, hắn nói ra, được rồi, tiểu dai, bọn chúng ta luyện dược sư thời điểm tranh tài gặp lại đi. Viên dai cũng biết Diệp Thần Phong nhất định muốn mau chút rời đi linh dược thành, người lưu luyến không rời buông lỏng ra Diệp Thần Phong, Người âm thanh cực thấp nói, "Diệp đại ca, ta mỗi ngày đều hội nghĩ tới ngươi." Đối với viên giai nhà đầu này, Diệp Thần Phong là cưng chiều nhéo nhéo lỗ mũi của nàng, ở trong mắt hắn viên giai dường như khả ái chủ nhà tiểu muội. Viên Khôn mang theo Diệp Thần Phong đi tới viên phủ mật thất một cái bên trong truyền tống trận. Tại truyền tống trận mở ra sau, Diệp Thần Phong thân ảnh liền lập tức biến mất rồi. Làm Diệp Thần Phong xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới một tòa đèn đuốc sáng choang cổ trước lầu. Tại đây cổ trong lầu liền nắm giữ khoảng cách xa truyền tống trận, tại bình thường tương đối lớn người tu luyện trong thành trì đều là nắm giữ. Bất quá, mỗi một lần truyền tống, đều phải muốn tìm đi một số lớn linh thạch. Diệp thần phong chỉ là đại khái xác định thiên nguyên cổ thành vị trí, hắn chỉ cần truyền tống đến thiên nguyên cổ thành phụ cận một đoạn khu vực là được rồi. Linh thạch giao phó, đại khái truyền tống vị trí cũng xác định. Cổ trong lầu nhân viên rất nhanh sẽ giúp Diệp Thần Phong mở lên xa khoảng cách truyền tống trận. Mà giờ khắc này, thiên nguyên cổ thành phụ cận một chỗ rừng cây bên trong. Tại một cái trong suốt dòng sông bên trong, hai tên cô gái tuyệt sắc chính ở trong sông rửa giấy. Cái này hai tên nữ tử đẹp là bất đồng, trong đó một cái nữ tử đẹp như cùng kiều. Tươi đẹp, muốn, tích hoa hồng, cả người tỏa ra một loại thành thục quyến rũ, một cô gái khác đẹp như cùng thanh thuần bách. Hợp, hoa, một loại thanh tân thoát tục ở trên người nàng biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Tại con sông này bên bờ còn bị bố trí một cái mê. Huyễn, trận, trận pháp này hẳn là phòng ngừa người nhìn lén. Cái này hai tên nữ tử trong lúc đó cách một khoảng cách lớn đây. Hai người bọn họ nhìn như cũng không giống như thật là hữu hảo, như hoa hồng y hệt nữ tử, nàng nói nói trong lúc này châu lại vẫn tổ chức thiên huyền thịnh biển trung châu thiên tài tính là thiên tài sao đều là một ít không đỡ nổi một đòn ra hỏa người cũng là xuất đến rèn luyện a không nghĩ tới hai chúng ta thật đúng là có duyên phận đây lại vẫn có thể tại cùng một dòng sông bên trong rửa giấy một người khác thanh thuần nữ tử người lạnh như băng không mở miệng chính lúc lúc này mê Huyến, trong trận sinh ra một cơn chấn động hai cô gái này lập tức thần sắc cứng lại, dường như hoa hồng nữ tử, người lạnh nhạt nói, đây là viễn cổ thời đại mê. Huyễn, trận, coi như là trung châu trận pháp đại sư trong thời gian ngắn cũng phá không giải được. Nhưng lời của nàng mới vừa vặn nói chuyện. Trận pháp này trong nháy mắt bị phá giải không còn chút nào. Diệp thần phong một mặt suối quẩy từ trong trận pháp đi ra, trong miệng du du thì thầm nói cái nào thiếu đạo đức ra hỏa bố trí ở chỗ này trận pháp làm hắn nhìn thấy trong sông hai tên đang tắm cô gái tuyệt sắc đặc biệt là cái này hai tên nữ tử nửa người trên hiện lên ở trên mặt hồ tại dưới ánh trăng được diệp thần phong nhìn cũng rõ ràng là gì diệp thần phong cảm thấy cái này hai tên nữ tử trong cơ thể có một cỗ khí thế kinh khủng đang ngưng tụ tối thiểu tại thiên thần cảnh hắn lập tức nói ra các ngươi tiếp tục các ngươi tiếp tục chúng ta không nhìn thấy cái gì trong khi nói chuyện diệp thần phong thân ảnh lập tức tiến vào bên trong tiểu thế giới chương 2080, ngô ra người, người giang ra, gia, ầm, ầm, ầm. Khi theo cái này hai tên nữ tử bên trong thân thể thật khí thế bạo phát. Dòng sông bên trong thủy mãnh liệt bắn lên, từng đạo do giọt nước ngưng tụ mà thành mũi tên nhọn, điên cuồng hướng về diệp thần phong trước đó chỗ đứng bạo. Bắn mà ra, nhưng còn không có đợi này vô số mũi tên nhọn đến. Diệp thần phong thân ảnh liền vô ảnh vô tung biến mất rồi. Đúng lúc tiến vào tiểu thế giới Diệp Thần Phong, hắn cảm giác bên ngoài rậm rạp chẳng chịt mũi tên nhọn, trong lòng của hắn là một trận mồ hôi lạnh, này mỗi một cái do thủy ngưng tụ mà thành mũi tên nhọn trong, toàn bộ ẩn chứa một cổ kinh khủng uy năng, e là cho dù địa thần cảnh cường giả cũng không chống đỡ được. Cái này hai tên cô gái tuyệt sắc tuổi tác có vẻ như không lớn, nhưng thực lực của các nàng lại tối thiểu tại thiên thần cảnh tầng thứ, Trung Châu làm sao sẽ xuất hiện nhân vật như thế coi như là trung châu trẻ tuổi thiên tài, e sợ thực lực liền ngay cả đến địa thần cảnh cũng không có. Tại Diệp Thần Phong trong lòng âm thầm cảm thán thời điểm, Lão Bạch cùng Lão Hắc thanh âm liên tiếp vang lên. Lão Hắc Giang Vận Thiên nói ra, tiểu tử, hai cô gái này trong, trong đó một cái nắm giữ ta giang ra gia thuần tránh huyết mạch, hẳn là ta giang ra gia dòng chính một mạch. Lão Bạch Ngô Phong dối rảnh cũng nói, tiểu gia hỏa, một cái khác nắm giữ ta ngô ra thuần khiết huyết mạch, hẳn là ta ngô ra dòng chính một mạch bên trong con cháu. Nghe được lão hắc cùng lão bạch lời nói sau, Diệp thần phong hơi sững sờ, hắn từ linh dược thành truyền tống đến thiên nguyên cổ thành phụ cận, hắn không nghĩ tới vừa vặn xuất hiện tại một cái trận pháp bên trong, đối với Diệp thần phong tới nói, hắn một mực tiếp thu lão bạch cùng lão hắc chỉ đạo, loại này viễn cổ thời đại mê. Huyễn, trận đối với hắn mà nói quả thực là đồ con nít, hắn tiện tay là có thể phá tan rồi chỉ là khiến hắn không nghĩ tới chính là trước mặt dòng sông bên trong thậm chí có hai tên cô gái tuyệt sắc đang tắm, hơn nữa hai người này vẫn là lão bạch cùng lão hắc dòng chính đời sau. Ban đầu ở huyền châu tiên nguyệt lâu bên trong gặp phải nguyệt tiên tử, đồng dạng cũng là lão bạch dòng chính đời sau, này nguyệt tiên tử khi biết diệp thần phong cùng bọn họ tổ tiên có quan hệ sau đó người lập tức trở về một chuyến gia tộc mình vị trí rồi, hẳn là qua một thời gian ngắn liền sẽ tìm đến diệp thần phong rồi tiểu thế giới bên ngoài. Nguyên bản tại dòng sông trong hai tên nữ tử, tại nước sông điên cuồng bắn lên trong nháy mắt, quần áo của các nàng đã mặc vào người. Các nàng tức giận xuất hiện tại diệp thần phong biến mất địa phương. Tên kia dường như hoa hồng y hệt nữ tử, người mặc trên người một cái màu đen sợi tơ quần áo. Màu da trắng nón, hai hàng lông mày thon dài, một đôi con mắt phảng phất hội câu nhân bình thường vóc người vô cùng hoàn mỹ một người khác dường như thanh thuần bách, hợp, tiêu nữ tử, áo trắng phiêu phiêu, ngũ quan phi thường ôn nhu, mái tóc dài màu đen khoác ở đầu vai, tuy rằng vóc người không có hoa hồng y hệt nữ tử thành thục, nhưng nàng giống như một đóa suốt nước bùn mà không nhuộm hoa sen. Cái kia hoa hồng y hệt nữ tử tên là Giang Thải Huyên. Thật là của nàng lão hắc Giang vận thiên dòng chính đời sau, nhưng chả không chỉ như thế, người vẫn là Giang gia trẻ tuổi bên trong thiên tri kiêu nữ này dường như bách, hợp, hoa giống như thanh thuần nữ tử tên là Ngô Lăng Hương, người cũng đích thật là lão bạch Ngô Phong dỗi rảnh dòng chính đời sau, người giống như Giang Thải Huyên, người chính là Ngô Gia trẻ tuổi bên trong thiên tri kiêu nữ. Bây giờ Giang ra cùng Ngô Gia hẳn là như nước với lửa. Giang Thải Huyên cùng Ngô Lăng Hương cũng là từ nhỏ liền biết, có thể nói hai người bọn họ là từ nhỏ tranh đấu đối tượng, tại một lần lại một lần giao đấu trong lúc đó, hai người bọn họ tạo thành một loại nào đó tỉ muội y hệt tình bạn, bất quá. Nhưng các nàng thượng nhất định là sẽ không thừa nhận, thậm chí trong lòng cũng sẽ không thừa nhận. Lần này Giang Thải Huyên cùng Ngô Lăng Hương vừa vặn đều là xuất đến rèn luyện, không nghĩ tới hai người bọn họ liền trùng hợp như vậy gặp đến cùng một chỗ, hơn nữa vẫn còn ở nơi này rửa giấy, cuối cùng vô cớ làm lợi đột nhiên xuất hiện Diệp Thần Phong. Xem ra tại Nguyệt Tiên Tử trở về Ngô ra bây giờ vị trí thời điểm, Ngô Lăng Hương đã là xuất đến rèn luyện rồi, người hẳn là chả cũng không biết có quan hệ Diệp Thần Phong cùng Ngô Gia Lão Tổ sự tình. Giang Thải Huyên cùng Ngô Lăng Hương thần niệm vận dụng đến cực hạn, nhưng nàng nhóm chút nào bắt giữ không tới một tia Diệp Thần Phong khí tức, này để hai người bọn họ giữa hai lông mày xấu hổ. Nộ càng rõ ràng rồi. Các nàng có thể thấy được vừa vận tiểu tặc kia thực lực chẳng mạnh đến đâu, như thế nào có thể có dạng tại các nàng trước mắt vô ảnh vô tung biến mất nữa nha ngô lăng hương tinh khiết gò má thượng vi vi ửng hồng trong cơ thể nàng khí thế khẽ động oanh 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 người chung quanh vài cây đại thụ che trời trong nháy mắt nổ tung liền ngay cả một tia một hào vụn gỗ cũng không có để lại trực tiếp ở trong không khí biến mất không còn chút nào ngô lăng hương thân thể đạp không mà đi người trước lúc ly khai âm thanh lành lạnh khẽ kêu nói tiểu tặc không để cho ta gặp lại được ngươi Ngô Lăng Hương biết chờ đợi thêm nữa cũng sẽ không có kết quả cho nên nàng mới giận dữ và xấu hổ rời đi, thân thể được một người đàn ông xa lạ nhìn, nội tâm của nàng là lửa giận lao nhanh, nhưng cảm giác không ra một tia một hào khí tức. Người cuối cùng chỉ có thể rời đi. Nhìn xem Ngô Lăng Hương rời đi Giang Thải Huyên, trên mặt nàng phẫn nộ đã sớm vô ảnh vô tung biến mất rồi, người biểu hiện ra một bộ nhâm quân hái tư thái, thập phần có liệu thân thể liên tục vặn vẹo, trong miệng kiều nói tiểu ca, ta biết ngươi vẫn còn ở nơi này, chỉ cần ngươi đi ra, người ta đêm nay chính là thuộc về của ngươi. Tiểu ca, ngươi cũng đừng làm cho người ta thất vọng nha. Chỉ chốc lát sau, Giang Thải Huyên thấy Diệp Thần Phong vẫn không có xuất hiện, nhưng vẫn là không cảm giác được Diệp Thần Phong khí tức trên người nàng vũ. Nghị trong nháy mắt biến mất rồi, thay vào đó là một vệt vô tận phẫn nộ, người khẽ kêu nói, ghê tẩm tiểu tặc tử, đừng cho lão nương tại nhìn thấy ngươi, bằng không ta nhất định phải đá bể ngươi đồ chơi kia. Oanh, một tiếng. Giang Thải Huyên cũng đạp không mà đi rồi. Tại người đứng yên trên mặt đất, trong giây lát xuất hiện một cái hố sâu to lớn, cái hố sâu này có tới hơn một thước đây. Tại bên trong tiểu thế giới cảm ứng bên ngoài hết thảy Diệp Thần Phong, hắn không khỏi nói ra, nữ nhân quả nhiên là biến ảo vô thường, này câu nhân yêu. Tinh, nàng chính là một cái ma nữ, không cần hai người các ngươi nói rồi ma nữ này nhất định là giang ra người, về phần một cái khác trong lời nói thu liếm một chút, nhất định chính là lão bạch người của ngô gia rồi. Nữ nhân loại động vật này, phát điên lên nhưng là phải nhân mạng, nếu như bây giờ Diệp Thần Phong xuất hiện nói, ta và các ngươi lão tổ có ngọn nguồn, e sợ nằm ở điên cuồng bên trong hai nàng này người căn bản sẽ không nghe Diệp Thần Phong, trực tiếp sẽ đối với hắn ra tay đánh nhau. Lại nói Nguyệt Tiên Tử sớm muộn cũng sẽ tìm đến Diệp Thần Phong, bây giờ có quan hệ lão bạch cùng lão hắc sự tình càng ít người biết càng tốt. Chỉ cần Nguyệt Tiên Tử mang Diệp Thần Phong đi bọn hắn vị trí, đến lúc đó tùy tiện hỏi thăm một chút là có thể biết lão hắc gia tộc rồi, cho nên Diệp Thần Phong cuối cùng vẫn là quyết định không nên cùng hai cái này nữ nhân tuyệt sắc dính líu quan hệ rồi, nữ nhân càng xinh đẹp, khởi sướng điên đến lại càng điên cuồng. Lão Hắc Giang vận thiên cười nói, tiểu tử, ánh mắt của ngươi vẫn rất chuẩn, thế nào? tính tình như vậy trực sảng nữ nhân mới đủ vị, các loại cơ thể ta ngưng tụ, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không làm cái môi, cô gái mặc áo đen này cùng ngươi rất xứng đôi a hát. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cũng nói, tiểu gia hỏa, cái kia thanh tân thoát tục cô gái mặc áo trắng cũng không tệ a hát. Chính là chỗ béo bở không cho người ngoài, ta xem ngươi tên tiểu tử này cùng với ta nhóm ngô gia thân càng thêm thân đi. Ta nhưng là làm coi trọng ngươi huyết mạch, tương lai người đời sau tuyệt đối không bình thường, cho nên người nhất định phải tại ta ngô ra bên trong lựa chọn một người phụ nữ, người có phải hay không suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Lão Hắc Giang Vận Thiên tiếp tục nói, không tệ, không tệ, tiểu tử, hai chúng ta nhưng đều muốn tốt cho người A Hát. Người nhận thức vì đề nghị của chúng ta thế nào? Dù sao tiểu tử ngươi nữ người đã nhiều như vậy, không để ý nhiều thêm cái trước hai cái được rồi chứ. Diệp thần phong là gương mặt phiền muộn, này lão bạch cùng lão hắc dĩ nhiên hóa thân làm luôn. Ra, đâu được rồi. Đứng ở tiểu thế giới mỗ tòa núi cao đỉnh núi Diệp Thần Phong, hắn lúng túng ho khan hai tiếng, nói ra, lão bạch, lão hắc, không mang hai người các ngươi như thế bẫy người, cảm tình loại chuyện này thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Lại nói các ngươi ngô gia cùng giang gia thiên chi kiêu nữ không hẳn để ý ta đây loại nhà quê. Lão hắc giang vận thiên quát lên, bọn hắn dám tiểu tử ngươi nếu như là nhà quê, như vậy bọn hắn liền ngay cả cái trả là cái cóc khô gì rồi, chớ quên ngươi nhưng là ta cùng lão bạch truyền nhân đây. Tương lai yếu đến sống mãi nam nhân. Lão bạch ngô phong dỗi rảnh hung hăng nói, lão hắc nói có lý a hát. Bất quá, ta cùng lão hắc cũng là nói chuyện đùa, cảm tình loại chuyện này chính người nguyện ý mới được, chúng ta sẽ không bức ngươi. Nhưng nếu như ngươi thật sự có thể cùng hai chúng ta bên trong gia tộc nữ tử kết hợp, sau đó sinh ra cái một nam nửa nữ, như vậy đây chính là không thể tốt hơn được rồi. Được rồi, bây giờ chuẩn bị một cái đi đem viễn cổ yêu đằng hạt giống trồng tại thiên nguyên cổ thành tường thành bên ngoài đi. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 104